Nhưng, Bắc Mãng Tiêu bị chế, hắn cùng Diệp Thần ném chuột sợ vỡ mình, nhưng cũng không dám qua loa động thủ. Chỉ nghe Bắc Mãng Tiêu nói tiếp, buổi tối giờ Tí canh ba, Hắc Nham Cự Mãng sẽ rơi vào ngủ say, đại khái kéo dài nửa giờ, các ngươi. Các ngươi đến lúc đó lại tới cứu ta. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, cuối cùng gật đầu nói, được, tiền bối, mời ngươi tạm thời nhẫn nại, ta buổi tối lại tới cứu ngươi. Dứt lời, Diệp Thần liền xoay người rời đi. Tiểu Hoàng vội la lên, chủ nhân. Diệp Thần nói, nhịn một chút, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại hắn cùng Bắc Mãng Tiêu khoảng cách, đã đặc biệt đến gần, nếu như lại tiến lên trước một bước mà nói, tất nhất định sẽ đưa tới Hắc Nham Cự Mãng chú ý, đến lúc đó phiền toái cực lớn. Cho nên, Diệp Thần vẫn là tuân theo Bắc Mãng Tiêu ý, tạm thời rời đi 5 km, chuẩn bị đến tối giờ Tí canh ba, lại trở lại cứu người. Tiểu Hoàng không biết làm sao, cũng chỉ phải đáp ứng. Diệp Thần một mình đi tới ngoài 10 dặm, yên tĩnh chờ. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, bốn phía hoang dã không tiếng động, chỉ có tình cờ thú hống truyền tới, càng lộ vẻ được núi rừng yên tĩnh. Như vậy đến được trạng vạng tối, nắng chiều tây nặng, ánh mặt trời chiếu hạ, đem Diệp Thần bóng người kéo được thật dài. Diệp Thần lười biếng đánh một cái ngáp, tiếp tục chờ đợi. Bỗng nhiên tới giữa, phương xa truyền tới một hồi tiếng gió bén nhọn, hoa phá trường không, gào thét thiên địa, núi rừng khắp nơi lúc đó, dã thú bị giật mình. Bốn phía bôn tẩu, chim đổ rào rào trùm dậy, chấn rực tiếng đại tác. Ừ. Diệp Thần nhất thời thanh tỉnh, ánh mắt nhìn về phương xa, nhưng gặp có hai đạo thân ảnh, như nhanh như tia chớp truy đuổi tới. Dẫn đầu một đạo thân ảnh, chính là một đầu dữ tợn quái vật hình người, thân thể chừng 5-6 trượng cao, giống như trong truyền thuyết Tu La, trên da nhưng mọc đầy màu đỏ vảy, từng luồng đỏ tươi xương mù vần quanh, khuôn mặt dữ tợn, gương mặt nhưng là màu xanh, mắt như đồng la. Răng như kiếm kích, hình dáng khá là khủng bố. Chín đại thần thú, mặt xanh hạn bạc. Diệp Thần thấy cái này quái vật hình người, nhất thời tỉnh ngộ. Ở Già Thiên Ma Đế cho hắn trong tình báo, có tương quan ghi lại, quái vật này, chính là Diệt Thần Di Hoang chín lớn một trong thần thú, tên là mặt xanh hạn bạc. Mà ở mặt xanh hạn bạc sau lưng, một cái vải đỏ mỏng thiếu nữ nâng kiếm đuổi giết, khí chất lãnh ngạo như hàn mai, lại là lãnh mộ tình. Là nàng, tên này, lại có thể một mình đấu mặt xanh hạn bạt, thậm chí chiếm cứ thượng phong. Diệp Thần kinh ngạc không thôi, phải biết, mặt xanh hạn bạt là chín lớn một trong thần thú, thực lực cường hãn, mấy chục ngàn trong thời kỳ, cho tới bây giờ không có người có thể chém chết. Mà lãnh mộ tình tu vi, chỉ có nửa bước bách gia cảnh mà thôi, nàng mà lại ở đuổi giết mặt xanh hạn bạt, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Yêu kiếm hóa trận, khốn khóa. Lãnh mộ tình trong tay nắm chặt ly cốt yêu kiếm, linh khí một thúc dục, thân kiếm tóe ra vô cùng yêu khí sôi trào lúc đó, phân quang hóa ảnh, hóa thành trăm ngàn cầm hư ảo yêu kiếm, ùn ùn kéo đến, phong tỏa bốn phía, hình thành một cái kiếm trận, đem vậy mặt xanh hạn bạt đường đi chặn lại. Mặt xanh hạn bạt thần sắc biến đổi, chỉ có thể dừng lại ở thân hình, hung tợn nhìn chằm chằm lãnh mộ tình, nói cô nàng mà, người dựa vào binh khí lợi hại. Không tính là bản lãnh, có dũng khí buông binh khí xuống cùng ta đánh. Lúc đầu mặt xanh hạn bạt, thực lực xa ở lãnh mộ tình bên trên, nhưng lại kiêng kỵ lãnh mộ tình binh khí, bị đuổi theo đánh. Lãnh mộ tình kiếm trong tay, chính là do ly cốt hiêu phiên sửa đổi mà thành, mà ly cốt hiêu phiên, lại là hồng quân lão tổ chế tạo pháp bảo, yêu khí bàng bạc, đối đãi yêu thú có cường đại hiệu quả áp chế. Cho dù là mặt xanh hạn bạt cái loại này thái cổ thần thú, ở ly cốt yêu phiên trước mặt, cũng phải bị áp chế. Lãnh mộ tình nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng, nói, người và dã thú lớn nhất khác biệt, chính là người biết sử dụng công cụ, ta có kiếm không cần, ta làm ta ngu sao. Tiếng nói rơi xuống, lãnh mộ tình thân thể mềm mại trước mắt, như sao rơi đuổi thắng vậy, một kiếm chém về phía mặt xanh hạn bạt. Mặt xanh hạn bạt cắn răng nghiến lợi, cả giận nói, không biết trời cao đất rộng đồ, còn nhỏ tuổi. Dựa vào binh khí lợi hại, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Phong cực kiếm giết, phá. Mặt xanh hạn bạt đột nhiên vung ra hai móng, thủy dáng dấp móng tay trên, 10 cây như đao kiếm vậy bén móng tay, bỗng nhiên bắn ra ra, bộc phát ra trắng sáng cương khí, trực tiếp hướng lãnh mộ tình bắn chết đi. Một chiêu này phong cực kiếm giết, nhưng là cựu nhật thời đại, thiên võ tiên môn võ kỹ. Diệp Thần nhìn một cái, liền bắt được thiên võ tiên môn nhân quả.
Năm đó, cựu Nhật chi chủ Võ Tuyệt Thần, chấp trưởng Thiên Võ Tiên Môn, bắt được 9 đại thần thú. Vậy 9 đại thần thú, ở Thiên Võ Tiên Môn bên trong nhốt qua một đoạn thời gian, trong đó không thiếu cơ duyên, thí dụ như đầu này mặt xanh hạn bạt, lại không biết từ nơi nào, học trộm được liền Thiên Võ Tiên Môn kiếm đạo thần thông. Lãnh Mộ Tình mắt gặp vậy 10 cây móng tay nhọn, như phi kiếm vậy bắn tới, nên cũng không dám đón đỡ, thân thể mềm mại lăng không lột, như con bướm vậy biên tiên, tránh khỏi. Mặt xanh hạn bạt muốn thừa thắng truy kích, nhưng không ngờ huyết mạch bị Ly Cốt Yêu kiếm áp chế, một hơi lại vận lên không được. Ly Long Thập Tự Trảm. Lãnh Mộ Tình mắt đẹp run lên, kiếm trong tay đưa ngang một cái dựng lên, tạo thành một đạo thập tự trảm, hướng mặt xanh hạn bạt chém xuống đi. Kiếm khí kích động tới giữa, nàng trên thân kiếm bộc phát ra một cái ly long ma ảnh, ngửa mặt lên trời gầm thét. Phốc xích. Cuối cùng, đạo này ly long kiếm quyết, hung hăng chém vào mặt xanh hạn bạt trên thân thể, ở người sau thân thể, để lại một đạo nghiêm trọng vết thương sâu thấy tới xương, máu tươi chảy ròng. Mặt xanh hạn bạt một tiếng hét thảm, ngã nhào trên đất. Lãnh Mộ Tình bay rơi xuống, một cước đạp ở nó đầu. Mặt xanh hạn bạt tức giận gầm hét lên, cô nàng mà, người kiếm thuật bình thường, chỉ bằng binh khí lợi hại, không tính là bản lãnh thật sự, ta không phục. Vừa nói kịch liệt vùng vẫy, cả người huyết khí nổ tung. Lãnh Mộ Tình xuất thân tán tu, thật ra thì năm xưa chỉ là một cô gái bình thường, may mắn đạt được Ly Cốt Yêu Phiên, từ đây nghịch thiên cải mệnh. Nàng kiếm thuật, không người truyền thụ, đều là mình lĩnh ngộ sáng tạo, dựa vào Ly Cốt Yêu kiếm khí thế, kiếm đạo đơn giản ác liệt, theo đuổi cực hạn giết người hiệu suất, ở mặt xanh hạn bạt trong mắt, ngược lại là kiếm thuật bình thường hình dáng. Có thể kiếm giết người thuật, chính là kiếm tốt thuật. Lãnh Mộ Tình nhắc tới Ly Cốt Yêu kiếm, trở tay đem mặt xanh hạn bạt đóng xuống đất, mũi kiếm từ nó sau lưng lọt vào, trước ngực xuyên ra, ghim vào mặt đất. Mặt xanh hạn bạt một tiếng hét thảm, nhưng cũng không cách nào dãy dụa nữa. Nói cho ta, giấc mộng kia nói mớ thần thú ở nơi nào? Lãnh Mộ Tình lại lần nữa đạp mặt xanh hạn bạt đầu, hỏi. Mặt xanh hạn bạt nói, cái gì ác mộng thần thú? Lãnh Mộ Tình nói, chính là vậy Bác Mãng thị trưởng giáo, Bác Mãng Tiêu, mà tổ vô thiên đem nó tống giam nơi này, trên người nó có nhiều nhất thần văn mảnh vỡ. Nghe được Lãnh Mộ Tình mà nói, mặt xanh hạn bạt thân thể chấn động một cái, Diệp Thần trốn ở xa xa phía sau cây, cũng là thân thể chấn động một cái. Hiển nhiên, Lãnh Mộ Tình tham gia đi săn đại hội, mục tiêu cũng là nhắm thẳng vào Bác Mãng Tiêu, bởi vì Bác Mãng Tiêu trong cơ thể thần văn mảnh vỡ, số lượng nhiều nhất, chỉ cần giết chết Bác Mãng Tiêu, tuyệt đối đủ đoạt cúp. Mặt xanh hạn bạt con ngươi đông lại một cái, nhàn nhạt nói, ta nói cho ngươi, ngươi là có thể thả ta sao? Lãnh Mộ Tình nói đùa, ngươi bị ta bắt, còn muốn chạy. Không thể nào, ta cho ngươi tối đa là một thống khoái, như ngươi không nói, ngươi liền từ từ hành hạ ngươi. Mặt xanh hạn bạt cả giận nói, ngươi đáng chết, một người cô gái, lại có thể như vậy độc ác. Lãnh Mộ Tình ha ha cười một tiếng, nói, ngươi cựu Nhật thời đại họa loạn ngàn vạn dặm, hạn bạt vừa ra, thiên hạ nạn hạn hán khói lửa nổi lên, không biết bao nhiêu người bởi vì ngươi mà chết, ta giết ngươi là thay trời hành đạo, ngươi ngược lại trách ta. Mặt xanh hạn bạt yên lặng không nói, cắn răng, nói, tranh luận những thứ vô dụng này, ngươi thả ta có thể nói cho ngươi Bác Mãng Tiêu rơi xuống. Lãnh Mộ Tình nói, ngươi không tư cách cùng ta trả giá, nói, Bác Mãng Tiêu rốt cuộc ở nơi nào. Tiếng nói rơi xuống, Lãnh Mộ Tình vặn vẹo một cái thân kiếm, vặn cắt mặt xanh hạn bạt bắp thịt gân cốt. Mặt xanh hạn bạt tê tiếng kêu thảm thiết, trên thân kiếm kia lại có yêu khí toát ra, biến ảo ly long. Ở trong cơ thể nó xông ngang đánh thẳng, các loại hành hạ, trực tiếp để cho nó sống không bằng chết. Diệp Thần ở phía xa yên lặng nhìn một màn này, trong lòng cũng âm thầm thán phục Lãnh Mộ Tình thủ đoạn tàn bạo. Mặt xanh hạn bạt rốt cuộc chịu đựng không đi xuống, nói ta nói. Ngươi thả ta ngoài ra lại nói cho ngươi một cái bí mật. Lãnh Mộ Tình nói, à, bí mật gì? Mặt xanh hạn bạt nói, ngươi binh khí rất tốt, nhưng kiếm đạo quá nông cạn. Chỉ cần ngươi chịu thả ta truyền thụ ngươi Hồng Quân kiếm đạo đỉnh cấp nghĩa sâu xa. Lãnh Mộ Tình cả kinh, nói, Hồng Quân kiếm đạo. Ngươi biết được Hồng Quân kiếm đạo bí ẩn. Nàng nghe qua Hồng Quân kiếm đạo truyền thuyết, thậm chí gần đây, cũng có bí văn truyền lưu, nói là vạn khư khởi động Vũ Hoàng Chu thần kiếm, muốn tiêu diệt luân hồi chi chủ, kết quả cuối cùng bị Hồng Quân kiếm đạo ngăn trở.
Hồng quân kiếm đạo, liền vạn khư cũng có thể ngăn cản, có thể tưởng tượng được có cường hãn dường nào. Lãnh Mộ Tình lại không nghĩ rằng, cái này mặt xanh hạn bạt, lại có thể nắm giữ Hồng quân kiếm đạo đỉnh cấp thành tựu. Diệp Thần nghe được chồng quân kiếm đạo bốn chữ, cũng là tâm thần rét một cái, ngưng trọng lắng nghe. Phải biết, Hồng quân kiếm đạo nhưng mà Hồng quân kiếm phái tinh túy, chẳng lẽ cái này mặt xanh hạn bạt lại có thể nắm giữ? Lại nghe vậy mặt xanh hạn bạt nói, ở trước đây thật lâu, ta bị nhốt ở thiên võ tiên môn địa quật, tình cờ phát hiện một khối đạo bia, đó là võ tổ lưu lại. Lãnh Mộ Tình nói, võ tổ lưu lại đạo bia. Mặt xanh hạn bạt nói, không sai. Võ tổ lại kêu thiên võ chân tổ, chính là Hồng quân lão tổ duy nhất bản thân, năm đó hai người luận đạo, đàm luận đao kiếm, đan dược, y thuật, kỳ môn độn giáp, trồng trọt tuần thú vân. Vân đạo pháp, để lại rất nhiều đạo bia, đáng tiếc năm tháng rất xưa, những thứ này đạo bia 10 không tích chữ 1, ta may mắn phát hiện một khối kiếm đạo bia đá. Lãnh Mộ Tình nói, kiếm kia đạo bia đá ở nơi nào? Nàng giọng rất nhiều vội vàng ý, hiển nhiên cũng là động tâm. Bởi vì nàng kiếm đạo, cuối cùng là tự nghĩ ra, có rất nhiều chỗ thiếu sót, nếu như có thể đạt được Hồng quân cùng võ tổ luận kiếm đạo bia, nàng kiếm đạo tất có thể đột nhiên tăng mạnh, thậm chí nghịch thiên lột xác. Mặt xanh hạn bạt cười hắc hắc, nói, ngươi chỉ cần thả ta, ta liền cho ngươi. Lãnh Mộ Tình nói, ngươi trước cho ta nói sau, trời mới biết ngươi có phải hay không gạt người. Mặt xanh hạn bạt nói, ta nếu là cho liền ngươi, ngươi lập tức động sát thủ, ta nên như thế nào? Tóm lại, người thả ta nói sau, vậy đạo bia đặc biệt tuyệt diệu, ta có thể nói cho ngươi, kiếm đạo trung cực, gọi là, si xui một kiếm. Lãnh Mộ Tình dù gì nói, si xui một kiếm. Mặt xanh hạn bạt nói, không sai, cái gọi là rút ra đao cắt nước nước càng lưu, nước chảy cuồn cuộn, chính là thiên địa đại thế, không phải đao kiếm có thể ngăn trở, nhưng kiếm đạo trung cực, có thể nghịch chuyển thiên địa, cho nên gọi là, si xui. Vậy si xui một kiếm. Thậm chí có thể vượt qua thực tế quy luật, đã có không không hơi thở. Lãnh Mộ Tình lại là kinh ngạc, nói, không không hơi thở. Mặt xanh hạn bạt nói, không sai, thực tế quy luật, là lực vượt 10.000 pháp, lực lượng là nhất căn nguyên, cái khác đạo pháp đều là kỹ xảo. Kỹ xảo tuyệt diệu, không thay thế được lực lượng chênh lệch. Cho nên, nếu như hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn, đó là cái gì đạo pháp đều không thể đền bù. Nhưng... Si xui một kiếm, nhưng có thể nghịch chuyển thực tế, nghịch chuyển thiên địa đại thế, coi thường cảnh giới chênh lệch, dùng kỹ xảo thay thế lực lượng, đó là kiếm đạo nhất đỉnh cấp nghĩa sâu xa, nghịch chuyển hết thảy, coi thường hết thảy, nghiền ép thực tế hết thảy quy luật, kiếm đạo cường hãn, đã dòm ngó gặp không không. Nghe mặt xanh hạn bạt mà nói, Lãnh Mộ Tình một hồi rung động, hoàn toàn ngây ngẩn. Mặt xanh hạn bạt nơi bàn về kiếm đạo, đặc biệt tuyệt diệu huyền ảo, vượt qua thường nhân hiểu. Rõ ràng không phải nói xạo, nó nói đạo bia, rõ ràng cho thấy thật. Tinh diệu như vậy kiếm đạo cách nhìn, chỉ có thể là xuất từ Hồng quân. Ở thế giới hiện thật, không người có thể siêu thoát thực tế phép tắc hạn chế, căn bản tác phẩm không nghĩ ra si xui một kiếm. Chỉ có Hồng quân lão tổ, chân chính dòm ngó gặp không không siêu cấp cường giả, mới có thể dựa vào đối với không không lĩnh ngộ, nghịch đẩy ra kiếm đạo tinh túy, đó chính là si xui. Nghịch chuyển thiên địa đại thế, coi thường thực tế phép tắc hạn chế, giết phá hết thảy, nghiền ép hết thảy. Diệp Thần nghe được vậy lần kiếm đạo lời bàn, nội tâm cũng là vô cùng rung động, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái gọi là lực vượt 10.000 pháp, lực lượng mới là căn bản, đạo pháp cũng chỉ là kỹ xảo mà thôi. Nhưng hiện tại, cái này si xui một kiếm lý luật, nhưng là lật đổ cái khái niệm này, nghịch chuyển thực tế, có thể dùng kỹ xảo thay thế lực lượng. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, nếu như đơn thuần bàn về kỹ xảo đạo pháp, Diệp Thần sẽ không thua Vũ Hoàng Cổ Đế. Hắn luân hồi đạo pháp, chính là thiên hạ gian tinh diệu nhất kỹ xảo. Nhưng bởi vì hắn cùng Vũ Hoàng Cổ Đế tới giữa, cảnh giới lực lượng chênh lệch quá lớn, cho nên hiện tại không có chút nào thắng lợi có thể. Nếu như vậy si xui kiếm bàn về là thật, vậy quá đáng sợ, Diệp Thần lĩnh một si xui một kiếm, liền có thể nghịch chuyển đại thế, điên đảo thiên địa quy luật. Trực tiếp dựa vào luân hồi đạo pháp cơ xảo, coi thường cảnh giới chênh lệch, giết chết Vũ Hoàng Cổ Đế. Đây quả thực là chuyện không thể nào, vượt quá lẽ thường. Lãnh Mộ Tình cũng là dù gì nói, cái này không thể nào, thiên hạ tới giữa, tại sao có thể có cường hãn như vậy kiếm đạo? Mặt xanh hạn bạt cười lạnh một tiếng,
nói, đó là mang theo không không hơi thở một kiếm, không 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 tồn tại thực tế khái niệm, thực tế tất cả quy luật, đều có thể bị lật đổ, lại có cái gì không thể nào. Lãnh Mộ Tình hoàn toàn ngây dại, mờ mịt đứng tại chỗ. Mặt xanh Hạn Bạt nói kiếm đạo lý luật, hoàn toàn lật đổ nàng tưởng tượng, là nàng mở ra một cánh cửa mới. Nguyên lai đây chính là không không sao. Lãnh Mộ Tình mờ mịt thất thần, nàng sớm nghe qua không không, đó là vượt qua thực tế cảnh giới. Nếu quả thật tồn tại xin xui một kiếm, mượn không không quy luật, vậy đích xác có thể lật đổ thực tế. Bất quá, cái này quá ngoại hạng, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Nắng chiều hoàn toàn tây nặng, nửa đêm hạ xuống. Tinh nguyệt mờ tối, bốn phía một phiến lạnh lẽo thanh, tiếng gió táp táp. Lãnh Mộ Tình một mình đứng, chỉ cảm thấy thiên địa thực tế tuy lớn, nhưng tựa hồ tùy thời có thể lật đổ sụp đổ, nội tâm một hồi sợ hãi run rẩy, âm thầm sợ hãi. Này, cô nàng mà, người có thể thả ta sao? Trong truyền thuyết si xui một kiếm, uy lực ngươi hẳn cũng biết, ta kiếm đạo căn cơ cực kém, là không thể nào lĩnh ngộ kiếm này, ngươi thả ta đem đạo bia giao cho ngươi, như thế nào? Mặt xanh Hạn Bạt bị áp chế đã lâu, tổn thương búng máu tươi một mực dòng nước chảy, cực kỳ khó chịu, chỉ muốn mau sớm thoát thân. Lãnh Mộ Tình cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, đem ly cốt yêu kiếm từ trên người hắn rút ra. Lạnh giọng nói, được, ta liền thả ngươi, vậy đạo bia giao cho ta. Mặt xanh Hạn Bạt được cởi tự do, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, nói, không thành vấn đề. Bàn tay hắn lộn một cái, lòng bàn tay nhiều hơn một khối đá bia, ném cho Lãnh Mộ Tình. Lãnh Mộ Tình khoanh tay tiếp lấy, nhưng gặp vậy trên bia đá, in một bức cổ xưa hình vẽ. Hình vẽ trong hình, là hai cái nam tử, ngồi ở trước thác nước luận đạo. Cái này hai cái nam tử, cả người hình to lớn uy mãnh, một cái thanh tú nhã trí, có quân tử gió. Chính là Võ Tổ cùng Hồng Quân lão tổ. Mặt xanh Hạn Bạt nói, bàn tay ngươi đặt ở đạo trên bia, ngưng thần cảm ngộ, liền có thể thấy ngày xưa, Hồng Quân lão tổ cùng Võ Tổ luận đạo tình cảnh. Lãnh Mộ Tình gật đầu một cái, không kịp chờ đợi, tay phải nâng bia đá, tay trái ấn ở đi lên, thần hồn lực lượng bơm vào đi xuống. Oanh! Nhất thời! Nàng đầu óc bên trong, hiện ra ngày xưa Hồng Quân Võ Tổ luận đạo hình ảnh, cao sơn lưu thủy, hai vị trí tôn cường giả ngồi luận đạo, hình ảnh này vô cùng yên lặng bình thản. Lãnh Mộ Tình muốn xem chút luận đạo tình huống, nhưng bỗng nhiên nhức đầu đau, ai yêu một tiếng, trong tay đạo bia rớt xuống đất. Nhưng là cái này đạo bia, niên đại quá rất xưa, quy luật uy áp quá mức lợi hại, nàng thần hồn chút nào không phòng bị, trực tiếp dòm ngó cổ xưa thiên cơ, nhất thời bị cắn trả. Cặp mắt biến thành màu đen, ngực gian khí huyết sôi trào, cơ hồ muốn té xỉu. Hi hi, cô nàng, xem ra ngươi tu vi không được à, hay là đem đạo bia trả lại cho ta đi. Mặt xanh Hạn Bạt cười hắc hắc, bỗng nhiên lắc mình lao ra, một móng vuốt hướng Lãnh Mộ Tình ngực đánh, một cái móng khác cướp đoạt đạo bia. Cái này một tí nổi lên biến cố, Lãnh Mộ Tình muốn ngăn cản, nhưng thần hồn bị cắn trả, nhưng là không để được chút nào khí lực. Không tốt. Diệp Thần mặt liền biến sắc, mắt gặp Lãnh Mộ Tình gặp nạn, vậy không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức lắc mình bạo khởi, cách không một trưởng mãnh giết ra, thi triển ra Cửu U Đế Kinh Thần Thông, một cổ hắc sâu kín trưởng phong cương khí, đất bằng phẳng cuộn sạch đi, uy thế cực kỳ mênh mông. Là ai? Mặt xanh Hạn Bạt kinh hãi, ở Diệp Thần một trưởng bao phủ hạ, chỉ cảm thấy hô hấp nghẹt thở, trong tay chiêu số quý tích vậy trách đi, vốn là muốn một móng vuốt xuyên qua Lãnh Mộ Tình ngực. Nhưng cuối cùng chỉ đánh trúng nàng bả vai. Mậu Thổ Nguyên Phù, Chấn Thiên Hoàng Thành Kiếm. Diệp Thần không muốn bại lộ luân hồi võ đạo, lắc mình bay giết tới, trong tay sử dụng Mậu Thổ Nguyên Phù, từng cơn Mậu Thổ tinh khí hội tụ, huyễn hóa ra chín chuôi to lớn Mậu Thổ kiếm, lăng không bay xuống, hướng Mặt Xanh Hạn Bạt chấn áp đi. Mặt Xanh Hạn Bạt hoảng hốt, vội vàng rút người ra lui về phía sau, nhưng vẫn bị một chuôi Mậu Thổ cự kiếm đánh trúng, phốc xích một tiếng. Tại chỗ miệng phun máu tươi bị thương. Nó gặp Diệp Thần mang mặt nạ, tựa hồ ẩn núp tu vi, trong mắt rất nhiều vẻ hoảng sợ, muốn chạy trốn đi, nhưng lại bỏ không được Hồng Quân đạo bia. Khối kia đạo bia, còn ở Lãnh Mộ Tình trong tay. Cửu U Đế kiếm, nhanh. Diệp Thần ánh mắt run lên, vận chuyển Cửu U Đế kinh, cùng Mậu Thổ Nguyên Phù kết hợp, chín cầm Mậu Thổ cự kiếm, bộc phát ra sâu thẳm ma mang. Như từ địa ngục toát ra, phá không chém chết hướng Mặt Xanh Hạn Bạt. Mặt Xanh Hạn Bạt kinh hãi, cũng không dám lưu lại nữa, vội vàng đi phương xa phi độn đi,
không nhịn được từng cơn quay đầu, nhìn khối kia đạo bia, bên trong tim quặn đau giọt máu. Đây chính là Hồng Quân lão tổ cùng võ tổ luận đạo lưu lại đạo bia à, ghi lại tột cùng nhất kiếm đạo nghĩa sâu xa, hắn lúc này thất lạc, dĩ nhiên là vô cùng đau lòng. Diệp Thần đánh lui mặt xanh Hạn Bạt, cũng không đuổi theo, vội vàng đỡ Lãnh Mộ Tình, nói, này, ngươi không có sao chứ? Nhưng gặp Lãnh Mộ Tình vai trái, bị mặt xanh Hạn Bạt một móng vuốt đả thương, vết thương quấn vòng quanh nạn hạn hán lửa cháy bừng bừng vậy đỏ thẫm sương mù, quanh quẩn không tiêu tan, nhìn thấy mà đau lòng. Đó là mặt xanh Hạn Bạt thiên phú thần thông, có thể điều động trong thiên địa lửa cháy bừng bừng hơi thở, xâm nhập phạt thân thể con người, đem người sống sờ sờ đốt chết. Lãnh Mộ Tình ở nơi này cổ lửa cháy bừng bừng hơi thở xâm nhập phạt hạ, cả người da đỏ lên, đổ mồ hôi đầm đìa, mồ hôi ướt đẫm nàng áo quần, vậy khá là đẫy đà đầy đặn dáng vẻ, bị buộc vòng quanh tới, ở mờ tối bóng đêm thấp thoáng hạ, lộ vẻ được phá lệ mê người. Diệp Thần cũng không nghĩ nhiều, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện. Diệp Thí Thiên, là ngươi. Lãnh Mộ Tình hơi hí ra mắt, thấy được một tấm mang mặt nạ gương mặt, nhận ra được, dù gì nói. Ta vì ngươi chữa thương, đắc tội. Diệp Thần mắt gặp nàng vết thương nhiễm trùng chảy máu, chỉ sợ trì hoãn nữa, không dễ xử lý, lúc này liền đỡ nàng, ở một bên trên đất trống ngồi xuống. Sau đó, Diệp Thần liền nhẹ nhàng tháo ra nàng trên vai quần áo, thi triển bát quái thiên đan thuật, thay nàng chữa trị. Rất nhanh, ở Diệp Thần đạo pháp chữa trị xuống, Lãnh Mộ Tình vết thương nhanh chóng khôi phục. Nhưng má của nàng, còn mang thống khổ khó chịu thần sắc. Tựa hồ thương thế cũng không chậm tách ra. Diệp Thần dò xét dò nàng mạch đập, nhất thời nhướng mày một cái, nhưng phát hiện vậy Hạn Bạt ngọn lửa khí độc, đã xâm nhập lòng nàng phổi, tuy chỉ có một món, nhưng nếu như không cây chữa, chỉ thành họa lớn. Ngươi tim phổi bị hỏa khí xâm lược, chính ngươi mát xa một tí, khu trừ đi ra là được. Diệp Thần hướng Lãnh Mộ Tình nói. Lãnh Mộ Tình gò má một đỏ, nói ta, cả người mất sức, không động được. Người giúp ta một tay. Diệp Thần sửng sốt một chút, nhưng thấy Lãnh Mộ Tình vậy khó chịu hình dáng, cũng không nỡ nàng lại đau khổ đi xuống, nói, vậy, đắc tội. Dứt lời, Diệp Thần liền nhẹ nhàng đỡ Lãnh Mộ Tình, giơ tay phải lên, ở ngực nàng rất nhiều huyệt khiếu lúc đó, một hồi mát xa xoa bóp. Quá trình này, chạm đến nàng mềm mại đầy đặn địa phương, gò má nàng một hồi mắc cỡ đỏ bừng. Diệp Thần ngược lại là chấn định, người phụ nữ hắn tiếp xúc nhiều, cũng không kém Lãnh Mộ Tình một cái, cho nên toàn bộ hành trình thần sắc rừng rưng. Cách quần áo xoa bóp mát xa, có nhiều bất tiện, Diệp Thần sau đó liền cởi ra liền Lãnh Mộ Tình áo. Mờ tối dưới ánh trăng, nhưng gặp Lãnh Mộ Tình thân thể, liền như dương chi bạch ngọc vậy, xúc sờ lên bóng loáng mà nhẵn nhụi. Diệp Thần lại thay nàng mát xa xoa bóp một hồi, giải trừ hết nàng lửa độc, liền cắt tháng lại y, hội tụ trên trời một món ánh trăng, biến ảo quần áo may sẵn phục. Khoác lên trên người nàng, nói, tốt lắm, không sao. Lãnh Mộ Tình thư ra một hơi, mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, nói, cảm ơn. Vừa dứt lời, nàng xinh đẹp thoáng một cái, ngã xuống Diệp Thần trong ngực, nhưng là thương thế mới khỏi, khí cơ phập phồng quá lớn, trực tiếp đã ngủ mê man. Diệp Thần đem nàng thu xếp ở cây cạnh, nhưng gặp khối kia đạo bia, đánh mất ở một bên, nhất thời tâm niệm vừa động. Xì xui một kiếm, đây rốt cuộc là kiếm đạo gì? Diệp Thần đem đạo bia nhặt lên, ngưng thần cảm ứng. Hắn hấp thu Lãnh Mộ Tình dạy bảo, trước thời hạn vận chuyển linh khư thiên châu, bảo vệ được tâm thần, lại đi cảm ngộ đạo trên bia hình ảnh. Oanh! Trong thoáng chốc, Diệp Thần dòm ngó gặp được cổ xưa hình ảnh, rất xa man hoang thế giới, vậy thác nước trước, một cái nhẹ nhàng quân tử, cùng một cái uy mãnh to lớn thanh niên, ngồi đối diện nhau, hai bên đang nấu trà luận đạo. Vậy nhẹ nhàng quân tử, tự nhiên chính là Hồng Quân, ống tay áo của hắn trên quấn vòng quanh một cái đồ tang vải trắng, tựa hồ là ở tưởng niệm cái gì. Mà ngồi ở trước mặt hắn thanh niên khôi ngô, tự nhiên chính là Võ Tổ. Hồng Quân lão tổ thay Võ Tổ rót một ly trà, nói chân trời, đa tạ ngươi tới xem ta. Võ Tổ nói, chị dâu chứng đạo không không thất bại, thương thế nhưng có chuyển biến tốt. Hồng Quân lão tổ nói, nàng đã chết. Võ Tổ trong lòng chấn động một cái. Ánh mắt nhìn về Hồng Quân ống tay áo đồ tang, liền biết sơ sót lỡ lời, nói, xin lỗi. Hồng Quân lão tổ nói, không sao, sống chết chính là chuyện thường, trừ phi chấp trưởng luân hồi, nếu không ai cũng không khả năng siêu thoát sống chết.
Võ Tổ nói, vậy tương lai ngươi dự định như thế nào? Hồng Quân Lão Tổ nói, luân hồi bản tướng hóa thân, phải chờ tới hàng tỷ năm sau, mới xảy ra đời, ta không kịp đợi, ta phải đi không không thế giới, có lẽ, đi đến vậy thế giới, ta liền có thể chân chính hiểu thấu đáo sống chết, đem Kiêm gia sống lại. Hồng Quân Lão Tổ thê tử, chính là kêu Kiêm gia tiên tử. Kiêm gia thương thương, Tiết Bạch Lộ là xương. Cái gọi là y nhân, tại thủy nhất phương. Võ Tổ yên lặng một hồi, nói, người thật muốn bước vào không không sao. Đó là một cái tuyệt đối trống không thế giới, không, thậm chí liền trống giống cũng không tồn tại, không có bất kỳ khái niệm, người thoát khỏi thực tế, bước vào không không, có thể sống sót hay không cũng khó nói, cần gì phải như vậy. Hồng Quân Lão Tổ khẽ mỉm cười, nói, vì Kiêm gia, cũng vì đại đạo trung cực, chân trời, người không cùng ta cùng đi sao? Ngươi cũng đã dòm ngó gặp không không? Võ Tổ lắc đầu một cái, nói, không được, nguyên nhân chính là dòm ngó thấy không không, ta mới biết cái thế giới kia đáng sợ, chúng ta là thế giới hiện thật người, căn bản không cách nào ở không không lúc nào không sinh tồn, ta chuẩn bị thành lập một cái môn phái, liền kêu Thiên Võ Tiên Môn, truyền thụ ta võ đạo, ngươi lưu lại cùng ta cùng nhau, mở ra hồng hoang, truyền đạo thụ nghiệp, giáo hóa thiên hạ, vĩnh hằng bất hủ, vậy không tốt sao? Chúng ta tu vi, đã đạt đến thực tế đại viên mãn, vô lượng đỉnh cấp, thiên địa mục nát mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt, vĩnh sinh tự tại, vĩnh hưởng tiên phúc, cần gì phải bỏ qua thực tế, đi truy đuổi không không? Hồng Quân Lão Tổ lắc đầu một cái, nói không, chỉ cần ở lại thực tế, thì không thể có chân chính viên mãn, từ đầu đến cuối phải bị không không quy tắc ràng buộc, không làm được chân chính lớn tiêu dao, liền sống chết quy luật đều không thể tuyệt đối nắm giữ. Lại nói chi là tiêu dao. Võ Tổ than thở một tiếng, nói, à, thôi, người ta đạo không cùng, lại tranh luận tiếp, chỉ sợ ở quyết liệt, người ngày hôm nay không phải nói nếu bàn về kiếm sao. Vậy chúng ta chỉ nói kiếm đạo. Hồng Quân Lão Tổ cười nói, được, vậy thì nói luận kiếm đạo, người cảm thấy, kiếm đạo đỉnh cấp là cái gì? Võ Tổ trầm tư một hồi, ngơ ngẩn xuất thần, ánh mắt nhìn về phía thác nước, nói kiếm hết sức. Vậy dĩ nhiên là si xui đoạn bộc, nghịch chuyển thiên địa, lật đổ càn khôn, nghiền diệt hết thảy thực tế quy luật, mũi nhọn lộ ra. Hồng Quân Lão Tổ cười ha ha một tiếng, nói, rất tốt, xem ra ngươi dòm ngó gặp không vô hậu, đối với kiếm đạo hiểu, và ta giống nhau như đúc, kiếm đạo trung cực, đúng là chính là si xui, nghịch chuyển thiên địa, coi thường hết thảy thực tế quy luật. Võ Tổ thở dài nói, cái này quá ngoại hạng, không không thời không, thật là không thể lẽ thường suy đoán. Nắm giữ si xui một kiếm, ngâm thân thể cảnh đều có thể giết chết vô lượng cảnh, người không cảm thấy ngoại hạng sao? Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Ngâm thân thể cảnh, là tu luyện mới bắt đầu cảnh giới, đặc biệt nhỏ yếu. Mà vô lượng cảnh, là tu luyện tột cùng nhất cảnh giới, đại biểu thực tế đại viên mãn, thổi một hơi đều có thể tiêu diệt một khối tinh không vũ trụ. Mà kiếm đạo trung cực, si xui một kiếm, nhưng có thể lật đổ cảnh giới này chênh lệch. Để cho ngâm thân thể cảnh chiến thắng vô lượng cảnh. Cái này là hoàn toàn lật đổ lẽ thường, không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Hồng Quân Lão Tổ cười nói, đúng là như vậy, không không đúng là như vậy tuyệt diệu, có thể nghiền ép hết thảy thực tế quy luật, lật đổ hết thảy thực tế lẽ thường, chỉ muốn nắm giữ không không, con kiến hôi đều có thể nghiền nát thiên thần, nguyên nhân chính là không không kỳ diệu, cho nên vô luận như thế nào, ta cũng phải đi xem, người thật không cùng ta cùng đi. Võ Tổ như cũ lắc đầu, nói, không được, ta vẫn là ở lại thực tế, không không quy luật quá ngoại hạng, ta sợ ta trưởng không cầm được, chúng ta hôm nay luận đạo, lưu một khối đá bia đi, để cho đời sau người có duyên bái kiến, ta chỉ sợ hậu nhân sẽ bị hù ngu. Hồng Quân Lão Tổ ha ha cười một tiếng, nói, hy vọng đời sau, thật sự có người có thể nắm giữ cái này si xui một kiếm, từ đó dòm ngó gặp không không tuyệt diệu, dựa vào không không quy luật, nghiền nát thực tế. Nếu như thực tế bị nghiền nát, như vậy, chân trời, người cũng nên muốn tới cùng ta. Võ Tổ cười nói, cái này si xui một kiếm, chỉ tồn tại lý luận bên trong, liền ta đều không thể nắm giữ, ta chưa thấy được có người có thể lĩnh ngộ, thực tế và lý luận, cuối cùng là có khác biệt. Hình ảnh tiến hành được nơi này, liền dần dần tiêu tán. Diệp Thần xem xong toàn bộ hành trình, tinh thần rút ra thoát ra khỏi tới, một hồi ngạc nhiên. Lúc đó ánh trăng hôn mê, bốn phía núi gió bóng râm, thiên địa hắc ám, Diệp Thần ở nơi này hắc ám bên trong, vô hình cảm thấy một hồi sợ hãi cùng sợ hãi,
tựa như sợ thực tế thế giới, lại đột nhiên sụp đổ hủy diệt vậy. Rên. Lúc này, Lãnh Ngộ Tình nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, tỉnh lại. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, vội vàng ổn định tâm thần, lần nữa khôi phục bình tĩnh, nội tâm âm thầm rung động, bàn tư nói. Nguyên lai đây chính là si xui một kiếm, mượn không không thời không quy luật lực lượng, có thể lật đổ thực tế, vượt qua cảnh giới chênh lệch, thậm chí ngâm thân thể cảnh đánh giết vô lượng cảnh, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, không hợp với lẽ thường, không không mạnh mẽ, lại có thể cường đại đến như vậy bước. Nội tâm đang rung động lúc đó, nhưng gặp Lãnh Ngộ Tình tỉnh lại, nói, ngươi nhìn lén ta đạo bia. Giọng rất nhiều nghiêm nghị ý. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, xin lỗi. Dừng một chút, lại móc ra ly cốt hiêu phiên mảnh vỡ, đưa cho Lãnh Ngộ Tình, nói, đây là cho ngươi bồi thường. Lãnh Ngộ Tình ngẩn ngơ, nàng trước đây một mực quấn Diệp Thần, muốn ly cốt hiêu phiên mảnh vỡ, nhưng Diệp Thần từ đầu đến cuối không cho. Mà hiện tại, Diệp Thần nhưng vô cùng sảng khoái giao ra đây, cái này làm cho Lãnh Ngộ Tình rất giật mình. Còn có những đan dược này, cũng là cho ngươi bồi thường. Diệp Thần suy nghĩ một chút, lại từ luân hồi mộ địa bên trong, móc ra một sấp giày đan dược, đưa cho Lãnh Ngộ Tình, cuối cùng đem đạo bia trả lại cho nàng. Lãnh Ngộ Tình kinh hãi, nói, ngươi ở nơi này khối đạo bia bên trong, rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Nàng gặp Diệp Thần sảng khoái như vậy bồi thường, hơn nữa bồi thường số lượng to lớn, muốn đến Diệp Thần ở đạo bia bên trong, vậy dòm ngó gặp được đặc biệt có giá trị hình ảnh, cho nên đáng hắn bỏ ra. Diệp Thần nói, chính ngươi xem đi, giọng rất nhiều thổn thức ý. Trong lòng còn đang suy nghĩ thực tế cùng không không khác biệt. Lãnh Ngộ Tình trầm mặc xuống, cầm trong tay đạo bia, suy tư một hồi, sau đó liền coi giữ tâm thần, nhắm mắt lại, ngưng thần cảm ngộ đạo bia bên trong hình ảnh. Nhưng mà, ước chừng hai cái hô hấp thời gian, nàng liền mở mắt ra, mặt đầy thống khổ, phốc xích một tiếng, phun ra máu tươi, gương mặt trắng bệch, cả người mềm ngã ở Diệp Thần trong ngực. Thế nào? Diệp Thần hơi kinh hãi. Lãnh Ngộ Tình cắn răng, nói tấm bia đá này niên đại quá lâu xa, ta thần hồn lực lượng, không cách nào chống lại năm tháng đánh vào, ngực. Ngực thật là đau, lại bị cắn trả. Diệp Thần một hồi không nói, nói, lại phải ta vì ngươi chữa trị. Lãnh Ngộ Tình mặt đầy lúng túng mắc cỡ đỏ bừng, cúi đầu không nói lời nào. Ở Diệp Thần di hoang cái này địa phương nguy hiểm, bị thương giống như là chết, nàng nhất định phải mau sớm chữa trị. Diệp Thần than thở một tiếng. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lại thay nàng mát xa xoa bóp, một hồi chữa trị, thay nàng sắp xếp hơi thở. Hai người lần nữa có gần gũi tiếp xúc, bầu không khí nhất thời lộ vẻ được có chút mập mờ. Hụ hụ, ta không phải cố ý. Diệp Thần tằng hắng một cái nói. Lãnh Ngộ Tình hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, hơi có điểm cáu giận nói, chớ nói. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là im miệng. Nói tránh đi, khối này đạo bia, ngươi có thể cảm ngộ. Lãnh Ngộ Tình nhìn trong tay đạo bia, trong lòng vô hạn thương tiếc, nói, si xui một kiếm, ta tuy muốn cảm ngộ, nhưng ta võ đạo nội tình quá kém, liền năm tháng đánh vào đều không cách nào chống lại, muốn chân chính lĩnh ngộ kiếm đạo, chỉ sợ muôn vàn khó khăn. Diệp Thần thử hỏi dò, không bằng, đem ngươi đạo bia cho ta. Lãnh Ngộ Tình nghe được Diệp Thần hỏi, suy tư một hồi, nói, ngươi thay ta chữa thương. Cái này bút nhân quả ta cuối cùng phải trả, ngươi nếu đã đem ly cốt hiêu phiên mảnh vỡ cho ta, vậy ta cũng đem đạo bia cho ngươi, dù sao ta cũng không tới, mọi người nhân quả xóa bỏ. Diệp Thần đại hỉ, nói, vậy rất tốt, đa tạ. Nói xong, liền muốn đem đạo bia lấy tới, Hồng Quân lão tổ cùng võ tổ luận đạo, hắn sau này còn muốn lại cẩn thận xem. Lãnh Ngộ Tình nhưng có chút không thôi, bỏ không được cho, nói, cho ngươi cũng có thể. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, sau này ta muốn xem, ngươi muốn cho ta mượn xem, ta hôm nay tu vi không đủ, sau này tu vi tổng hội đủ. Diệp Thần nói, đó là tự nhiên, yên tâm đi. Lãnh Ngộ Tình thở phào nhẹ nhõm, liền đem đạo bia giao cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy nói bia, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Lãnh Ngộ Tình đứng dậy, thướt tha thủ đoạn ở dưới ánh trăng, lộ vẻ được vô cùng uyển chuyển. Nàng nhẹ nhàng hỏi, ngươi biết Bác Mãng Tiêu rơi xuống sao? Diệp Thần nói, cái gì? Lãnh Ngộ Tình nói, Bác Mãng Tiêu, chính là giấc mộng kia nói mớ thần thú. Diệp Thần di hoang chín đại thần thú, cũng không dễ đối phó, ta có thể đánh bại mặt xanh hạn bạt, là thừa dịp nó rời đi xào huyệt, không liền mạch bảo vệ,
mới may mắn áp chế, nếu quả thật đỉnh cấp tỷ thí, ta tuyệt không phải nó địch thủ, càng khó hơn mà chống đỡ kháng cái khác thần thú. Bất quá, giấc mộng kia nói mớ thần thú, sớm bị ma tổ vô thiên hành hạ được nửa chết nửa sống, nghe nói là dùng làm con mồi, cầm tới dẫn dụ luân hồi chi chủ, hôm nay luân hồi chi chủ không xuất hiện, chúng ta mau đi tìm vậy Bác Mãng Tiêu, đem nó giết chết, chớ để cho người nhanh chân giành trước. Diệp Thần nghe được nàng mà nói, yên lặng một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định, tiếp tục bảo thủ luân hồi bí mật, liền nói, vậy Bác Mãng Tiêu, ta cũng không biết bị tống giam ở nơi nào. Lãnh Mộ Tình nói, vậy chúng ta tìm một chút đi, nếu như có thể săn giết Bác Mãng Tiêu, vậy cũng tốt, đạt được trên người hắn thần văn mảnh vỡ, chúng ta có thể đoạt cúp, hạng nhất hà, phần thưởng là thiên võ ngọa long kinh, suy nghĩ một chút đều động tâm. Nói xong lời cuối cùng, Lãnh Mộ Tình trong mắt bên trong, vậy lộ ra nóng rực thần sắc, hiển nhiên đối với phần thưởng hạng nhất vô cùng mong đợi. Diệp Thần cũng không tốt nói gì, nói, bên kia tựa hồ có khí tức cường đại. Nói không chừng Bác Mãng Tiêu bị tống giam ở bên kia, chúng ta đi xem. Vừa nói, Diệp Thần cố ý dẫn Lãnh Mộ Tình, đi Bác Mãng Tiêu tống giam tướng hướng ngược lại, bay vút chạy băng băng đi. Lãnh Mộ Tình cùng Diệp Thần có da thịt gần gũi, đối với hắn có khác tình cảm, ngoài định mức tín nhiệm, liền đi theo Diệp Thần cùng đi. Diệp Thần nhìn sắc trời một chút, khoảng cách giờ tí canh ba, còn có hơn một giờ thời gian, hắn dự định mang Lãnh Mộ Tình tùy tiện đi dạo một chút. Sau đó sẽ mượn cớ rời đi. Hai người ở nửa đêm bên trong, đi sóng vai, dã thú ngược lại không có gặp phải một cái, nhưng bầu không khí là càng ngày càng cờ bay phất phới, cô nam quả nữ. Lãnh Mộ Tình tim đập bịch bịch, chỉ cảm thấy nai con chạy loạn, không nói ra là cảm thụ gì, chỉ cảm thấy đi theo Diệp Thần bên người, mình lại tay chân như nhũn ra, thân thể xốp giòn tê dại à. Hai người tránh hành vào lúc đó, bỗng nhiên phía trước truyền tới một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Còn có một loạt thú hống. Vậy tiếng thú gào, cẩn thận nghe, lại là mặt xanh hạn bạt thanh âm. Phía trước có đánh nhau, tựa hồ là mặt xanh hạn bạt. Lãnh Mộ Tình nâng lên ánh mắt, một cảm thấy được có đánh nhau, tinh thần nhất thời phấn chấn, rút ra ly cốt yêu kiếm. Lại xem, Diệp Thần trong lòng động một cái, trước đây mặt xanh hạn bạt bị thương thoát đi, rất có thể bị cái khác người thợ săn cản lại. Vậy mặt xanh hạn bạt, nhưng mà chín lớn một trong thần thú, trong cơ thể phong cất giấu rất nhiều thần văn mảnh vỡ, nếu như có thể săn giết nói, tự nhiên không cho phép bỏ qua. Lập tức Diệp Thần cùng Lãnh Mộ Tình, dọc theo tiếng đánh nhau phát ra địa phương, nhanh chóng bay vút đi, muốn tìm tòi kết quả. Rất nhanh, hai người đi tới phía trước, nhưng gặp một tràng kịch liệt đánh nhau đang bùng nổ, tất cả loại pháp bảo cùng thần thông ánh sáng, chiếu sáng bầu trời đêm, bốn phía giống như ban ngày. Đánh nhau chiến trường trung ương, là một đầu to lớn quái vật hình người, chừng 5-6 trượng cao, cả người tràn ngập đỏ thẫm sương mù, giống như máu tươi vậy, tay chân kỳ dài, mặt mũi nhưng là quỷ dị màu xanh, chính là vậy mặt xanh hạn bạt. Mà ở mặt xanh hạn bạt bốn phía, vây quanh mười mấy trẻ tuổi võ giả, chính là Liễu Lộ Ngư, Liễu Hổ, Liễu Tề Minh các người, còn có Thánh Nguyên Điện đệ tử, Thiên Thánh Viêm các người. Đám người vây giết mặt xanh hạn bạt. Người trên mặt người đều là vẻ hưng phấn, biết nếu là có thể giết chết lão này, ở đi săn đại hội bên trong, tất có thể lấy được ưu thế. Mặt xanh hạn bạt gặp đám người vây giết, nhưng là khổ không thể tả, nó sớm bị Diệp Thần đả thương, bị thương thoát đi, nửa đường lại gặp đến Liễu Lộ Ngư, Thiên Thánh Viêm các người chặn đánh, thương thế chưa lành dưới, căn bản không phải đám người địch thủ, giờ phút này chỉ là khổ khổ chống đỡ. Mặt xanh hạn bạt, còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Nếu không phải là ta hành hạ ngươi. Nhưng gặp vậy Liễu gia đại tiểu thư Liễu Lộ Ngư, tiêm trưởng lộn một cái, sử dụng một kiện pháp bảo, chính là một cánh cửa hộ. Cánh cửa này hộ, phơi bày ám kim màu sắc, cổ xưa bể dâu, chất liệu đặc biệt rất xưa, phía trên hiện đầy loang lổ vết máu, mãi mãi oán khí. Rào. Môn hộ vừa mở ra, một cổ vạn ác nguyên hơi thở, thấu bắn ra. Cái này cổ ác khí, hóa thành một cái sắc cho tàn bàn tay. Chảy máu đổ vào, quỷ khí dày đặc, hung thần ác sát, oán trời oán địch, tăng oán thế gian hết thảy. Cái này cho tàn bàn tay vừa nhô ra, thiên địa ánh trăng thất sắc, chỗ đi qua, không gian bể tan tành, xuất hiện từng đạo tấm gương vỡ vụn vậy dấu vết, tựa như liền đại lộ cũng vỡ vụn, ác khí cuồn cuộn, xung nhét hoàn vũ. Cái này cho tàn bàn tay, tựa như đại biểu vạn ác ngọn nguồn, vô cùng khủng bố, lực lượng mênh mông.
cho tàn bàn tay ngang trời nghiền ép, chỉ nhất kích, liền đem mặt xanh Hạn Bạt trấn áp tại. Mặt xanh Hạn Bạt ta một tiếng hét thảm, nói, hồng hoang cửu môn, vạn ác cửa. Lúc đầu lại có thể ở trên tay ngươi. Vậy Liễu Lộ Ngư hừ một tiếng, nhưng không nói lời nào, gương mặt hơi mang theo một chút trắng bệch, hiển nhiên muốn điều khiển cái này vạn ác cửa, cũng không dễ dàng, nhưng có thể chế trụ mặt xanh Hạn Bạt, một chút bỏ ra cũng là đáng. Đại tiểu thư uy vũ. Một bên Liễu Hổ ủng hộ vỗ tay. Liễu Tề Minh thấy mặt xanh Hạn Bạt bị chế, cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhưng gặp Liễu Lộ Ngư hơi thở tựa hồ khá là yếu ớt, lo lắng nói, đại tiểu thư, người cưỡng ép triệu hoán vạn ác cửa, thân thể chịu đựng được sao? Liễu Lộ Ngư quét hắn một mắt, nói, không cần ngươi quản. Thánh Nguyên Điện bên kia người, gặp mặt xanh Hạn Bạt bị áp chế, cũng là rối rít thu hồi binh khí. Cầm đầu Thiên Thánh Viêm, đi tới hướng Liễu Lộ Ngư nói, truyền thuyết Liễu gia chấp trưởng vạn ác cửa, hôm nay được gặp, quả nhiên ác khí ngút trời, vô cùng cường hãn, làm người ta mở rộng tầm mắt. Liễu Lộ Ngư cười một cái, muốn nói mấy câu khiêm tốn nói, nhưng ngực gian khí huyết một hồi sôi trào, nhưng cũng không dám mở miệng, chỉ sợ thư sướng chân khí, dù sao lấy nàng tu vi, muốn điều khiển vạn ác cửa, quả thực có chút cố hết sức. Diệp Thần đang xem cuộc chiến, chợt nghe luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra cửu u tà quân thanh âm kinh ngạc. À, lại là vạn ác cửa, hồng hoang cửu môn một trong, lúc đầu còn không mài mòn băng diệt sao. Cửu u tà quân bóng người, từ mộ bia bên trong bay ra, nhìn bên ngoài vậy phiến vết máu loang lổ môn hộ, một hồi kinh ngạc. Vạn ác cửa, là 33 thiên thái thượng thần khí sao. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, bắt được một món thiên cơ, cái này vạn ác cửa. Tựa hồ cùng 33 thiên thái thượng thần khí có liên quan. Cửu U Tà Quân nói, không sai, 33 thiên thái thượng thần khí bên trong, có, hồng hoang cửu môn, truyền thuyết, chính là xuất xứ từ thời đại hồng hoang, là 9 phiến đặc thù môn hộ, mỗi một đạo môn hộ, đều có trấn áp thiên địa, phai mở hoàn vũ oai. Cái này vạn ác cửa, chính là hồng hoang cửu môn một trong, là thế gian vạn ác ngọn nguồn, đại biểu kinh khủng nhất, nhất nhọn ác khí. Ta còn đã cho là hoàn toàn mài mòn, lúc đầu vẫn tồn tại. Mài mòn sao? Diệp Thần nhìn kỹ xem vậy vạn ác cửa, quả nhiên phát hiện rất nhiều loang lổ dấu vết hư hại, cánh cửa kia hộ đã rất cổ xưa, môn hộ trên có thật nhiều kẽ hở. Cửu U Tà Quân nói, thời đại hồng hoang, khoảng cách ngày hôm nay quá xa vời, không biết cách nhau nhiều ít hàng tỷ năm, ở giữa bước ngang qua vô số kỷ nguyên, năm tháng quá mức bể dâu, cơ hồ tất cả pháp bảo binh khí. Đều ở đây năm tháng bụi bậm bên trong phai mờ, chỉ còn lại 9 cánh cửa hộ lưu lại, chính là trong truyền thuyết hồng hoang cửu môn. Bất quá cho dù là hồng hoang cửu môn, năm tháng dấu vết vậy quá nặng nề, ta lấy là từ cựu Nhật thời đại sau khi kết thúc, hồng hoang cửu môn đã mài mòn băng diệt, không còn tồn tại, lúc đầu còn có lưu tích chữ. Hắn giọng bên trong, đối với vậy hồng hoang cửu môn, rất có khát vọng ý, rõ ràng vậy hồng hoang cửu môn sâu xa bất phàm. Nếu như có thể chấp trưởng mà nói không chừng có thể lĩnh ngộ được hồng hoang tặng vận. Tuy nói hồng hoang cửu môn đã mài mòn, nhưng chỉ cần có bản thể tồn tại, đều có thể nghịch đẩy hồng hoang đại lộ, thu được ích lợi vô cùng. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, võ tổ và hồng quân lão tổ, chính là cuộc sống ở thời đại hồng hoang sao? Cửu U Tà Quân nói, đúng vậy, thời đại kia, khoảng cách hiện tại quá xa vời, lịch sử đã không thể khảo cứu. Nhưng hồng hoang cửu môn truyền thuyết, nhưng lại như là sét đánh trời, người mau ra tay giết vậy Liễu Lộ Ngư, cướp đoạt nàng pháp bảo. Diệp Thần sửng sốt một chút, hắn tuy ghét Liễu Lộ Ngư, nhưng vậy không tới sống chết gặp nhau bước. Cửu U Tà Quân nói, chớ ngẩn ra đó, trực tiếp động thủ cướp đi. Mặc dù sẽ dính nhân quả, nhưng cùng thu hoạch khổng lồ so sánh, điểm này nhân quả đủ để chịu đựng, cuộc mua bán này tuyệt đối tính toán. Huống chi. Vạn ác cửa hạ xuống, ác khí ngút trời, rất có thể làm động tới địa mạch, đưa tới Hắc Sơn lão yêu, vậy cũng phiền toái, vẫn là mau sớm giết người đoạt bảo cho thỏa đáng. Diệp Thần cười khanh khách, nói tiền bối, vô duyên vô cớ giết người đoạt bảo, cùng ta võ đạo không hợp. Hiện tại Diệp Thần cảnh giới này, quan hệ nhân quả vô cùng trọng yếu, tuyệt không thể qua loa dính sát nghiệt, nếu không sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Trừ phi đối phương tự tìm cái chết. Nếu không Diệp Thần sẽ không chủ động giết người đoạt bảo. Cửu U Tà Quân hừ một tiếng, hắn là tàn bạo thích giết chóc tính cách, cũng mặc kệ như thế nhiều, nói, người vẫn là quá mức nhân từ, không đủ tàn bạo, sau này sớm muộn phải thua thiệt.
Diệp Thần không biết làm sao cười một tiếng, nhưng không đáp lời. Nhưng gặp vậy mặt xanh hạn bạt, bị áp chế trên đất, chút nào nhúc nhích không được. Liễu Lộ Ngư hướng Thiên Thánh Viêm nói, Thiên Thánh Viêm, trấn áp cái này mặt xanh hạn bạt, liễu gia ta chiếm công đầu, cùng giết chết nó sau đó, rơi xuống thần văn mảnh vỡ, liễu gia ta chiếm 90%, các ngươi Thánh Nguyên Điện cầm một thành. Thiên Thánh Viêm cơ hồ không có do dự, nói, có thể, nhưng xin Liễu Tiểu Thư, thay chúng ta tra ra Diệp Thí Thiên rơi xuống. Hắn cùng Thánh Nguyên Điện đệ tử, tới tham gia đi săn đại hội, mục đích chủ yếu, ngược lại không phải là đi săn, mà là muốn giết chết Diệp Thí Thiên. Đây là Thánh Nguyên Điện lão tổ, Thánh Nguyên Thiên Quy Tôn Giả pháp chỉ. Thiên Quy Tôn Giả chẳng muốn ma tổ vô thiên chìm đắm vào đi qua, cho nên hết sức chủ trương giết chết Diệp Thí Thiên, chặt đứt ngày cũ nhân quả. Thiên Thánh Viêm đám người mục tiêu, cũng chính là chém chết Diệp Thí Thiên. Liễu Lộ Ngư sững sờ một chút, nói các ngươi tìm Diệp Thí Thiên làm chi. Nàng nhắc tới Diệp Thí Thiên ba chữ thời điểm, giọng nói hơi phát run, rất nhiều vẻ sợ hãi. Diệp Thí Thiên là giả thiên ma đế bằng hữu, ma tổ vô thiên sư chất, là vô thiên đặc biệt chiếu cố người, Liễu Lộ Ngư đã không dám đắc tội nữa, trong lòng chỉ có sợ hãi. Một bên Liễu Hổ, cũng là lộ ra sợ hãi ý, chỉ có Liễu Tề Minh thần sắc còn giữ vững bình tĩnh. Thiên Thánh Viêm tỉnh bơ, hắn Thánh Nguyên Điện muốn bí mật tru diệt Diệp Thí Thiên, chuyện này tự nhiên không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài, nói. Ta có chút việc, muốn cùng Diệp Thí Thiên thương lượng một chút, Liễu Tiểu Thư, ngươi chấp trưởng vạn ác cửa, bằng này thần khí, có thể suy diễn thiên cơ, xin phiền ngươi ra tay, thay chúng ta suy diễn ra Diệp Thí Thiên rơi xuống, cái này mặt xanh hạn bạt thần văn mảnh vỡ, chúng ta không muốn cũng có thể. Liễu Lộ Ngư cả kinh, nói các ngươi liền một thành đều không có muốn không. Nàng nói Liễu gia chiếm 90%, Thánh Nguyên Điện cầm một thành, vốn là đã chuẩn bị trả giá, nào nghĩ tới Thiên Thánh Viêm đáp ứng được như thế sảng khoái, hiện tại thậm chí nói liền một chút không muốn đều có thể. Nàng cũng không biết, Thánh Nguyên Điện đối với đi săn căn bản không có hứng thú, chỉ muốn giết chết Diệp Thí Thiên mà thôi. Thiên Thánh Viêm nói, vậy hạn bạt là Liễu Tiểu Thư đánh bại. Thần văn mảnh vỡ tự nhiên quay về Liễu Tiểu Thư tất cả, nếu như Liễu Tiểu Thư áy náy mà nói, thay chúng ta tra ra Diệp Thí Thiên rơi xuống là được, cái này diệt thần di hoang lãnh thổ bát ngát, cũng không biết vậy Diệp Thí Thiên đi nơi nào. Diệp Thần núp ở cách đó không xa phía sau cây, nghe được Thiên Thánh Viêm mà nói, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Thật may sớm trước có giả thiên ma đế tình báo, hắn đã biết được Thánh Nguyên Điện âm mưu, Thiên Thánh Viêm liền là muốn tru diệt hắn. Lãnh Mộ Tình kéo kéo Diệp Thần cánh tay, truyền âm nói, tên kia muốn tìm ngươi, ta xem hắn trong mắt tựa hồ có sát khí. Nàng không biết Thánh Nguyên Điện cùng Diệp Thần ân oán, nhưng vậy bắt được nguy hiểm. Diệp Thần im lặng không lên tiếng, yên lặng nhìn chăm chú phía trước tình huống. Lại nghe Liễu Lộ Ngư nói, không thành vấn đề, ta nghỉ ngơi trước một đêm, khôi phục nguyên khí, lại vì ngươi suy diễn Diệp Thí Thiên rơi xuống. Thiên Thánh Viêm vui vẻ nói, vậy thì cảm ơn Liễu Tiểu Thư. Liễu Lộ Ngư thu hồi vạn ác cửa, vậy chỉ xác cho tàn bàn tay, vậy rút về môn hộ bên trong. Mà mặt xanh hạn bạt, bị vạn ác cửa áp chế một phen sau đó, đã là sắp chết, không có sức tê liệt trên đất. Liễu Lộ Ngư nhìn về phía Liễu Hổ nói, Liễu Hổ, ngươi làm thịt cái này yêu vật. Liễu Hổ kêu, Tiểu Thư. Rút ra một cái đao, đi lên phía trước, một đao chặt đứt vậy hạn bạt đầu, trực tiếp giết chết. Vậy mặt xanh hạn bạt, trước khi chết không có chút nào vùng vẫy, ánh mắt sớm đã là chết, nó bị vạn ác cửa trấn áp, vậy cổ vạn ác oán khí, trực tiếp phai mờ nó tinh thần, để cho nó hoàn toàn mất tất cả phản kháng lực lượng. Mà ở mặt xanh hạn bạt sau khi chết, chừng hơn 100 khối thần văn mảnh vỡ, rớt ra. Liễu Hổ hớn hở vui mừng, toàn bộ nhặt đứng lên, nói tiểu thư, như thế nhiều thần văn mảnh vỡ, đủ chúng ta đoạt cúp. Đoạt cúp phần thưởng. Chính là Thiên Võ Ngọa Long Kinh, vừa nghĩ tới Thiên Võ Ngọa Long Kinh, muốn rơi vào Liễu gia trong tay, Liễu Hổ giữa trán kích động vạn phần. Liễu Lộ Ngư cũng là mắt mang vui mừng, nhưng ở Thiên Thánh Viêm đám ngoại nhân trước mặt, ngược lại cũng không liền quá mức thất thố, hơi hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, hướng Liễu Tề Minh nói. Liễu Tề Minh, người tinh luyện cái này hạn bạt máu tươi, chớ lãng phí, sau này có thể dùng để rèn luyện pháp bảo. Liễu Tề Minh nói, Nói xong, hắn liền rút ra trường kiếm, liền muốn xẻ thịt hạn bạt thi thể, tinh luyện khí huyết. Nhưng ngay vào lúc này,
nhưng gặp phương xa chân trời, bỗng nhiên gió đen phun trào, quỷ khí dày đặc, trong không khí có khặc khặc rát rát tiếng quỷ khóc truyền tới. Liễu Tề Minh, Liễu Lộ Ngư, Liễu Hổ các người cả kinh, Thiên Thánh Viêm cũng là lớn kinh. Diệp Thần cũng là một hồi kinh ngạc, nhìn về chân trời xa, chỉ thấy một tòa đen thui đại sơn, ngang trời bay vút tới. Vậy trong núi lớn, lại có thể dài ra ngàn vạn điều hình người cánh tay, trên không trung qua loa đung đưa bắt kéo, đặc biệt khủng bố. Sau đó, lại có ngàn vạn viên người sống sờ sờ đầu, từ vách núi bên trong mọc ra, gào khóc bi thương kêu, quỷ khóc sói chu, tựa như địa ngục ác quỷ cảnh tượng dáng thế, làm người ta rợn cả tóc gáy. Diệp Thần cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy quái vật, nhất thời ngạc nhiên. Lãnh Mộ Tình cũng là ai yêu một tiếng thét kinh hãi, giật mình sợ hãi dưới, nắm chắc Diệp Thần cánh tay. Mà nàng cái này một tiếng thét kinh hãi, nhưng là bại lộ nàng cùng Diệp Thần vị trí. Liễu Lộ Ngư, Thiên Thánh Viêm các người, ánh mắt đồng loạt nhìn sang, thấy được Diệp Thần, nhất thời kinh hãi, cùng kêu lên, Diệp Thí Thiên, là ngươi. Tiếng kêu không rơi, ngọn núi lớn kia từ phương xa bay vút tới, bao trùm ở bầu trời đêm bên trong, thiên thủ quơ múa, vạn con gào khóc, ngàn vạn cánh tay, ngàn vạn cái đầu lẫn nhau hỗn hợp, quỷ khí dày đặc, làm người ta nghẹt thở. Hắc Sơn lão yêu tới, mau lui lại. Luân hồi mộ địa bên trong, Cửu U Tà Quân sắc mặt trầm xuống, đưa ra cảnh cáo. Hắc Sơn lão yêu, đây là cái gì? Diệp Thần hỏi. Cửu U Tà Quân nói, Hắc Sơn lão yêu, chính là Diệt Thần Di Hoang phong ấn chín lớn một trong thần thú, quái vật này vốn là một ngọn núi, sau tới tu luyện thành hung thú quái vật, vô cùng cường hãn. Ở chín đại thần thú bên trong, cũng là cường hãn nhất tồn tại. Ngươi mau rời đi, không muốn cùng hắn là địch, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần nói, tiền bối, liền ngươi vậy không phải là địch thủ của hắn sao? Cửu U Tà Quân nói, ngươi không phải muốn đi cứu Bác Mãng Tiêu sao? Nếu như ở chỗ này đã tiêu hao hết khí lực, phía sau nên làm như thế nào? Diệp Thần trong lòng rét một cái này Hắc Sơn lão yêu hơi thở, cố nhiên rất xuống rất nhiều, nhưng hôm nay ước chừng là bách gia cảnh bốn tầng thiên, vô cùng cường hãn. Nếu như hắn toàn lực bùng nổ, mượn nữa dùng Cửu U Tà Quân lực lượng, cũng có thể đem Hắc Sơn lão yêu chém chết. Nhưng, không cần phải. Bởi vì, hắn bước vào Diệt Thần Di Hoang, mục đích lớn nhất, là cứu vãn tiểu hoàng phụ thân, Bác Mãng Tiêu, cũng không thể đem khí lực lãng phí ở nơi này. Nghĩ tới đây, Diệp Thần kéo Lãnh Mộ Tình, xoay người liền muốn rời đi. Diệp Thí Thiên, người muốn chạy. Thiên Thánh Viêm thấy vậy, ánh mắt nhất thời run lên, hai tay một nặn quyết, đột nhiên một cái mờ u rùa vậy trận pháp, bao phủ bốn phía, chặn lại Diệp Thần bước chân. Trận pháp này, tên là Trời Con Rùa Linh Trận, chính là Thánh Nguyên Điện bí truyền trận pháp, do Trời Quy Tôn giả tự tay sáng chế. Diệp Thần bị một tầng mờ u rùa vậy vách ngăn ngăn trở, bước chân dừng lại. Ha ha ha! Ngay tại lúc này, lại nghe trên bầu trời truyền tới một hồi âm lệ lanh lảnh tiếng cười lớn. Chỉ gặp tòa kia đen thui đại sơn, vô số đầu lô vặn vẹo dung hợp, cuối cùng huyễn hóa thành một tấm to lớn khuôn mặt dữ tợn, chính là Hắc Sơn lão yêu huyễn tướng. Các ngươi ngày hôm nay, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Hắc Sơn lão yêu tuét miệng cười to, thanh âm vô cùng tàn nhẫn. Hắc Sơn lão yêu, đây là chín đại thần thú bên trong, cường hãn nhất tồn tại, nó là làm sao chạy ra. Thiên Thánh Viêm nhìn trên trời Hắc Sơn lão yêu, đầu ông tác hưởng, so với Chu Diệt Diệp Thí Thiên, hiện tại có lẽ bảo vệ tánh mạng càng khẩn yếu. Hắc Sơn lão yêu cười hắc hắc, nhìn chằm chằm Liễu Lộ Ngư nói, cái này phải cảm ơn vị cô nương này, nếu như không phải là nàng, ta há có thể từ đất phong ấn bên trong chạy trốn ra. Nghe vậy, Liễu Lộ Ngư mặt liền biến sắc, đã đoán được là vạn ác cửa mang tới kết cục thảm hại. Vốn là Hắc Sơn lão yêu, là chín đại thần thú bên trong, hung hãn nhất tồn tại, bị phong ấn ở Diệt Thần Di Hoang nơi nào đó, ngày thường không cách nào tự do hoạt động. Nhưng, vạn ác cửa hạ xuống, làm động tới địa mạch, để cho hắn thoát khỏi phong ấn ảnh hưởng, trực tiếp cởi trốn ra được. Oạch! Hắc Sơn lão yêu đột nhiên dương ra miệng to, đưa ra một cái ngàn trượng dài đầu lưỡi đỏ chét, cách không một quyền, đem mặt xanh hạn bạc thi thể cuốn lên, trực tiếp cuốn đến trong miệng, rắc 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 nhai bể, uống vào. Biết bao tuyệt vời máu thịt, ta có thể phải cảm tạ các ngươi. Hắc Sơn lão yêu cười to, hắn một mực có muốn chiếm đoạt cái khác thần thú ý niệm, đáng tiếc bị phong ấn,
không cách nào tự do hoạt động, hiện tại thoát khốn ra, hắn trực tiếp nuốt mặt xanh hạn bạt máu thịt, cả người nhất thời quỷ khí mãnh liệt, vách núi một hồi lay động, sau đó hóa thành hình người. Hắn hiển hóa thân người, nhưng chừng ngàn trượng cao, cả người bao phủ hắc khí, pháp thiên tượng địa, đầu như trời núi, eo như trùng điệp, miệng như máu chậu, mắt như tia chớp, răng như kiếm kích, vô cùng dữ tợn hung hãn. Vậy một đôi đen thùi, sâm đỏ con ngươi, quét nhìn toàn trường, làm được toàn trường mỗi một người, đều là kinh hãi run sợ, chỉ sợ ở bị hắn nuốt ăn. Toàn trường nhân tu là mạnh nhất, là thiên thánh viêm, bách gia cảnh tầng 2 thiên. Nhưng cho dù là thiên thánh viêm, cũng không cách nào cùng Hắc Sơn lão yêu so sánh. Bởi vì, Hắc Sơn lão yêu thực lực, cố nhiên bị hạn chế cùng với bị thương, nhưng vậy ước chừng đạt tới bách gia cảnh 4 tầng thiên. Mấy chục ngàn trong thời kỳ, cho tới bây giờ không có bất kỳ một người nào thiên tuế trở xuống người thợ săn, dám can đảm bước vào Hắc Sơn lão yêu địa giới, vậy cùng tự tìm cái chết không việc gì khác biệt. Diệp Thần thấy Hắc Sơn lão yêu vậy thân thể cao lớn, chỉ cảm thấy một hồi vô cùng mênh mông lực lượng. Nghĩ tới lực lượng, hắn liền nghĩ đến Hồng Quân kiếm đạo đỉnh cấp nghĩa sâu xa, xì xui một kiếm. Xì xui một kiếm, là tuyệt đối kỹ xảo này tuyệt diệu. Thậm chí có thể mượn dùng không không thời không hơi thở, nghịch chuyển thiên địa đại thế, nghiền ép hết thảy thực tế quy luật. Nếu như dựa hết vào thực lực đụng nhau, ở không dùng tới luân hồi huyết mạch dưới tình huống, Diệp Thần không chắc chắn chiến thắng Hắc Sơn lão yêu, nhưng nếu như thi triển vậy xì xui một kiếm, có lẽ có thể nghịch chuyển thế cục. Diệp Thần ánh mắt híp lại, đầu óc bên trong lướt qua Hồng Quân kiếm đạo các loại tinh túy, thật may hắn có Hồng Quân kiếm đạo căn cơ, cũng nắm giữ mạnh nhất một chiêu. Thập phương vẫn thần kiếm, cho nên lại đi cảm ngộ vậy xì xui một kiếm, liền đơn giản rất nhiều. Cô gái nhỏ, hì hì, liền từ ngươi bắt đầu. Nhưng gặp vậy Hắc Sơn lão yêu, bàn tay khổng lồ từ trên trời hạ xuống, hướng Liễu Lộ Ngư chấn giết đi. Liễu Lộ Ngư trên mình mang vạn ác cửa, đây chính là hồng hoang cửu môn một trong, nếu như có thể cướp lấy, dĩ nhiên là nghịch thiên thu hoạch. Liễu Lộ Ngư mắt gặp vậy Montenegro bàn tay lớn đè xuống. Chỉ hù được mặt không người sắc. Nguy cấp bên trong, nàng bóp một cái pháp quyết, gọi ra vạn ác cửa. Phịch, một miếng phủ đầy loang lổ vết máu, tràn đầy ác khí màu vàng sậm cửa, nhất thời nổi lên, chặn lại Hắc Sơn lão yêu bàn tay lớn. Hắc Sơn lão yêu một trưởng này, băng diệt thiên địa, uy thế tương đối lợi hại, đủ để nghiền bạo ngàn vạn tinh cầu, nhưng lại bị vạn ác cửa ngăn trở, có thể gặp cái này vạn ác cửa lợi hại. Được, rất tốt. Không hổ là hồng hoang cửu môn một trong, quả nhiên lợi hại. Cho dù là mài mòn, pháp bảo uy năng vậy có thể nói nghịch thiên. Hắc Sơn lão yêu thấy vậy vạn ác cửa, trong mắt nổ bắn ra ra tham lam kích động thần thái. Mà Liễu Lộ Ngư, gương mặt nhưng là một hồi trắng bệch. Lấy nàng tu vi, muốn duy trì vạn ác cửa vận chuyển, rõ ràng khó khăn điểm. Liễu hổ, giúp ta giúp một tay. Liễu Lộ Ngư cắn răng, tựa hồ xuống cái gì quyết tâm. Liễu hổ ngẩn ngơ, nói cái gì? Liễu Lộ Ngư đột nhiên bắt hắn lại cánh tay, đem hắn ném vào vạn ác cửa bên trong đi. Liễu hổ à một tiếng hét thảm, tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Lộ Ngư lại muốn cầm hắn làm tế phẩm, muốn vùng vẫy chạy ra khỏi, thế nhưng vạn ác cửa, liền như lỗ xoáy đen vậy, bộc phát ra một cổ cường hãn hấp lực, trực tiếp đem hắn thân thể, nuốt vào. Đám người một hồi kinh hãi, nhưng gặp Liễu hổ thân thể. Bị từng luồng trắng xám sương mù cắn nuốt hết, liền mảnh giấy vụn đều không còn lại. Vậy màu xám trắng sương mù, giống như là vạn ác nguyên, thế gian vạn ác ngọn nguồn, đặc biệt đáng sợ. Mà hiến tế hết Liễu hổ sau đó, Liễu Lộ Ngư thần sắc hơi chậm, gương mặt hơi khôi phục một chút đỏ thắm. Hi hi, cô gái nhỏ, có chút quyết đoán, nhưng ở ta trước mặt, ngươi làm sao đắng vùng vẫy. Hắc Sơn lão yêu lạnh ngắt cười một tiếng. Bàn tay đột nhiên bạo khởi một món máu mông mông mang khí. Là huyết minh công, như ngục uy sắp. Sau đó, Hắc Sơn lão yêu hung hăng một trưởng vỗ xuống, một trưởng này mang theo địa ngục khí huyết vậy uy nghiêm, thích giết chóc hung tàn, làm người ta nghẹt thở. Diệp Thần thấy một trưởng này, thậm chí bắt được thiên võ tiên môn thiên cơ, muốn đến cái này là huyết minh công, cũng là thiên võ tiên môn bên trong bí kỹ, bị Hắc Sơn lão yêu học trộm được. Liễu Lộ Ngư mắt gặp Hắc Sơn lão yêu một trưởng vỗ xuống, vội vàng vận chuyển vạn ác cửa ngăn cản. Phịch! Hắc Sơn lão yêu hung hăng một trưởng, đánh vào vạn ác cửa trên, nhất thời thiên địa quỷ khí chấn động, ác khí gào khóc,
các loại hắc vụ sương mù đỏ nổ tung, tình cảnh sáng đẹp nguy nga. Vậy vạn ác cửa, ở Hắc Sơn lão yêu dưới sự đả kích, không chịu nổi, ông tác hưởng, một hồi lay động. Phốc xích, Liễu Lộ Ngư bị liên lụy, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Đại tiểu thư, Liễu Tề Minh tiến lên trước một bước, đỡ Liễu Lộ Ngư, chạm tới nàng mềm mềm thân thể, không khỏi được tâm thần rung động. Liễu Tề Minh, giúp ta một lần. Liễu Lộ Ngư cắn răng, đột nhiên bắt Liễu Tề Minh cánh tay, đem hắn đi vạn ác cửa ném tới. Liễu Tề Minh hai yêu một tiếng, lại không nghĩ rằng Liễu Lộ Ngư muốn bắt hắn làm tế phẩm, người khác trên không trung bị vạn ác cửa hút kéo, chỉ cảm thấy sắp rơi vào vực sâu vạn trượng, nhưng là vô luận như thế nào đều không cách nào tránh thoát. Lòng dạ bò cạp, Diệp Thần kinh hãi, không nghĩ tới cái này Liễu Lộ Ngư ác độc như vậy, cũng nhìn không được nữa, sử dụng mậu thổ nguyên phù, ở trong tay hội tụ thành một cái mậu thổ kiếm, Hồng Quân kiếm pháp thi triển, bát quái âm dương dung hợp, tóe ra một đạo hỗn độn kiếm quang, cách không chém ra. Chanh! Diệp Thần một kiếm chém ở đó vạn ác cửa bên trên, vạn ác cửa khí cơ rung, một hồi phân tán, Liễu Tề Minh thừa dịp này cơ hội, rốt cuộc thoát khỏi hấp dẫn, rút người ra bay ngược rơi xuống đất. Diệp huynh, đa tạ. Liễu Tề Minh được thoát xanh trời, chắp tay hướng Diệp Thần nói cảm ơn, lại nhìn Liễu Lộ Ngư một mắt, vẻ mặt mười phần phức tạp. Ồ, Hồng Quân kiếm pháp, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này, đụng phải Hồng Quân kiếm đạo truyền nhân. Hắc Sơn lão yêu thấy Diệp Thần ra tay, hơi kinh hãi. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Hắc Sơn lão yêu ngàn trượng cao thân thể, chỉ cảm thấy một hồi to lớn lực lượng cảm giác bị áp bách, trong lòng thoáng qua ngày xưa, võ tổ cùng Hồng Quân lão tổ, thác nước luận kiếm hình ảnh. Mộ chủ đại nhân, người muốn làm chi? Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cửu U Tà Quân thấy Diệp Thần ánh mắt khác thường, liền biết không ổn. Hắn tuy thích giết chóc, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng là phong phú. Biết lúc này, không thích hợp động thủ, phía sau còn có rất nhiều khó giải quyết địa phương phải xử lý. Diệp Thần tâm tình nhưng là dâng trào, đầu óc bên trong không ngừng thoáng qua kiếm đạo đỉnh cấp nghĩa sâu xa. Kiếm hết sức, xi xui đoạn bộc, nghịch chuyển thiên địa. Cái này cuồn cuộn hung mãnh kiếm đạo đại thế, ở hắn nội tâm gào thét dâng trào, nếu như không phát tiết ra ngoài, chỉ sợ ở đem hắn cả người cũng căng bể. Hồng Quân kiếm đạo, thập phương vẫn thần kiếm. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, mậu thổ kiếm huy động, một kiếm chém chết hướng Hắc Sơn lão yêu. Một kiếm này, là Hồng Quân kiếm đạo mạnh nhất sát chiêu, thập phương vẫn thần kiếm. Ác liệt như điện, nhanh mạnh như sấm. Cái này thập phương vẫn thần kiếm, Diệp Thần đã sớm nắm giữ, nhưng giờ phút này thi triển ra, kiếm khí lại mang theo một cổ vận vị đặc biệt, đó là muốn nghịch chuyển thiên địa đại thế bàng bạc khí phách, xa so ngày xưa cường hãn. Đây chính là xi xui một kiếm. Kiếm đạo tột cùng nhất tinh túy, chính là xi xui đoạn bộc, nghịch chuyển thiên địa. Giờ phút này, Diệp Thần một kiếm này, đang mang theo xi xui kiếm đạo ý vật, một kiếm chém ra, chư thiên đại lộ cũng phai mờ, tất cả thực tế quy luật, từng tầng một sụp đổ, kiếm khí biến dạng lướt qua, không gian thành một mảnh hỗn độn. Chính xác mà nói, đó không phải là hỗn độn, cũng không phải hư không, là một loại không nói được, đạo không rõ. Không cách nào dùng bất kỳ thực tế lời nói, không cách nào hình dung một phiến vùng màu xám cho. Đó là không không thời không quy luật hơi thở. Diệp Thần một kiếm xi xui, kiếm đạo kỹ xảo đạt tới đỉnh cấp, lại làm động tới một chút không không thời không quy luật. Không không hơi thở hạ xuống, tất cả thực tế tồn tại, đều ở đây sụp đổ. Diệp Thần một kiếm chém ra, không không hơi thở tràn ngập dưới, trời đất phảng phất ở nháy mắt tức thì chết, thực tế thế giới bị nghiền nát. Vạn giới vũ trụ thật giống như đều phải bị một kiếm này chôn vùi. Liễu Lộ Ngư, Liễu Tề Minh các người, hoàn toàn rung động. Thiên Thánh Viêm các người, cũng là mặt đầy kinh ngạc, không thể tin. Liền liền luân hồi mộ địa bên trong, Cửu U Tà Quân thấy một kiếm này, vậy là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Một kiếm này xi xui, nghiền nát thực tế, phai mờ thiên địa, uy thế quá mức đáng sợ, đã không cách nào dùng thế gian lời nói hình dạng. Liền liền Diệp Thần mình, cũng không nghĩ tới một kiếm này uy lực, lại có thể sẽ kinh khủng đến tình cảnh này. Trước mắt nơi gặp, tất cả thực tế tồn tại cảnh tượng, bầu trời đêm, lưu vân, trăng sáng, tinh thần, rừng rậm, núi cao, mặt đất, vùng quê, con sông, đều bị một cổ màu xám cho kiếm khí bao phủ, sau đó hoàn toàn bị nghiền nát, táng diệt. À, đây là cái gì kiếm pháp?
làm sao sẽ mang có không không hơi thở? Cái này không thể nào. Không không hơi thở, đủ để nghiền nát thực tế, Liên Liên Vũ Hoàng cổ đế, đều không cách nào dòm ngó gặp không không, người như thế nào làm được? Hắc Sơn lão yêu kinh hãi dị kêu lên, ở Diệp Thần một kiếm bao phủ hạ, hắn tại chỗ hít thở không thông. Rắc rắc sát. Vô cùng một màn kinh khủng xuất hiện, Hắc Sơn lão yêu ngàn trượng cao thân hình khổng lồ, tiếp xúc tới Diệp Thần kiếm khí, lại giống như khô bùn vậy, lập tức nổ tung vỡ nát. Hắn thân thể, liên quan thần hồn, ở trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Không có một chút máu tươi chảy ra, tất cả thực tế tồn tại, đều bị xóa bỏ. Ở đó không không hơi thở bao phủ hạ, Hắc Sơn lão yêu thân thể, chính là bị hoàn toàn xóa bỏ, từ cái thế giới này xóa đi hết, liền một chút dấu vết cũng không có để lại. Đây chính là bách gia cảnh 4 tầng thiên cao thủ. Nhưng, ở Diệp Thần dưới một kiếm, liền một chút xíu năng lực phản kháng cũng không có. Cái này thế gian, không có bất kỳ người, có thể phản kháng không không. Không không, là bao trùm ở thế giới hiện thật trên tồn tại, có thể nghiền nát thực tế tất cả quy luật. Xóa bỏ hết thảy, nghiền diệt hết thảy, nghịch chuyển hết thảy, đơn giản là vô địch. Liễu Lộ Ngư, Liễu Tề Minh, Thiên Thánh Viêm, Lãnh Mộ Tình các người, thấy Diệp Thần đáng sợ như vậy một kiếm, đều là hoàn toàn kinh hãi. Ở trong mắt bọn họ, vô cùng cường đại Hắc Sơn lão yêu, lại bị Diệp Thần một kiếm trong nháy mắt giết. Đây là hạng thực lực đáng sợ. Cái này động trời một kiếm, kinh động toàn bộ Diệt Thần Di Hoang. Xa xa, Già Thiên Ma Đế cũng ở đây lịch luyện bên trong, thấy vậy màu xám cho kiếm khí, tràn ngập thiên địa, nghiền nát hết thảy hình ảnh. Hắn ngẩn ngơ, bắt được Diệp Thần hơi thở, ngạc nhiên không thể tin, nói, là Diệp Thần. Hắn lúc nào, nắm giữ đáng sợ như vậy kiếm đạo. Kiếm khí này, không có một chút thực tế dấu vết, chẳng lẽ là trong truyền thuyết không không? Hắn đã nắm trong tay không không? Già Thiên Ma Đế rợn cả tóc gáy, coi như là ma tổ vô thiên, Vũ Hoàng cổ đế nhóm cao thủ, cũng xa xa không có dòm ngó gặp không không tinh túy. Nếu như Diệp Thần nắm giữ không không thời không quy luật, vậy hắn vô địch, thế giới hiện thật sẽ không có người là địch thủ của hắn. Coi như là ma tổ vô thiên, Vũ Hoàng cổ đế, ở không không nghiền ép hạ, cũng là con kiến hôi tồn tại, thực tế thời không bên trong, vô luận cường đại dường nào tồn tại, cũng không thể khiêu chiến không không. Mà lúc này, ma tổ vô thiên đã sớm trở lại cựu Nhật Minh Tổng Đàn, nhưng hắn từ đầu đến cuối lưu ý Diệt Thần Di Hoang tình huống. Trước người của hắn, có một đoàn quang ảnh, trong ánh sáng hiển hóa ra Diệt Thần Di Hoang hình ảnh. Si xui một kiếm, Diệp Thí Thiên, ta ngoan sư chất, ngươi lại lĩnh ngộ si xui một kiếm. Ta thiên võ tiên môn, chấn hưng ngày, trong tầm tay. Ma tổ vô thiên thấy Diệp Thần một kiếm uy thế, nhất thời vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, vô cùng rung động. Diệp Thần cùng mặt xanh hạn bạt giữa tranh đấu, cuối cùng đoạt đắc đạo bia, hình ảnh này hắn vậy xem ở bên trong mắt, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại thật lĩnh ngộ si xui kiếm đạo tinh túy. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thật ra thì ma tổ vô thiên, đã sớm biết mặt xanh hạn bạt trên tay, có si xui kiếm đạo đạo bia, hắn vậy âm thầm rình rập qua. Nhưng bởi vì si xui kiếm đạo, chân thực quá mức phức tạp, quá mức huyền ảo tinh thâm, vượt quá thực tế hạn chế, hắn hoàn toàn không cách nào lĩnh ngộ, cho nên chỉ có thể buông tha. Cái này si xui kiếm đạo, liền năm đó võ tổ, đều không thể nắm giữ, có thể gặp có gian nan dường nào. Nhưng mà giờ khắc này, Diệp Thần lại có thể thi triển ra si xui kiếm đạo tinh túy, một kiếm dẫn động không không thời không hơi thở, trực tiếp trong nháy mắt giết Hắc Sơn lão yêu, đây quả thực là kinh thiên động địa sát phạt, không cách nào dùng thế giới hiện thật cho lời nói hình dạng. Ma tổ vô thiên nội tâm vô cùng vui sướng, hắn còn không biết Diệp Thần thân phận, không biết Diệp Thần đã từng có Hồng Quân kiếm đạo căn cơ, cho nên mới vượt qua thường nhân, trực tiếp lĩnh ngộ si xui kiếm đạo thật rõ ràng. Hắn chỉ lấy là, Diệp Thần chính là Diệp Thí Thiên, là hắn sư chất, là thiên võ tiên môn hậu nhân, tương lai phải thừa kế thiên võ tiên môn y bát, trọng trấn vùng đất xưa. Ở hắn nội tâm bên trong, đã đem Diệp Thần, làm mình truyền nhân. Còn như Già Thiên Ma Đế, vậy chỉ là đồ đựng, không thể như nhau. Rắc rắc sát. Diệt Thần Di Hoang bên trong, Diệp Thần trong tay mậu thổ kiếm, không chịu nổi si xui kiếm đạo chân tủy, tại chỗ nổ tung. Phốc xích. Mà Diệp Thần, cũng là cuồng phún ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thảm trắng. Hắn thân thể, lảo đảo lắc lư,
nội tạng máu tươi một hồi kịch liệt sôi trào, tựa như tùy thời muốn nổ băng diệt vậy. Vậy cổ không không thời không hơi thở, cắn trả tới đây, cơ hồ muốn trực tiếp đem hắn giết chết. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, muốn thi triển si xui một kiếm, vẫn là quá cố hết sức điểm. Đây là kiếm đạo đỉnh cấp kỹ xảo, vô luận là đối với thể lực tiêu hao, vẫn là tinh thần tiêu hao, cũng dị thường to lớn. Diệp Thần dẫn động không không hơi thở, chỉ là yếu vô cùng một món, nhưng ở trong thế giới hiện thật, vậy đủ để đưa tới động trời sát phạt. Liền chính hắn, đều không cách nào chịu đựng cắn trả, tùy thời có thể bị xóa bỏ, giống như cái khác thực tế tồn tại, phải bị không không chiếm đoạt phai mở vậy. Thật may, ở thời khắc mấu chốt, cửu U Tà Quân nhập vào người Diệp Thần, cuối cùng là ổn định hắn hơi thở, không để cho hắn hoàn toàn băng diệt. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần thở một hơi, âm thầm thán phục si xui kiếm đạo cường hãn, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi uy lực, lại để cho hắn chớp nhoáng giết chết Hắc Sơn lão yêu. Phải biết, Hắc Sơn lão yêu nhưng mà bách ra cảnh 4 tầng thiên cường giả, lại có thể không ngăn được Diệp Thần một kiếm. Thậm chí, Diệp Thần cảm giác được, lấy hắn thực lực trước mắt, thi triển si xui một kiếm, đủ để trong nháy mắt giết rất nhiều cường địch. Dĩ nhiên, này cùng kiếm đạo, dẫn dắt không không, nghịch chuyển thực tế, điên đảo càn khôn, uy lực quá mức đáng sợ, thi triển giá phải trả cũng quá mức to lớn, rất có thể sẽ chiếm đoạt tự thân. Thậm chí cũng không phải như vậy dễ dàng thi triển. Điều này cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Lần sau muốn thi triển, tuyệt sẽ không như thế dễ dàng. Không không thời không hơi thở, căn bản không phải thế giới hiện thật người, có thể nắm trong tay. Coi như là vũ hoàng cổ đế, mà tổ vô thiên nhóm cao thủ, cũng không cách nào khống chế. Chỉ có Diệp Thần, có luân hồi huyết mạch, có thể miễn cưỡng dẫn động một chút xíu không không hơi thở, nhưng cũng quá mức miễn cưỡng, nguy hiểm quá lớn. Phịch, phịch, phịch. Mà theo Diệp Thần kiếm rơi, không không hơi thở tản đi, thực tế quy luật, lần nữa cuốn đất tới. Thực tế cùng hư không mâu thuẫn, bộc phát ra nặng nề nổ. Đang nổ bên trong, từng tầng một không gian sụp đổ. Liễu Lộ Ngư, Liễu Tề Minh, Thiên Thánh Viêm các người, đang nổ bên trong bị tách ra. Diệp Thần cùng Lãnh Mộ Tình, cũng bị tách ra. Diệp Thí Thiên. Lãnh Mộ Tình kêu một tiếng, thanh âm hơi có chút không thôi cùng nóng nảy, nhưng đang nổ đợt khí dưới sự xung kích, nàng cũng không cách nào cùng Diệp Thần tiếp xúc. Cuối cùng, hai người bị buộc chia lìa. Diệp Thần trước mắt nơi gặp, chỉ có nổ cuốn lên bụi mù. Hắn nhìn nhìn mặt đất, muốn tìm gì? Cửu U Tà Quân nói, không cần tìm, kiếm ngươi khí, nghiền nát hết thảy, sẽ không có thần văn mảnh vỡ còn lại. Diệp Thần cười khổ một tí, hắn chính là muốn tìm thần văn mảnh vỡ. Hắc Sơn lão yêu, chính là cường đại nhất hung thú, trong cơ thể hắn phong có dấu hàng loạt thần văn mảnh vỡ, nếu như có thể được mà nói, đủ để cho Diệp Thần đoạt cúp. Nhưng, hắn vậy si xui một kiếm, đích thực quá đáng sợ, bất kỳ thực tế tồn tại, đều bị lau đi, căn bản không có một chút chiến lợi phẩm còn lại. Đi cứu người đi, Bắc Mãng Tiêu trong cơ thể, chắc có không thiếu thần văn mảnh vỡ. Cửu U Tà Quân nói. Diệp Thần nhìn sắc trời một chút, đã sắp đến giờ tí canh ba, hắn lúc này hướng Bắc Mãng Tiêu tống giam chi địa, bay vút đi. Mà đơn giản ngự gió phi hành, lại để cho Diệp Thần cảm thấy cả người biến dạng, khá là thống khổ. Nhưng là mới vừa thi triển si xui một kiếm, đối với hắn cắn trả quá lớn, hắn vô luận là thân xác vẫn là tinh thần, bị thương cũng vô cùng nghiêm trọng. Nếu như không phải là có Cửu U Tà Quân lực lượng duy trì, hắn hiện tại đã ngã xuống. Ta lực lượng, không nhịn được bao lâu, nhanh lên một chút cứu người rời đi, ta sợ trấn áp tại lòng đất người, lại đột nhiên chạy đến, vậy cũng phiền toái. Cửu U Tà Quân ngưng trọng nói. Cái gì để người? Diệp Thần một hồi kinh dị, hỏi. Cửu U Tà Quân nói, cái này Diệt Thần Di Hoang, ở cựu Nhật thời đại, nhưng thật ra là dùng để trấn áp Thường Mạch Quân. Thường Mạch Quân người này, cũng là Thiên Võ Tiên Môn đệ tử chân truyền, năm đó cùng cựu Nhật chi chủ Võ Tuyệt Thần tranh phong, cướp đoạt Thiên Võ trưởng giáo vị. Cuối cùng, Thường Mạch Quân thất bại, bị cựu Nhật chi chủ trấn áp. Vậy chín đại thần thú, bị phong ấn ở này, thật ra thì chính là dùng để áp chế Thường Mạch Quân. Hôm nay, Hắc Sơn lão yêu cùng mặt xanh hạn bạt đã chết, chỉ sợ phong ấn muốn giãn ra. Cửu U Tà Quân ngày xưa, chính là Thiên Võ Tiên Môn người, cho nên đối với những thứ này bí mật, vô cùng rõ ràng. Diệp Thần trong lòng cả kinh,
cái này Thường Mạch Quân tình báo, liền già Thiên Ma Đế cũng không có đề cập, xem ra là đặc biệt chuyện bí ẩn tình. Tiền bối, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta? Diệp Thần nói. Cửu U Tà Quân nói, ngươi vậy không có hỏi. Diệp Thần một hồi im miệng. Cửu U Tà Quân nói, trước không nói, cứu người nói sau. Hắn tiếp tục nhập vào người Diệp Thần, hướng Bắc Mãng Tiêu nhốt chi địa bay đi. Cái này nhốt chi địa, có một đầu thần thú trông chừng, chính là chín đại thần thú bên trong Hắc Nham Cự Mãng. Dựa theo Bắc Mãng Tiêu giải thích, đến giờ tí canh ba, Hắc Nham Cự Mãng sẽ rơi vào ngủ say. Hiện tại thời gian kém không nhiều sắp tới, nhưng Diệp Thần đến lúc tới, nhưng thấy một con chăn lớn, chiếm cứ ở miệng núi, trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Cái này con chăn lớn, cả người che lấp nham thạch vậy vậy, chính là vậy Hắc Nham Cự Mãng. Hiển nhiên, mới vừa Diệp Thần cùng Hắc Sơn Lão Yêu tác chiến, đáng sợ chiến đấu, kinh động cái này Hắc Nham Cự Mãng, nó duy trì thanh tỉnh, không có ngủ say ý. Diệp Thần thấy Hắc Nham Cự Mãng, đang ở trước mắt, nội tâm nhất thời trầm xuống, chỉ sợ không tránh được một phen chiến đấu. Mà hắn bây giờ thân thể, vết thương chồng chất, không thích hợp tái chiến, coi như mượn dùng Cửu U Tà Quân lực lượng, vậy sẽ đối với thân thể tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Vị này đại nhân, đừng giết ta, người đi giết giấc mộng kia nói mớ thần thú đi, trong cơ thể hắn thần văn mảnh vỡ vô cùng nhiều, đủ để cho ngươi đoạt cúp. Nhưng, ra Diệp Thần dự liệu một màn xuất hiện, nhưng gặp vậy Hắc Nham Cự Mãng, cúi đầu hướng Diệp Thần thi lễ, miệng phun tiếng người, tại chỗ cầu xin tha thứ, nhường ra một con đường. Diệp Thần bật cười khanh khách, muốn đến là hắn mới vừa chém giết Hắc Sơn Lão Yêu, trên mình từ mang sát khí, làm được cái này Hắc Nham Cự Mãng, vậy không dám phản kháng, trực tiếp cầu xin tha thứ nhường đường. Có thể tránh khỏi một cuộc chiến đấu, vậy là chuyện tốt, đi thôi. Cửu U Tà Quân thúc giục, hắn cũng không phải là cái gì nhân thiện người, nhưng hiện tại cũng không có giết chết Hắc Nham Cự Mãng tâm tư. Bởi vì, nếu như giết chết Hắc Nham Cự Mãng, sẽ để cho phong ấn tiến một bước giãn ra, một khi vậy trấn áp tại lòng đất Thường Mạch Quân, bạo như vậy xuất thế, vậy có thể khó đối phó. Phải biết, Thường Mạch Quân năm đó, đã từng cùng Cựu Nhật Chi Chủ, tranh đoạt trưởng giáo vị, thực lực dĩ nhiên là cường hãn, coi như bị trấn áp rất dài năm tháng, tu vi thật to rơi xuống, vậy không thể khinh thường. Chí ít, muốn so với Hắc Sơn Lão Yêu cường hãn. Diệp Thần tự nhiên không dám khinh thường, lúc này vòng qua Hắc Nham Cự Mãng, hướng núi hoang chỗ sâu đi tới. Thẳng đi tới núi hoang chỗ sâu, Diệp Thần nhưng gặp ở một tòa địa quật bên trong, đang nhốt một đầu ác mộng thần thú, chính là tiểu hoàng phụ thân, Bắc Mãng Tiêu. Bắc Mãng Tiêu giờ phút này, con người ảm đạm không sáng, thấy Diệp Thần đến, chỉ cho là người thợ săn, ánh mắt càng ảm đạm. Diệp Thần ăn ẩn thiên thần đan, che giấu hơi thở, lại mang mặt nạ, Bắc Mãng Tiêu căn bản không nhận ra được. Cha! Hoàng Tuyền đổ bên trong, tiểu hoàng hô to lên, thanh âm tràn đầy kích động mừng rỡ ý. Nhưng hắn tiếng gọi ầm ỉ âm, cũng bị Diệp Thần dưới áp chế tới, không có bại lộ. Bởi vì, Diệp Thần biết, cái này Diệp Thần di hoang sau lưng, mà tổ vô thiên khẳng định đang dòm ngó, nếu như qua loa bại lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần tỉnh bơ, đi tới Bắc Mãng Tiêu trước người, bàn tay lộ ra đi. Bắc Mãng Tiêu chỉ lấy là Diệp Thần muốn giết mình, trong con người mang tất cả ý nghĩ tan vỡ thần sắc, cũng không làm vùng vẫy. Những ngày qua thời gian, hắn dẫy dụ ý chí chiến đấu cùng ý niệm, đã sớm bị Cựu Nhật Minh đánh tan, tinh thần có thể giữ không tan vỡ, đã là cực hạn. Diệp Thần bàn tay bắt Bắc Mãng Tiêu đầu vai, một món suối vàng hơi thở, như có như không truyền đưa tới. Bắc Mãng Tiêu cả người chấn động một cái, cảm nhận được cái này một món suối vàng hơi thở, nhất thời đoán được Diệp Thần thân phận, nói, ngươi. Ngươi là, nhìn chằm chằm Diệp Thần ánh mắt. Diệp Thần âm thầm truyền thanh nói, tiền bối chớ hoảng sợ, ta lập tức cứu ngươi đi ra ngoài. Sau đó, Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên run lên, bàn tay bộc phát ra cửu u đế quang, lớn tiếng quát lên, xúc sinh, chịu chết đi. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần hung hăng một trường, hướng Bắc Mãng Tiêu đầu đánh tới. Bắc Mãng Tiêu ngẩn ngơ, không rõ cho nên. Tiểu Hoàng cũng là lớn kinh, kêu lên, chủ nhân, ngươi làm gì? Diệp Thần cười một tiếng, hắn một trưởng này thật ra thì chỉ là hư chiêu, trưởng phong vô cùng kịch liệt, màu đen u quang nhô lên, nhưng cũng không có chân chính lực sát thương. Đợi được trưởng phong bao phủ ở Bắc Mãng Tiêu, Diệp Thần tâm niệm vừa động,
không giấu vết đem Bắc Mãng Tiêu đưa đến hoàng thuyền đồ bên trong đi. Hết thảy các thứ này, đều bị hắn cửu u trưởng pháp ánh sáng che lại, người ngoài căn bản không thấy rõ hư thật. Giao. Đến khi trưởng pháp rơi xuống, Bắc Mãng Tiêu bóng người đã biến mất không thấy, hình như là bị Diệp Thần một trưởng đánh được bạo diệt, liền bụi bặm cũng không có còn dư lại, chỉ rơi mất đầy đất thần văn mảnh vỡ. Phong che giấu ở Bắc Mãng Tiêu trong cơ thể thần văn mảnh vỡ, rất miễn cưỡng bị Diệp Thần trưởng lực ép đi ra. Người ở bên ngoài xem ra, chính là Diệp Thần một trưởng giết chết Bắc Mãng Tiêu, đạt được thần văn mảnh vỡ. Đây đều là lừa dối ma tổ vô thiên thủ đoạn. Diệp Thần biết ma tổ vô thiên, ở sau lưng rình rập trước, cho nên cần thiết ngụy trang là nhất định, có thể không thể khinh thường. Mà ma tổ vô thiên, chỉ cần không thân sắp nhỏ cứu, cuối cùng có rất nhiều hạn chế, là không sẽ phát hiện đầu mối. Bắc Mãng Tiêu trở lại suối vàng trong thế giới, cùng tiểu hoàng đoàn tụ. Phụ tử gặp nhau, tự nhiên không khỏi mừng rỡ, vậy rõ ràng liền Diệp Thần lương khổ để tâm. Mà Diệp Thần thân thể, nhưng là một hồi lay động, yếu ớt mất sức, gương mặt ngay tức thì trắng bệch. Cửu U Tà Quân lực lượng, từ trên người hắn thối lui, trở lại luân hồi mộ địa bên trong. Mộ chủ đại nhân, thời gian đến, ngày hôm nay ta không cách nào lại giúp ngươi. Cửu U Tà Quân nói, mới vừa một trưởng kia, hết sức xảo diệu, thậm chí đủ để lừa dối ma tổ vô thiên, cái này cũng hao phí Cửu U Tà Quân hàng loạt linh khí, chỉ ít ở ngày hôm nay bên trong, hắn cần nghỉ ngơi, không thể sẽ giúp Diệp Thần. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần thở hồng hộc, chỉ cảm thấy cả người biến dạng vậy đau đớn, đầu cũng là đau nhức không chịu nổi, trạng thái cho tới bây giờ không có kém như vậy qua. Trước đây chém chết Hắc Sơn lão yêu, thì chia si xui một kiếm, cắn trả vẫn là quá nghiêm trọng. Đó là không không phép tắc cắn trả, coi như là vũ hoàng cổ đế, ma tổ vô thiên, thái thượng thiên nữ, cũng chưa chắc có thể chịu đựng ở. Nếu như không phải là Diệp Thần có luân hồi huyết mạch, hắn hiện tại sớm đã chết. Cửu U Tà Quân nói, mau rời khỏi đi, nếu không thì nguy hiểm. Ừ, Diệp Thần ngưng trọng gật đầu, nhặt lên trên đất thần văn mảnh vỡ, liền xoay người muốn rời đi. Phong che giấu ở Bắc Mãng Tiêu trong cơ thể thần văn mảnh vỡ, chừng hơn 300 cái, số lượng vô cùng nhiều. Thu hoạch như thế nhiều thần văn mảnh vỡ, nếu như không ngoài ý muốn gì, vậy Diệp Thần cũng có thể đoạt cúp. Nghĩ đến đoạt cúp sau đó, có thể được một trang thiên võ ngọa long kinh, Diệp Thần nội tâm vô cùng hưng phấn. Lần này đi săn đại hội, có thể nói thu được ích lợi lương nhiều, lĩnh một si xui một kiếm, thành công cứu vãn tiểu hoàng phụ thân, lại sắp muốn đoạt quan. Diệp Thần tất nhiên vô cùng kích động. Nhưng mà, tâm tình kích động, chỉ kéo dài ngay tức thì, Diệp Thần một trái tim, nhưng hoàn toàn nghiêm túc. Bởi vì, hắn mới vừa xoay người muốn lúc đi, nhưng thấy hầm đá bên ngoài, có mấy đạo thân ảnh bay vút tới. Cái này mấy đạo thân ảnh, trên y phục toàn bộ in một đạo màu u rùa đồ đằng, đều là Thánh Nguyên Điện cường giả. Người cầm đầu, chính là Vậy Thiên Thánh Viêm. Thật may không tính là quá muộn, cuối cùng đuổi kịp. Diệp Thí Thiên, hạnh hội. Thiên Thánh Viêm khẽ mỉm cười, chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông. Sau lưng hắn mấy cái Thánh Nguyên Điện cường giả, cũng là không nói một lời, im lặng không lên tiếng, rút ra binh khí, tản ra trận thế, mơ hồ vây Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, biết Thánh Nguyên Điện sau lưng, bữa trước Quy Tôn giả muốn giết mình, Thiên Thánh Viêm chỉ là một con cờ, nói, ngươi làm sao sẽ tìm tới nơi này. Mới vừa nổ lớn, Diệp Thần lấy là mọi người đã hoàn toàn chia lìa, lại không nghĩ rằng Thiên Thánh Viêm sẽ tìm tới tới. Thiên Thánh Viêm cười nói, ta sớm bắt được ngươi hơi thở, ngươi không trốn thoát được, ngươi vậy không không có kiếm nói, nghịch giết thiên địa, đủ để nghiền nát thực tế, sụp đổ vũ trụ, thật là mạnh không thể tưởng tượng nổi hãn, nếu như đỉnh cấp tỷ thí, ta chỉ sợ không nhịn được ngươi nửa chiêu. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, hồi tưởng lại Diệp Thần chém chết Hắc Sơn lão yêu. Vậy động trời một kiếm, vẫn là tràn đầy khen ngợi cùng kính sợ. Vậy đơn giản không phải là người có thể đánh tới kiếm pháp, cả thiên địa vũ trụ đều đủ để chém chết, nghiền nát hết thảy thực tế tồn tại, đó là có không không lúc nào không hơi thở kiếm đạo, chỉ có thể dùng vô địch tới hình dạng. Thiên Thánh Viêm tuy là bách gia cảnh tầng 2 thiên cường giả, nhưng nếu quả thật đỉnh cấp tỷ thí, hắn tự hỏi không nhịn được Diệp Thần nửa chiêu. Bất quá hiện tại, liền người mù cũng có thể thấy được. Diệp Thần trạng thái đặc biệt không ổn, cả người vết máu, gương mặt trắng bệch, rõ ràng vậy động trời một kiếm, để cho hắn nhận chịu cực lớn cắn trả.
Đáng tiếc, ngươi cắn trả bị thương quá nghiêm trọng, ta hiện tại muốn giết ngươi, đến phiên ngươi không chống nổi ta nửa chiêu, thật là tiếc nuối à. Thiên Thánh Viêm xúc động một tiếng, hơi có điểm uyển chuyển than thở, nói, Diệp Thí Thiên, ngươi thiên phú kiếm đạo quá mức đáng sợ, kiếm pháp của ngươi, đủ để có thể nói đệ nhất thiên hạ, trừ ngươi ra, không người có thể triệu hoán không không phép tắc hơi thở, khó trách ma tổ vô thiên như thế coi trọng ngươi, nếu để cho ngươi phát triển tiếp, ngươi thiên phú võ đạo, sẽ không so trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, kém đi nơi nào. Hắn lúc này còn không biết, thật ra thì Diệp Thí Thiên chính là Diệp Thần. Hắn chỉ biết là, Diệp Thí Thiên thiên phú đặc biệt đáng sợ, thậm chí có thể triệu hoán một chút không không, như vậy thiên tài, có thể nói kinh thế yêu nghiệt. Ta thật ra thì cũng không muốn giết ngươi, ngươi thiên phú thật đáng sợ, là chấn động thước vạn cổ yêu nghiệt kỳ tài, chém chết ngươi cái loại này thiên chi kiêu tử, ta tội nghiệt cực kỳ sâu nặng, không thể tha. Thiên Thánh Viêm lại than thở đứng lên, hắn thật không muốn giết Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần thiên phú quá yêu nghiệt, có thể nói khí vận chi tử, tuyệt đại thiên kiêu, giết chết nhân vật như vậy, tội nghiệt sâu nặng, là phải bị trời phạt. Lấy hắn tu vi cùng khí vận, còn chưa đủ để chịu đựng như vậy thiên phạt giá phải trả. Đáng tiếc sư mệnh khó vi phạm, sư phụ ta muốn giết ngươi, chặt đứt ngày cũng nhân quả, vậy vậy không trách ta, ngươi tự đi kết thúc đi, ta cho một mình ngươi thống khoái. Thiên Thánh Viêm đem kiếm trong tay, vứt xuống Diệp Thần trước mặt, lại kêu hắn tự đi kết thúc. Diệp Thần nhìn trên đất kiếm, ha ha cười một tiếng, nói, ngươi lấy là ngươi thật có thể giết ta. Thiên Thánh Viêm nói, nếu không, lấy ngươi trạng thái, còn muốn vùng vẫy, ta tuy không muốn giết ngươi, nhưng ngày hôm nay ngươi phải chết. Diệp Thần hừ một tiếng, hắn trạng thái tuy kém, nhưng lá bài tẩy rất nhiều, chỉ bằng vào Thiên Thánh Viêm. Một cái bách ra cảnh tầng 2 thiên võ giả, muốn giết hắn, đó là nói vớ vẩn. Huyết Long, mượn ta lực lượng. Diệp Thần ở trong lòng kêu gọi. Trong thoáng chốc, Huyết Long lực lượng, bắt đầu truyền bá nhập Diệp Thần trong kinh mạch. Diệp Thần chỉ cảm thấy kinh mạch từng cơn đau nhói, cơ hồ biến dạng, không khỏi cắn răng. Hắn hiện tại trạng thái cực kém, mượn nữa dùng Huyết Long lực lượng, sẽ cho thân thể tạo thành nghiêm trọng gánh vác. Nhưng, cái này gánh vác, Diệp Thần đủ để chịu đựng. Chỉ cần giết chết Thiên Thánh Viêm, hắn là được hoàn toàn thoát thân đi ra ngoài, sau này khôi phục lại cũng không muộn. Máu Long nhất thẳng ẩn núp ở Long Uyên Thiên Kiếm bên trong, cùng Thiên Kiếm khí thức dung hợp, oai rồng ngày càng lớn mạnh, bây giờ nghe Diệp Thần kêu gọi, liền đem tất cả lực lượng, cũng bơm vào cho Diệp Thần. Rắc rắc sát, Diệp Thần cả người gân cốt, nhất thời phát ra kịch liệt vang động, hào hùng oai rồng ở bùng nổ, từng cơn khí huyết tràn ngập. Rắc rắc, Diệp Thần bàn tay, biến hóa thành long chảo, phía trên dài ra một phiến phiến màu đen vảy rồng, hàm chứa cửu u đế trải qua hơi thở. Huyết Long lực lượng, Diệp Thần dùng cửu u đế kinh che giấu, cũng không có bại lộ cái gì. Ngay chớp mắt, Diệp Thần thân thể hoàn toàn biến hóa, che phủ một tầng màu đen long giáp, uy vũ dọn ra, vậy cổ yếu ớt suy bại khí, cũng là quét một cái sạch. Đây là Huyết Long lực lượng. Cái gì? Thiên Thánh Viêm chỉ cảm thấy Diệp Thần tu vi hơi thở, ổn định leo lên, ngay chớp mắt đã đến bách gia cảnh nhất tầng thiên bước, lại dung hợp vậy cả người oai rồng, chân thật sức chiến đấu, chỉ sợ so hắn còn cường hãn hơn. Chủ nhân, tốc chiến tốc thắng, ngươi trạng thái rất không ổn. Huyết Long hướng Diệp Thần truyền âm nói. Hắn nhìn ra Diệp Thần yếu ớt, vậy không không phép tắc cắn trả quá nghiêm trọng, Diệp Thần bây giờ là nghiêm trọng chi nhiều hơn thu thân thể, nếu như cưỡng ép chống đỡ tiếp mà nói. Chỉ sợ sẽ tạo thành không có thể vãn hồi hậu quả. Ta biết. Diệp Thần nhếch mép, tự nhiên biết thân thể mình tình huống. Thái Thượng Thiên Vỡ nói, phá. Hắn đột nhiên vung lên long chảo, đen nhánh u quang giết ra, xen lẫn một cổ hung mãnh băng diệt hơi thở, hung hăng hướng Thiên Thánh Viêm chấn áp đi. Thiên Thánh Viêm sắc mặt trầm xuống, chỉ cảm thấy Diệp Thần cái này một cái long chảo, mang theo vạn hình vạn tướng hơi thở, đặc biệt hung hãn. Hắn cũng không dám đón đỡ, vội vàng lui về phía sau. Cái này tự nhiên là Huyết Long vạn tướng thiên thư hơi thở, cực kỳ bá đạo. Tránh được sao? Diệp Thần dậm chân mãnh kích, long chảo bên trên, mỗi một phiến vảy rồng cũng toát ra cổ xưa kinh thư chữ viết, chi chít, sáng đẹp nguy nga. Hắn trạng thái tuy kém, nhưng mượn dùng Huyết Long lực lượng, vậy đủ để đánh chết Thiên Thánh Viêm. Thiên Thánh Viêm là nghiêm trọng đánh giá thấp Diệp Thần. Hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần lá bài tẩy như thế nhiều.
thiên con rùa linh trận, bảo vệ. Mắt gặp Diệp Thần như vậy dũng hãn, Thiên Thánh Viêm vậy không dám khinh thường, trong tay nặn quyết liền liền, từng đạo trận văn nổi lên, nhanh chóng hóa thành một cái đại trận, vững vàng bảo vệ hắn. Cái này đại trận, bề ngoài nhưng giống như mờ u rùa vậy, phơi bày cổ xưa khắc hoa văn. Phịch! Diệp Thần một móng vuốt bạo đi giết, đánh vào mờ u rùa trên, thật giống như đánh trúng tường đồng vách sắt, lại không thể xuyên thủng. Trận pháp này, rõ ràng cho thấy sở trường phòng ngự, chính là Thánh Nguyên Điện bên trong độc môn trận pháp. Một cái vỏ rùa đen, vậy có thể chống đỡ ta? Phá cho ta! Diệp Thần ánh mắt sắc bén, trong lòng thoáng qua vô số trận tự quyết bí ẩn, chỉ là quét nhìn một mắt, hắn liền xem thấu cái này thiên con rùa linh trận lai lịch, liếc nhìn trận pháp nhược điểm chỗ. Rắc rắc! Diệp Thần long chảo giết ra, trực kích vậy linh trận chỗ bạc nhược, nhất thời toàn bộ mờ u rùa cũng nổ tung, bị hắn long chảo nghiền nát, hóa thành đầy trời lưu quang tiêu tán. Cái gì, ngươi lại có thể phá hư ta trận pháp? Thiên Thánh Viêm kinh hãi không thôi, nào nghĩ tới Diệp Thần trận pháp thành tựu như vậy lợi hại, chỉ nhất kích liền phá hư hắn hộ thân đại trận. Cho ta chết! Diệp Thần cuồng như vậy một móng vuốt, chụp vào Thiên Thánh Viêm đầu. Bên cạnh mấy cái Thánh Nguyên Điện đệ tử, thấy Diệp Thần hung mãnh như vậy, đều là ngây tại chỗ, càng không dám tiến lên trợ chiến. Huyền quy giáp chiến đấu, bảo vệ. Thiên Thánh Viêm dưới sự kinh hoàng, thủ quyết một nặn, thân thể hiện ra một tầng giáp chiến đấu, hiện đầy tầng tầng mờ u rùa hoa văn. Giáp chiến đấu ánh sáng lóe lên lúc đó, có từng cơn cương khí hộ thể bộc phát ra. Phịch! Diệp Thần long chảo đánh vào vậy giáp chiến đấu cương khí trên, lại không thể động phá. Chết đến ập lên đầu, làm sao đắng vùng vẫy. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, chút nào không hoảng hốt, âm thầm vận chuyển binh tự quyết, long chảo nổ lên một hồi kim quang, rắc rắc một tiếng, tại chỗ làm vỡ nát Thiên Thánh Viêm huyền quy giáp chiến đấu. Cái này binh tự quyết vận chuyển, Diệp Thần sử dụng đặc biệt mịt mờ, vậy không có bị người ngoài phát hiện. Ngươi là... Thiên Thánh Viêm trợn to hai mắt, hắn gần trong gang tấc, tự nhiên có thể bắt được binh tự quyết sát khí. Trong một cái chớp mắt này, hắn thậm chí lấy là, Diệp Thần nhưng thật ra là Vũ Hoàng Thế Gia người, là muốn lẫn vào cựu Nhật Minh bên trong gian tế. Diệp Thần mặt không đổi sắc, hắn binh tự quyết thành tựu, đã cao vô cùng, có thể ung dung nghiền giống vậy binh khí pháp bảo, lần này chấn vỡ Thiên Thánh Viêm khôi giáp, liền như dễ như bớn, không phí nhiều sức. Chết! Diệp Thần không chút lưu tình, long chảo nắm được Thiên Thánh Viêm đầu, phốc xích một tiếng, tại chỗ bóp vỡ, hoàn toàn đem đối phương tiêu diệt. Bên cạnh vậy mấy cái Thánh Nguyên Điện đệ tử, mắt gặp Thiên Thánh Viêm bị giết, đều là toát ra sợ hãi vẻ mặt, nhưng ở Diệp Thần sát khí dưới sự uy hiếp, nhưng là thân thể cứng còng, ngay cả chạy trốn cũng không có dũng khí. Thiên Thương Tinh Trần Sa, phá! Diệp Thần long chảo lộn một cái, khiến cho một chiêu hồng mông cổ pháp, một phiến phiến cắt bụi. Từ hắn long chảo bên trong nổ bắn ra, giống như mang ngôi sao uy áp, năng lượng mênh mông, hướng vậy mấy cái Thánh Nguyên Điện đệ tử lướt đi. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Một hồi nhọn xuyên qua tiếng vang sau đó, vậy mấy cái Thánh Nguyên Điện đệ tử thân thể, tại chỗ bị Diệp Thần bắn thành cái sàng, thân xác thần hồn câu diệt, chết oan uổng. Một hơi đánh chết Thánh Nguyên Điện đệ tử sau đó, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm. Huyết long lực lượng. Từ hắn trong kinh mạch thối lui. Hắn thân thể một hồi mất sức, đau đớn sắp nứt. Chủ nhân, người trạng thái đã đến cực hạn, nếu như đụng phải nữa kẻ địch, chỉ sợ không ổn. Huyết Long trầm giọng nói. Lấy Diệp Thần trước mắt trạng thái, nếu như lại gặp cường địch mà nói, đã không thể mượn nữa dùng người khác năng lượng, nếu không thân thể không nhịn được, hắn chỉ có thể là vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng. Mà nếu như vận dụng luân hồi huyết mạch nói, ắt phải sẽ bị ma tổ vô thiên phát hiện. Đừng hoảng hốt, ta còn có hậu thủ. Diệp Thần cũng biết tự thân trạng thái không ổn, nhưng hắn cũng không hoảng hốt, trực tiếp phát ra đóng kín một cái phi kiếm truyền thư. Cái này phong phi kiếm truyền thư, nhưng là phát cho giả thiên ma đế. Diệp Thần muốn triệu hoán giả thiên ma đế, thay hắn hộ pháp, bảo vệ hắn đi ra ngoài, như vậy có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trước mắt, giả thiên ma đế cũng ở đây Diệt Thần Di Hoang bên trong, hắn vậy tham dự đi săn, nhưng chỉ phụ trách tuần tra trông chừng, giám thị bất ngờ tình huống, không hề sẽ những thứ khác người thợ săn cạnh tranh. Phi kiếm truyền thư phát ra sau đó, Diệp Thần liền ngồi xếp bằng xuống, yên lặng chờ đợi, vận công điều tức,
khôi phục tự thân trạng thái. Vậy xì xui một kiếm, đối với hắn cắn trả tổn thương quá nghiêm trọng, trước kia hắn bị cắn trả, cũng không có như thế nghiêm trọng. Đây là không không phép tắc hơi thở, đủ để phai mờ thực tế hết thảy tồn tại, nếu như không phải là hắn có luân hồi huyết mạch nói, hắn đã sớm hóa thành bụi bặm. Ngồi xếp bằng điều tức một hồi, Diệp Thần kinh mạch hơi không đau như vậy đau, an tâm chờ đợi, lại nghe bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới, nhưng hơi thở khác thường, tựa hồ cũng không phải là Già Thiên Ma Đế. Ừ, Diệp Thần gương mặt hơi chăm chú, mở mắt vừa thấy, nhưng khách khí mặt đi tới hai người, lại là Liễu Lộ Ngư cùng Liễu Tề Minh. Ha ha ha, Diệp Thí Thiên, rốt cuộc bị ta tìm được ngươi. Liễu Lộ Ngư cười to, sau lưng mơ hồ lơ lửng một cánh cửa hộ, chính là vậy vạn ác cửa. Nàng hiển nhiên là thông qua vạn ác cửa, suy diễn thiên cơ, tìm được Diệp Thần chỗ. Diệp huynh đệ, Liễu Tề Minh nhìn Diệp Thần, vẻ mặt khá là phức tạp. Các ngươi muốn làm gì? Diệp Thần trong lòng cảnh giác, ngoài mặt tỉnh bơ, nhàn nhạt nói. Liễu Lộ Ngư nhìn chằm chằm Diệp Thần một mắt, nói, trên mình ngươi có thần văn mảnh vụn hơi thở, ngươi săn giết Bác Mãng Tiêu, lấy được hắn thần văn mảnh vỡ. Diệp Thần nói, chuyện không liên quan ngươi. Liễu Lộ Ngư cười lạnh nói, ta đang muốn giết ngươi, nếu trên mình ngươi có thần văn mảnh vỡ, ngược lại là cùng nhau tiện nghi ta. Diệp Thần nói, ha ha, ngươi muốn giết ta. Liễu Lộ Ngư nói, ta đã đắc tội ngươi, cùng sau khi đi ra ngoài, ngươi chỉ sợ sẽ không bỏ qua ta đây không bằng tiên hạ thủ vi cường, ngươi vậy không không có kiếm nói, ta cũng rất có hứng thú. Nàng biết rõ Diệp Thần thân phận đáng sợ, chính là ma tổ vô thiên sư chất, Già Thiên Ma Đế bằng hữu, một khi hưng sư vấn tội, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, nàng bây giờ là muốn tiên hạ thủ vi cường. Hơn nữa, Diệp Thần vậy xì xui một kiếm, dẫn động không không phép tắc kiếm pháp, chân thực quá mức lợi hại, quá mức nghịch thiên, nàng vậy vô cùng thèm thuồng. Hôm nay Diệp Thần yếu ớt, chính là ngàn năm một thuở, giết người đoạt bảo lớn thời cơ tốt. Diệp Thần nói, ta còn đánh giá thấp ngươi lòng dạ độc ác. Luân hồi mộ địa bên trong, Cửu U Tà Quân truyền âm nói, mộ chủ đại nhân, ta đã sớm kêu ngươi động thủ giết nàng, nàng chấp trưởng vạn ác cửa, tâm thần sớm bị ác khí ô nhiễm, giữ lại cũng là gieo họa. Diệp Thần nói, động thủ bây giờ cũng không muộn. Cửu U Tà Quân nói, ngươi còn có thể chiến đấu. Diệp Thần nói, mới vừa điều tức một hồi, hơi khôi phục điểm linh khí, muốn giết chết cái này Liễu Lộ Ngư, dư sức có thừa. Cửu U Tà Quân cả kinh nói, ngươi nhanh như vậy liền khôi phục sức chiến đấu. Diệp Thần cười một cái, thật ra thì hắn trạng thái rất gay gâu, đỉnh cấp sức chiến đấu xa xa còn không khôi phục, bất quá đã khôi phục một chút xíu linh khí, cái khác không dám nói, muốn giết Liễu Lộ Ngư là đủ rồi. Nhưng thấy bên kia Liễu Tề Minh, đi ra giảng hòa, nói, đại tiểu thư, Diệp huynh đệ, chúng ta tới giữa nhất định có cái gì hiểu lầm, mọi người tỉnh táo một chút. Liễu Lộ Ngư lạnh lùng nói, còn có thể có cái gì hiểu lầm. Hắn liền Thiên Thánh Viêm cũng giết chết, cái kế tiếp liền giờ đến phiên chúng ta. Vừa nói liếc mắt một cái mặt đất, Thiên Thánh Viêm cùng Thánh Nguyên Điện đệ tử thi thể, còn nằm trên đất. Liễu Tề Minh nhất thời im miệng, cũng không biết như thế nào cho phải. Vạn ác cửa, cho ta trấn áp. Liễu Lộ Ngư không nói nhảm nữa, lập tức thúc giục vạn ác cửa, hướng Diệp Thần bạo giết ra. Khách ầm ầm. Vạn ác cửa mở ra, một cổ loang lổ, máu tanh, tràn đầy oán niệm ác khí, cuồn cuộn tràn ngập ra, vô cùng ác khí sôi trào, hội tụ thành một cái nhợt nhạt bàn tay. Cái này thảm trắng bàn tay, giống như mang thế gian trí ác, hung hăng hướng Diệp Thần đầu bắt đi. Diệp Thần gương mặt không thay đổi. Sử dụng mậu thổ nguyên phù, chuẩn bị nghênh kích. Mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên có một cái vải đỏ mỏng thiếu nữ, cầm kiếm bay giết ra, một kiếm tập sát hướng Liễu Lộ Ngư tim. Cái này một tí tập sát, đặc biệt đột nhiên, ác liệt mà hung hãn. Liễu Lộ Ngư lấy làm kinh hãi, vạn ác cửa lật đật quay về, bảo vệ thân thể. Đinh! Vậy vải đỏ mỏng thiếu nữ trường kiếm, đánh vào môn hộ bên trên, phát ra một tiếng giòn giã. Vải đỏ mỏng thiếu nữ nâng kiếm lăng không lật bay, lui về phía sau rơi xuống đất, thuận thế bay xuống đến Diệp Thần bên người. Diệp Thần chỉ ngửi được một hồi ấm ấm nóng một chút thơm dịu, nhìn chăm chăm vừa thấy, cái này vải đỏ mỏng thiếu nữ nhưng là Lãnh Mộ Tình. Là ngươi? Diệp Thần ánh mắt hơi đông lại một cái. Lãnh Mộ Tình cầm kiếm đứng ở Diệp Thần trước mặt,
nói, người bị thương, ta bảo vệ ngươi. Diệp Thần bật cười khanh khách, nói, không cần. Hắn tuy bị cắn chả bị thương, nhưng hiện tại đã khôi phục một chút hơi thở, đủ đối phó Liễu Lộ Ngư. Lãnh Ngộ Tình nói, đừng cậy mạnh, ngươi đã cứu ta một lần, hiện tại đến phiên ta bảo vệ ngươi. Diệp Thần trầm mặc xuống, nhìn thiếu nữ uyển chuyển hình bóng, trong lòng khá là ấm áp cùng cảm kích. Liễu Lộ Ngư ánh mắt rét lạnh, nói, rất tốt, Lãnh Ngộ Tình, Diệp Thí Thiên, ta liền để cho các ngươi làm đối với khổ mệnh uyên ương. Nói xong, nàng lần nữa sử dụng vạn ác cửa, chuẩn bị dựa vào pháp bảo uy thế, trực tiếp chấn giết Diệp Thần cùng Lãnh Ngộ Tình hai người. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, gươm thuốc vỏ, nỏ dương dây. Diệp Thần nhưng chút nào không hoảng hốt, hắn đối với mình thực lực, có tuyệt đối lòng tin, chính là một cái Liễu Lộ Ngư, tu vi chỉ có bách gia cảnh nhất tầng thiên, ở hắn trong mắt, còn kiến hôi tồn tại, coi như nắm trong tay vạn ác cửa, vậy không tạo thành uy hiếp. Diệp Thần đang chuẩn bị nghênh chiến, bỗng nhiên phương xa một đạo ánh đao, như nước thủy triều cướp giết tới. Cái này ánh đao dị thường quỷ dị, cơ hồ không có thực tế quy luật tồn tại, ánh sáng phơi bày một loại trống rỗng hỗn độn màu sắc, để cho người nhìn một cái, thì có dũng khí muốn rơi vào hư vô ảo giác. Cái này một đao, nhưng là hướng Liễu Lộ Ngư chém tới. Đao thế mênh mông, đủ để đem nàng chém chết ngàn vạn lần. Đại tiểu thư, chú ý. Liễu Tề Minh thấy Liễu Lộ Ngư gặp nguy hiểm, không kềm hãm được, đứng ra, muốn thay nàng ngăn cản đao. Ngốc nghếch. Diệp Thần thấy vậy, nhất thời ánh mắt run lên, hơi có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vậy một đao mũi nhọn, như vậy hung hãn ác liệt, tuyệt không phải Liễu Tề Minh có thể ngăn cản. Diệp Thần đối với Liễu Tề Minh, rất có hảo cảm, cũng không nỡ thấy hắn chết đi, liền cong ngón tay bắn ra, thi triển ra Hồng Quân kiếm đạo. Một món Hồng Quân bát quái kiếm khí, từ Diệp Thần trong ngón tay nổ bắn ra ra, đánh về phía vậy một đao. Chanh! Đao kiếm giao kích. Kiếm khí cùng ánh đao, đồng thời nổ tung tán loạn. Cái này đao kiếm giao phong cùng nổ tung, ngay tại Liễu Lộ Ngư trước mắt. Nàng sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy sanh mạng mình yếu ớt, vô luận là vậy một đao, vẫn là Diệp Thần kiếm khí, đều đủ để ung dung trong nháy mắt giết nàng. Diệp Thí Thiên, ngươi! Ngươi! Liễu Lộ Ngư hoàn toàn hốt hoảng, sợ hãi nhìn Diệp Thần. Nàng còn lấy là Diệp Thần bị cắn chả bị thương dưới, đã là một phế nhân, nào nghĩ tới Diệp Thần trong nháy mắt tới giữa, kiếm khí tự nhiên như điện, tuy không có chém chết Hắc Sơn lão yêu lúc như vậy khủng bố, nhưng muốn giết nàng, đó là dư sức có thừa. Trong thoáng chốc, Liễu Lộ Ngư tự giác tự thân nhỏ bé cùng buồn cười, ở Diệp Thần trước mặt, nàng chỉ là một tên hề nhảy nhót thôi. Lãnh Ngộ Tình ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, nói, lúc đầu ngươi chứa. Ngươi còn có thể chiến đấu. Diệp Thần than thở một tiếng, không biết làm sao bắn một tí đầu nàng, nói, ai nói cho ngươi ta không thể chiến đấu. Bót, bót, bót. Thanh âm này rơi xuống, lại có một đạo tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng gặp hầm đá bên ngoài, có một người đàn ông, hai tay vỗ tay, cưỡi một đầu chăn lớn, chậm rãi quanh co tới. Vậy chăn lớn chính là chín lớn một trong thần thú, Hắc Nham Cự Mãng, lúc này lại bị nam tử kia tuần phục, thành thú cưỡi. Nam tử kia gương mặt bình thường không có gì lạ, lưng đeo một cái vết máu loang lổ đao, giữa eo treo 6 viên đầu thú, bề ngoài dị thường máu tanh quỷ dị. Mới vừa vậy hỗn độn hư vô một đao, chính là cái này nam tử thi triển ra. Hạ Huyền Thịnh, là ngươi. Diệp Thần nhìn nam tử này, lớn cảm thấy kinh ngạc. Người này lại là Hạ Huyền Thịnh, ban đầu địa ngục đạo trận bên trong, trận thứ 3 thực tập người thắng. Hạ Huyền Thịnh chưa rõ là âm dương thần điện người, nhưng lại có thể hướng cựu Nhật Minh quỷ bái, Diệp Thần đối với hắn 10 phần cảnh giác. Nhưng thời khắc này Hạ Huyền Thịnh, và ở địa ngục đạo tràng thời điểm, đơn giản là chừng như hai người. Hắn gương mặt vẫn là bình thường không có gì lạ hình dáng, nhưng ánh mắt nhất là sắc bén ác liệt, hắn đã quăng kiếm dùng đao, mới vừa vậy động trời một đao. Sát phạt cường hãn, liền Diệp Thần đều cảm thấy kinh ngạc. Càng mấu chốt là, Hạ Huyền Thịnh giữa eo, treo 6 viên đầu thú. Diệp Thần di hoang bên trong, tổng cộng có 9 đại thần thú, Diệp Thần đã gặp qua Hắc Sơn lão yêu cùng mặt xanh hạn bạt, còn có một đầu thần thú, Hắc Nham Cự Mãng, giờ phút này đang Hạ Huyền Thịnh dưới chân. Mà còn lại 6 đại thần thú, cũng đã toàn bộ bị giết chết. Bởi vì, vậy 6 lớn thần thú đầu thú, cũng treo ở Hạ Huyền Thịnh giữa eo. Hắn một người,
giết chết 6 đầu thần thú. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi chiến tích. Từ ngoài mặt xem, Hạ Huyền Thịnh tu vi, chỉ có nửa bước bách gia cảnh, nhưng hắn có thể chém chết 6 đầu thần thú, rõ ràng giấu giếm thực lực. Diệp công tử, thật là lợi hại kiếm pháp. Hạ Huyền Thịnh nhìn Diệp thần, mỉm cười nói. Đao pháp của ngươi vậy rất như người thú, lại có hỗn độn hư vô hơi thở, thậm chí cơ hồ liền một chút thực tế dấu vết cũng không tìm được. Diệp thần hồi tưởng Hạ Huyền Thịnh vậy một đao, như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phàm là võ kỹ thần thông, đều có thực tế dấu vết tồn tại, có hiện thế quy luật. Chỉ cần tồn tại thực tế, thì có bị kích phá nguy hiểm, không làm được vô địch. Trừ phi là không không, một chút thực tế dấu vết cũng không có, xem Diệp thần si xui một kiếm, đó chính là vô địch. Mà Hạ Huyền Thịnh vậy một đao, cơ hồ đã đến gần không không, quy luật là tuyệt đối hư không, đến gần vô địch trạng thái. Đó là, vô tưởng một đao. Hạ Huyền Thịnh nhàn nhạt nói. Diệp thần nói, vô tưởng một đao. Hạ Huyền Thịnh như một tiếng, nói, không sai, cái này một đao, là Hồng Quân lão tổ sáng chế, Hồng Quân lão tổ bác thông bách ra, đao thương kiếm kích, quyền cước trưởng chân, pháp bảo binh khí, kỳ môn độn giáp, phù lục cơ quan, tất cả loại đạo pháp đều có xem qua, hơn nữa toàn bộ tinh thông, ta tình cờ lấy được hắn đao pháp tinh túy, luyện thành, vô tưởng một đao. Diệp thần nói, cái gì là vô tưởng một đao? Hạ Huyền Thịnh nói, vô tưởng một đao, cái gọi là vô tưởng, chính là vô tư vô niệm, tuyệt đối vong ngã cảnh giới, cái này một đao, là tuyệt đối hư không, quên mất thiên địa, quên mất vũ trụ, quên mất thực tế, quên mất tự mình, vô tư, vô niệm, vô ngã, gần như vô địch. Diệp thần nói, không nghĩ tới ngươi lại có này cùng kỳ ngộ, lĩnh ngộ Hồng Quân lão tổ đao pháp. Hạ Huyền Thịnh cười khổ một tí. Nói, vậy cũng kém hơn Diệp công tử ngươi, ngươi vậy si xui một kiếm, mới thật sự là vô địch, đã có không không thời không quy luật hơi thở, mà ta đao, chỉ là tuyệt đối quên mình cùng hư không, nhưng không cách nào đạt tới không không cảnh giới. Không không, là liền hư không cũng không tồn tại, không có bất kỳ khái niệm, không thể dùng thực tế lời nói để diễn tả. Diệp thần vậy si xui một kiếm, liền là chân chính có không vô thần uy, có thể nghiền nát hết thảy thực tế tồn tại. Mà Hạ Huyền Thịnh đao, chỉ là hư không cùng quên mình, cũng không phải là không không. Diệp thần tâm tư thoáng qua vô số ý niệm, suy đoán Hạ Huyền Thịnh thân phận. Diệp thần con người đông lại một cái, cẩn thận bắt, từ Hạ Huyền Thịnh trên mình, vậy không cảm giác được chút nào đại khí vận hơi thở. Nhưng, cái này Hạ Huyền Thịnh, nhưng hết lần này tới lần khác có động trời kỳ ngộ, lĩnh ngộ vô tưởng một đao. Đây là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Cái này chỉ có một cái giải thích, đó chính là, Hạ Huyền Thịnh là âm dương thần điện truyền nhân, hắn thân ở âm dương thần điện, khả năng có được liền luân hồi chiếu cố, cho nên thu được động trời cơ duyên. Nói cách khác, hắn có thể lĩnh ngộ vô tưởng một đao, sau lưng là có Diệp thần luân hồi ban phúc. Diệp thần tỉnh bơ, yên lặng nhìn chăm chú Hạ Huyền Thịnh. Mà lãnh ngộ tình, liễu lộ ngư, liễu tề minh các người, nghe Diệp thần cùng Hạ Huyền Thịnh đàm luận đao kiếm, vô tưởng một đao. Si xui một kiếm, những thứ này khái niệm quá mức mênh mông khoáng đạt, hoàn toàn không phải bọn họ có thể hiểu. Người dựa vào vô tưởng một đao, giết chết 6 đầu thần thú. Diệp thần nhìn Hạ Huyền Thịnh bên hông đầu thú, nói. Hạ Huyền Thịnh cười nói, không sai, ta săn vào tay rất nhiều thần văn mảnh vỡ, ta hẳn là hạng nhất. Vừa nói, Hạ Huyền Thịnh móc ra một cái túi đựng đồ, cầm trong tay giơ giơ lên. Túi đựng đồ kia chướng cổ cổ. Rõ ràng chứa đầy thần văn mảnh vỡ. Hắn ước chừng săn giết 6 đầu thần thú, thu hoạch thần văn mảnh vỡ, dĩ nhiên là vô cùng phong phú. Diệp thần trong lòng trầm xuống, nếu như Hạ Huyền Thịnh đoạt quốc mà nói, vậy hắn cùng thiên võ ngọa long kinh vô duyên. Liễu lộ ngư, lãnh mộ tình, liễu tề minh các người, nhìn Hạ Huyền Thịnh trong tay túi đựng đồ, trong mắt cũng toát ra nóng rực thần sắc. Liễu lộ ngư dục dịch, rất muốn cướp đoạt. Nhưng nghĩ tới Hạ Huyền Thịnh vậy vô tưởng một đao, muốn giết nàng đơn giản là không phí nhiều sức, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Huyền Thịnh bỗng nhiên nói, Diệp công tử, ta muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch. Diệp thần trong lòng động một cái, nói, giao dịch gì? Hạ Huyền Thịnh nói, ta cầm một nửa thần văn mảnh vỡ, giao dịch với ngươi, để cho ngươi đoạt cúp, ta cầm thứ hai, có thể đi vào cựu Nhật Minh liền tốt, như thế nào? Diệp thần chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói, ngươi phải đem một nửa thần văn mảnh vỡ, giao dịch cho ta.
hắn trên đầu, đã có Bắc Mãng Tiêu mảnh vỡ, nếu như lấy thêm đến Hạ Huyền Thịnh trong tay một nửa, đây tuyệt đối là đoạt cúp. Chỉ là, Diệp Thần rất không để ý tới rõ ràng, Hạ Huyền Thịnh vì sao phải giao dịch, phải đem hạng nhất chắp tay nhường nhịn. Đây quả thực là khó tin, chẳng lẽ nói, Hạ Huyền Thịnh liền Thiên Võ Ngọa Long Kinh cũng không muốn sao? Hạ Huyền Thịnh cười nói, không sai. Diệp Thần nói, cần ta trả giá cái gì? Hạ Huyền Thịnh nói, một quả chỉ vòng. Diệp Thần ngẩn người, nói, một quả chỉ vòng. Hạ Huyền Thịnh gật đầu nói, ừ, là một quả rất thông thường chỉ vòng, hắc thiết chế tạo, không phải pháp bảo gì, là một kiện lão cổ đồng, rất có giá trị siêu tầm. Diệp công tử, ta biết ở trên tay ngươi có một quả, ta muốn, cho ta liền đem một nửa mảnh vỡ cho ngươi. Diệp Thần đầu ầm chấn động một cái, một phiến chỗ trống, nhất thời nghĩ tới điều gì. Hắn trên đầu, đúng là có một quả màu đen chỉ vòng, là Âm Dương Thần Điện tầng thứ hai, trưởng giáo tín vật. Chấp trưởng này chỉ vòng, là được nắm giữ trưởng giáo ngôi, đây là Diệp Thần kiếp trước quyết định quy củ. Cái này cái chỉ vòng, nguyên bản ở đó lão ngư dân, thiên nhân ma thần trong tay. Thiên nhân ma thần trước khi chết, đem trưởng giáo chỉ vòng trả lại cho Diệp Thần. Là một quả này sao? Diệp Thần móc ra trưởng giáo chỉ vòng, hướng Hạ Huyền Thịnh hỏi nói. Không sai, Diệp công tử, ngươi chịu cho ta sao? Hạ Huyền Thịnh giọng hết sức kích động, lại có thấp thỏm vẻ bất an, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần vừa nhìn thấy hắn ánh mắt, nhất thời rõ ràng tất cả. Đúng rồi, hắn quả nhiên là Âm Dương Thần Điện người, hiện tại hỏi ta cầm trưởng giáo chỉ vòng, hắn là muốn làm trưởng giáo, hắn chắc chắn biết liền ta thân phận. Diệp Thần suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Hạ Huyền Thịnh trước đây từng hướng Ngọc Thiềm Tiên Tử quỳ xuống, một bộ khom lưng khuỵu gối hình dáng, muốn gia nhập Cựu Nhật Minh. Diệp Thần còn lấy là hắn là phản đồ, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ có ẩn tình khác. Suy tư luôn mãi, Diệp Thần cuối cùng hay là đem vậy trưởng giáo chỉ vòng, giao cho Hạ Huyền Thịnh, nói, ngươi cầm đi chính là, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Hạ Huyền Thịnh đã lĩnh ngộ vô tưởng một đao, bàn về đao pháp, có thể nói thiên hạ vô song, nếu như nhân phẩm hắn không có vấn đề, đúng là có tư cách đảm nhiệm Âm Dương Thần Điện đệ nhị trọng trưởng giáo. Diệp Thần liền đem trưởng giáo chỉ vòng giao cho hắn, Hạ Huyền Thịnh bắt được chỉ vòng sau đó, mặt đầy kích động, đầu gối khẽ run, tựa hồ muốn quỳ xuống thi lễ, nhưng cuối cùng là nhịn được. Diệp công tử, ta dĩ nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Giữ lời hứa, cái này một nửa thần văn mảnh vỡ, ngươi cầm đi là được. Hạ Huyền Thịnh mở ra túi đựng đồ, đem một nửa thần văn mảnh vỡ, móc ra giao cho Diệp Thần. Diệp Thần thuận tay nhận lấy. Nội tâm một hồi hưng phấn. Có như thế nhiều thần văn mảnh vỡ, hắn đoạt cúp liền ổn. Lãnh Mộ Tình, Liễu Lộ Ngư, Liễu Tề Minh các người, đều là ngạc nhiên, hoàn toàn không biết Diệp Thần cùng Hạ Huyền Thịnh tới giữa, sau lưng có bí mật gì. Bọn họ chỉ cảm thấy, đây tuyệt đối không phải giao dịch đơn giản, ước chừng một nửa số lượng thần văn mảnh vỡ, đủ đoạt cúp bắt lại Thiên Võ Ngọa Long Kinh, Hạ Huyền Thịnh lại có thể như thế tùy tiện giao dịch ra ngoài, đây tuyệt đối có vấn đề. Lại ngẫm nghĩ một hồi, bọn họ liền bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng đều có ý tưởng giống nhau. Đúng rồi, muốn đến là vậy Hạ Huyền Thịnh, cố kỵ Diệp Thần thân phận, không dám đắc tội Ma Tổ Vô Thiên, cho nên cố ý đem hạng nhất chắp tay nhường nhịn, là khiêm tốn ý. Bọn họ tự nhiên đoán không được, sau lưng Âm Dương Thần Điện bí mật. Mộ chủ đại nhân, thằng nhóc này là ai, ta xem hắn khí vận nông cạn, lại lĩnh ngộ vô tưởng một đao, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Cửu U Tà Quân vậy nhìn Hạ Huyền Thịnh, vô cùng giật mình. Hắn biết rõ vô tưởng một đao lợi hại, bàn về binh khí kỹ xảo, đứng so si xui một kiếm. Kiếm là bách binh chi vương, chỉ có kiếm đạo, mới có thể dẫn động không không quy luật, không thể lẽ thường tính toán. Diệp Thần vậy si xui một kiếm, là thiên địa dị số, thực tế không tồn tại. Muốn thi triển, cũng là cực kỳ khó khăn, thậm chí sẽ để cho mình hủy diệt. Mà Hạ Huyền Thịnh đao pháp, nhưng đạt tới thực tế trình độ cao nhất, vô tư vô niệm, vô tưởng một đao, có thể bổ ra thực tế, vô cùng lợi hại. Hắn là ta Âm Dương Thần Điện người, hẳn là đạt được ta luân hồi khí vận chiếu cố, được này đại cơ duyên, xem ra ta Âm Dương Thần Điện mệnh không nên tuyệt. Diệp Thần hướng Cửu U Tà Quân giải thích. Thật ra thì chuyện chân tướng, Diệp Thần cũng không thể xác định, nhưng đại khái đã đoán được một ít. Si xui một kiếm. Vô tưởng một đao,
cái này đao kiếm trình độ cao nhất, thực tế cứu cực, không không bí ẩn, đều ở đây âm dương thần điện trong, có thể gặp âm dương thần điện mệnh không nên tuyệt, bàn cờ này, còn có lật bàn có thể. Cửu U Tà Quân vui vẻ nói, vậy xem ra luân hồi khí vận, cái này nhất thế quả nhiên muốn quật khởi, mộ chủ đại nhân, người có thể muốn cứu vãn ra ta chân thân. Diệp Thần gật đầu một cái, nói cái này đơn giản, cùng hồi địa tâm vực, ta giải quyết huyền cơ nguyệt, đem vậy cấm chế phá vỡ, tiền bối ngươi chân thân khoác cứu ra, vậy hết thảy đều ổn thỏa. Huyền cơ nguyệt là Hồng Quân tiên đoán bên trong, tương lai phải thừa kế kiêm gia tiên tử đạo chính thống người, Diệp Thần tuyệt đối không thể để cho nàng còn sống, nếu không chính là mình ngày rỗ, vậy sẽ hại chết rất nhiều đại năng các sư tôn. Cửu U Tà Quân nói, rất tốt, Hồng Quân tiên đoán bên trong, thật ra thì chỉ nói là vận mệnh đứng đầu, sẽ thừa kế kiêm gia tiên tử đạo thống, không nhắc tới huyền cơ nguyệt tên chữ, người giết huyền cơ nguyệt, chiếm đoạt nàng huyết mạch, người chính là một đời mới vận mệnh đứng đầu. Nói không chừng thừa kế kiêm gia tiên tử đạo chính thống người, chính là ngươi. Diệp Thần vui vẻ nói, nếu quả thật là như vậy, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Kiêm gia tiên tử năm đó tu vi, cũng đạt tới thực tế đỉnh cấp, cũng chính là vô lượng cảnh đỉnh cấp, có thể nói hiện thế võ đạo đại viên mãn, mặc dù không có thể dòm ngó gặp không không, nhưng nếu như có thể thừa kế kiêm gia tiên tử đạo thống, Diệp Thần đối kháng vạn khư, vậy thì đơn giản nhiều. Nhưng gặp Hạ Huyền Thịnh nói, Diệp công tử, ta cảm giác lòng đất dưới, tựa hồ có nguy hiểm gì đồ muốn nhô ra, chúng ta hay là mau rời đi thì tốt hơn. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng rét một cái, nhớ lại Thường Mạch Quân. Thường Mạch Quân, năm xưa cùng cựu Nhật chi chủ, tranh đoạt trưởng giáo đại vị nhân vật, đang bị phong ấn ở Diệt Thần Di Hoang dưới đất. Vậy chín đại thần thú, chính là phụ trách phong ấn chấn áp. Hôm nay chín đại thần thú, bị giết chết tám đầu. Chỉ còn lại Hắc Nham cự mãng còn sống, phong ấn đã thật to giãn ra, Thường Mạch Quân rất có thể phải xuất thế. Diệp Thần gật đầu một cái, liền muốn rời đi. Rào. Mà vào lúc này, một đạo gió đen ma khí cuốn tới, hắc khí bên trong có từng cái quả đen bay lượn. Đợi được hắc khí rơi xuống, quả đen vây quanh lúc đó, một cái áo bảo đen nam tử hạ xuống, chính là Giả Thiên Ma Đế. Bái kiến Ma Đế các hạ. Liễu Lộ Ngư. Liễu Tề Minh, Lãnh Mộ Tình, Hạ Huyền Thịnh các người, thấy Giả Thiên Ma Đế hạ xuống, lấy làm kinh hãi, liền vội vàng khom người thi lễ. Diệp Thần thấy Ma Đế tới, tự nhiên cũng là lớn vui. Giả Thiên Ma Đế hiển nhiên là nhận được Diệp Thần truyền thư, cho nên hạ xuống, muốn hộ tống Diệp Thần. Giả Thiên Ma Đế gật đầu một cái, quét nhìn toàn trường một mắt, đã bắt được một chút nhân quả, nhìn chằm chằm Liễu Lộ Ngư nói, người muốn giết bạn của ta. Thật là to gan, người có biết hay không Diệp Thí Thiên, là lão tổ nhìn chúng người. Liễu Lộ Ngư mồ hôi lạnh nhễ nhại, quỳ xuống nói, Ma Đế đại nhân tha mạng, ta không phải cố ý. Giả Thiên Ma Đế nói, người phạm xuống ngút trời tội nghiệt, để mạng lại trả lại đi. Tiếng nói rơi xuống, Giả Thiên Ma Đế vung tay lên, Thiên Ma khói báo động nhận chém ra, thấy máu phong hầu, trực tiếp giết chết Liễu Lộ Ngư. Bất quá! Liễu Lộ Ngư thân xác bị diệt sau đó, nhưng là có một món thần hồn bay ra, không có hoàn toàn chết đi, chí ít còn có thần hồn sống sót. Ồ! Giả Thiên Ma Đế nhỏ cảm thấy kinh ngạc, hắn là muốn hoàn toàn xóa bỏ Liễu Lộ Ngư, cũng không ngờ đối phương sinh mệnh lực cường hãn, lại sống được liền một món thần hồn. Ta đây là quên một chuyện, người chấp trưởng vạn ác cửa, có pháp bảo này hộ thể, muốn hoàn toàn xóa bỏ ngươi, ngược lại cũng không quá dễ dàng. Giả Thiên Ma Đế nhìn vạn ác cửa một mắt, liền biết ảo diệu bên trong. Vạn ác cửa, chính là 33 thiên thái thượng thần khí, hồng hoang cửu môn một trong, có pháp bảo này bảo vệ, Liễu Lộ Ngư coi như thân xác bị diệt, thần hồn cũng có thể cất giữ. Nhưng gặp Liễu Lộ Ngư thần hồn run rẩy, tràn đầy vẻ sợ hãi, cầu khẩn nói, Ma Đế đại nhân, cầu ngươi tha mạng. Giả Thiên Ma Đế nhìn về Diệp Thần, nói, Diệp Thí Thiên, ngươi tới quyết định đi. Diệp Thần đối với Liễu Lộ Ngư thù không có hảo cảm, liền muốn trực tiếp xóa bỏ. Liễu Tề Minh nói, Diệp huynh đệ, cầu ngươi nể tình ta, tha nhà ta đại tiểu thư một mạng. Hắn đối với Liễu Lộ Ngư, cuối cùng là có dũng khí đặc biệt tình cảm. Diệp Thần sắc mặt vừa chậm, Liễu Lộ Ngư một giới tên hề nhảy nhót, sống hay chết, thật ra thì hắn cũng không ngại, lập tức liền bán một cái ân huệ, nói thôi, vậy ta sẽ bỏ qua nàng một lần, nhưng nàng muốn giết ta. Nhất định phải bỏ ra điểm giá phải trả. Nói xong,
Diệp Thần ánh mắt run lên, bàn tay đột nhiên nhấn một cái, một cổ hung mãnh linh khí cuồng bạo xông ra, đem Liễu Lộ Ngư thần hồn, trực tiếp giữ vào vạn ác cửa bên trong đi. À! Liễu Lộ Ngư một tiếng hét thảm, cái này vạn ác bên trong cửa, tràn đầy đáng sợ ác niệm oán khí, chính là thiên địa vạn ác nguyên, người thần hồn bị phong tỏa đi vào, vậy so rơi vào kháng khít luyện ngục còn thống khổ hơn. Liễu Lộ Ngư, ta phòng ấn ngươi ngàn năm, tương lai ngàn năm thời gian, ngươi liền ở nơi này vạn ác cửa bên trong, ngoan ngoãn tha tội. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng không phải là cái gì người tốt bụng, nếu Liễu Lộ Ngư có muốn giết hắn tâm tư, hắn tuyệt không thể nào tùy tiện thả qua. Diệp Thí Thiên, ngươi chết không được tử tế. Liễu Lộ Ngư lạc giọng kêu to, thần hồn ở các loại ác khí quấn quanh dưới, cực kỳ đau khổ thống khổ. Liễu Tề Minh nhưng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Liễu Lộ Ngư là bi thảm điểm, nhưng cuối cùng còn sống, bị ngàn năm khổ sở sau đó, là được thoát thân. Ngàn năm sau đó, cái này Diệp Thí Thiên nếu không phải chết, chỉ sợ cũng đã trở thành một khối cự phách. Liễu Lộ Ngư muốn báo thù, vậy căn bản không có thể. Hắn hướng Diệp Thần chắp tay nói, Diệp huynh đệ, đa tạ. Diệp Thần gật đầu một cái, đem vạn ác cửa khép lại, giao cho Liễu Tề Minh. Cái này vạn ác cửa rõ ràng là Liễu Lộ Ngư pháp bảo, nhưng Diệp Thần thao túng, muốn gì được nấy, phảng phất là chính hắn pháp bảo vậy. Đây thật ra là binh tự quyết hiệu quả. Binh tự quyết, có thể cướp lấy binh khí của địch nhân, thậm chí là nắm trong tay. Dĩ nhiên đối mặt những cái kia cao cấp binh khí, cùng với đủ để uy hiếp sinh mạng mình những cái kia tồn tại, thủ đoạn này hiển nhiên là không cách nào làm được. Diệp Thần binh tự quyết tu vi, đã đến đại xảo bất công bước, cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể, thi triển ra không dấu vết, người ngoài căn bản không nhìn ra binh tự quyết đầu mối. Liễu Tề Minh cũng không cho là lạ, bởi vì Diệp Thần trước đó biểu hiện, chân thực quá yêu nghiệt, liền không không thời không quy luật đều có thể điều động, muốn điều khiển người khác pháp bảo, đó cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự việc. Mộ chủ đại nhân, cái này vạn ác cửa ngươi không muốn sao? Cửu U Tà Quân thấy Diệp Thần giao ra vạn ác cửa, trong lòng rất là thương tiếc không thôi. Diệp Thần cười một cái, nói pháp bảo này ác khí quá sâu, cùng ta võ đạo không hợp, cầm tới cũng không dùng. Cái này phiến vạn ác cửa, là thiên địa vạn ác ngọn nguồn, vô cùng là hung tàn hung ác, nếu như cho Cửu U Tà Quân mà nói, có lẽ có điểm dùng, nhưng đối với Diệp Thần tự mình tới nói, tác dụng chừng mực. Hắn cũng không có cướp đoạt ý, dù sao hắn cũng không kém cái này một kiện pháp bảo. Cái này vạn ác cửa, liền rơi xuống Liễu Tề Minh trong tay. Diệp Thần cùng Liễu gia nhân quả, đến đây kết thúc. Nhưng hôm nay không chấn động, có một khối bia đá to lớn hình ảnh nổi lên. Vậy bia đá, chính là Thiên Quân Phong Thần bia phó bia, Cấm Thiên Bảng bảng danh sách. Nhưng gặp ở Cấm Thiên Bảng trên, Liễu Lộ Ngư, Thiên Thánh Viêm. Liễu Hổ cùng tên của người, đã hoàn toàn biến mất. Lãnh Mộ Tình xếp hạng tên thứ 300, mà Diệp Thần hạng, nhưng là nhanh mạnh tăng vọt, xếp hạng tên thứ 100. Trước đây Diệp Thần hạng, ước chừng xếp hạng thứ 674, đặc biệt gần chót, hiện tại vừa vặn bước lên trước 100, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Mà cái bài danh này, thật ra thì vậy nghiêm trọng đánh giá thấp Diệp Thần. Chỉ là Diệp Thần ăn ẩn thiên thần đan, hơi thở hoàn toàn che giấu. Cả thiên địa đều bị lừa gạt, cho nên thứ hạng này cũng không chân thật. Nếu như dựa theo chân thực chiến lực hạng, lấy Diệp Thần thực lực, càn quét hắc ám cấm hải đồng bối, đó là tuyệt đối không thành vấn đề, xếp hạng trước 50 đều có tư cách. Mà Hạ Huyền Thịnh hạng, nhưng tiêu thăng đến thứ 85, so Diệp Thần còn cao. Hắn hiển lộ ra vô tưởng một đao, sức chiến đấu kinh thiên bùng nổ, nhưng tự thân tu vi cuối cùng không cao, chỉ có nửa bước bách gia cảnh mà thôi. Bị cảnh giới tu vi hạn chế, xếp hạng thứ 85 tên, hợp tình hợp lý. Diệp công tử, ta hạng, lại có thể so ngươi còn cao, cái này hợp lý sao? Ngươi ẩn giấu thực lực liền chứ? Hạ Huyền Thịnh thấy cái bài danh này bảng danh sách, nhưng giác vô cùng không hợp lý. Bởi vì Diệp thần thực lực, chân thực quá kinh khủng, nếu quả thật chiến đấu, hắn coi như bùng nổ vô tưởng một đao, vậy không địch lại Diệp thần kiếm đạo, phải bị một chiêu xóa bỏ. Cho dù ai đều biết, Diệp Thần là giấu giếm thực lực, hơn nữa ẩn núp thủ đoạn cao minh vô cùng, cả thiên địa đều bị lừa gạt, Cấm Thiên Bảng cũng theo dõi không ra hắn chân thực. Diệp Thần cười một cái, từ chối cho ý kiến, vậy không nói gì. Mà theo hạng tăng lên, hắn nhưng cảm thấy cả người nhẹ bỗng,
cái này là khí vận tăng lên dấu hiệu. Cấm thiên bảng cùng thiên quân phong thần bia có liên quan, trên bảng lưu danh, trong sâu thẳm, có thể đạt được một chút thiên quân phong thần bia chiếu cố, khí vận sẽ có tăng lên. Cho nên ở hắc ám cấm hải bên trong, vì tranh đoạt trên bảng danh sách hạng, mỗi ngày đều có chém giết chiến đấu phát sinh. Mà cấm thiên bảng hạng, vậy cơ hồ mỗi ngày đều ở cập nhật. Thiên tài chết, phế vật quật khởi, mỗi ngày đều ở trên cao diễn. Liễu Tề Minh hạng không thay đổi, hắn thấy Liễu Lộ Ngư tên chữ biến mất, ánh mắt một hồi ảm đạm. Diệp Thần nghiêm túc nhìn xem vậy hạng bảng danh sách, nhưng phát hiện trên bảng danh sách, hạng trước ba người, tên chữ bị một cổ xương mù che lại, không thấy rõ. Cấm thiên bảng hạng trước ba, thiên tuế trở xuống, đều là những người gì, làm sao không gặp biểu hiện. Diệp Thần hơi có chút nghi ngờ, hướng Già Thiên Ma Đế hỏi nói. Già Thiên Ma Đế nói, cấm thiên bảng trước ba cao thủ, đều có che giấu thiên cơ thủ đoạn, bọn họ không muốn bại lộ tự thân, cho nên ẩn núp tên họ, bất quá nếu là thật đánh nhau, ta phỏng đoán vậy đỉnh cấp trước ba cường giả, có thể đều không phải là ngươi địch thủ, nhưng ta cũng không xác định, dẫu sao những tên kia đều là yêu nghiệt ở giữa yêu nghiệt. Diệp Thần cười khổ một tí, nói cũng quá xem nhẹ để mắt ta. Già Thiên Ma Đế cười một tiếng, nói thôi, không nói cái này. Đi ra ngoài hãy nói, nơi này rất nguy hiểm, lòng đất có một tôn là máu quái vật sắp hiện thế, các ngươi cùng ta đi. Vừa nói, hắn đảo mắt nhìn toàn trường một mắt, liền dẫn đầu cất bước rời đi. Diệp Thần đi theo Già Thiên Ma Đế phía sau, Lãnh Mộ Tình, Liễu Tề Minh, Hạ Huyền Thịnh các người, xa xa đi theo, nên cũng không dám quá mức đến gần, rất sợ xúc phạm. Hạ Huyền Thịnh tuần phục hắc nham cự mãng, đem hắc nham cự mãng trong cơ thể thần văn mảnh vỡ lấy ra. Phân phát cho Lãnh Mộ Tình cùng Liễu Tề Minh. Cứ như vậy, Lãnh Mộ Tình cùng Liễu Tề Minh, vậy có đầy đủ mảnh vỡ bằng chứng, có thể gia nhập Cựu Nhật Minh. Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế sóng vai ngự gió, đi Diệt Thần Di Hoang lối ra chạy tới. Ma Đế tiền bối, người biết Thường Mạch Quân sự việc. Diệp Thần còn lấy là Ma Đế không biết, nhưng nghe hắn lời nói, tựa hồ cũng biết Thường Mạch Quân tồn tại. Già Thiên Ma Đế ngẩn ra. Nói, lúc đầu ngươi cũng biết. Diệp Thần gật gật đầu nói, là Cửu U Tà Quân tiền bối nói cho ta, hắn nói vậy Thường Mạch Quân, là năm xưa cùng Cựu Nhật chi chủ, tranh đoạt trưởng giáo vị người. Già Thiên Ma Đế nói, thì ra là như vậy, cái này Thường Mạch Quân, đúng là vô cùng cường đại, bất quá năm đó đoạt vị tranh, hắn sa sút sau đó, bị Cựu Nhật chi chủ nghiền nát đạo tâm, tu vi 10 không tích chữ 1, lại bị phong ấn chân áp nhiều năm. Thực lực đã sớm thật to rơi xuống, trước mắt tối đa có thể phát huy bách gia cảnh 5 tầng thiên tiêu chuẩn. Diệp Thần ngưng trọng nói, bách gia cảnh 5 tầng trời, vậy cũng vô cùng lợi hại. Lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, có thể chém chết một ít thực lực thông thường bách gia cảnh 3 tầng thiên cường giả, nhưng đụng phải cường đại 3 tầng thiên cùng với 4 tầng thiên tồn tại, liền có chút cố hết sức, nếu như là 5 tầng thiên cao thủ, vậy cơ hồ không thể nào chiến thắng. Trừ phi là vận dụng si xui kiếm đạo cùng nghịch thiên thủ đoạn, nhưng cái này giá quá lớn, hơi lơ là, mình cũng sẽ chết. Già Thiên Ma Đế thở dài một hơi, nói, đúng là như vậy, bách gia cảnh 5 tầng trời, không thể khinh thường, so ta cũng cao hơn ra 2 tầng, chúng ta hãy nhanh lên một chút rời đi, chuyện nơi đây, giao cho Ma Tổ Vô Thiên quyết đoán chính là, ta đã phát tin thông báo hắn. Diệp Thần trong lòng hơi có chút nghi vấn, nói, nếu Ma Tổ Vô Thiên, biết rõ chín đại thần thú bị săn giết sau đó, phong ấn rất có thể sẽ giãn ra, đưa đến Thường Mạch Quân xuất thế, hắn vì sao còn phải cử hành đi săn đại hội. Già Thiên Ma Đế nói, hắn là mình khó mà quyết đoán, liền dứt khoát giao cho ý trời, Thường Mạch Quân là một viên rất tốt con cờ, nếu như lợi dụng được làm, thậm chí có thể đánh vào vạn khư bố trí, đáng tiếc người này đạo tâm sớm bị đánh nát, hung ác thích giết chóc, không cách nào khống chế. Cùng một người điên tựa như, Ma Tổ Vô Thiên vẫn luôn không thể quyết định, muốn không muốn đem hắn thả ra ngoài. Diệp Thần cảm ứng bốn phía một cái, nhưng giác mặt đất lay động, phương xa rừng rậm hỗn loạn, rõ ràng cho thấy có động trời biến cố sắp bùng nổ, nói, xem ra ý trời muốn cho vậy Thường Mạch Quân xuất thế. Già Thiên Ma Đế nói, Thường Mạch Quân công pháp tu luyện, tên là Huyết Minh Công, là thiên võ tiên môn cấm pháp, tu luyện công pháp này, vốn là phải giữ vững thanh tỉnh lý trí. Hắn đạo tâm bị đánh bể, đã sớm tẩu hỏa nhập ma, một khi xuất thế, chỉ sợ khó đối phó. Hơn nữa, hắn còn ngoài định mức tu luyện một môn giả thần thuật, tên là Kinh Cức Huyết Kiếm, lấy là Huyết Minh Công thúc dục,
nổ tung dưới, bụi gai sát phạt cực kỳ cường hãn. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng nói, ta trạng thái không phải rất tốt, chúng ta rời đi trước nói sau. Hắn bị không không phép tắc cắn trả, đến hiện tại cũng còn không hoàn toàn khôi phục, chỉ là khôi phục một chút xíu hơi thở mà thôi. Cái này một chút xíu khôi phục, nghiền ép Liễu Lộ Ngư còn có thể, nhưng muốn đối phó Thường Mạch Quân, vậy đơn giản là nói vớ vẩn. Già Thiên Ma Đế ừ một tiếng, lại nói, xin lỗi, ta không có ở trong tình báo nhắc tới Thường Mạch Quân tin tức, ta lấy là hắn căn bản không thể nào xuất thế, không nghĩ tới lại có thể sẽ có xuất thế một ngày. Thường Mạch Quân bị chín đại thần thú trấn áp, cái này mấy chục ngàn trong thời kỳ, cho tới bây giờ không có người có thể giết chết vậy chín đại thần thú, nhưng lần này đi săn, Diệp Thần chém ngược Hắc Sơn Lão Yêu, Hạ Huyền Thịnh lại chém giết sáu đầu thần thú. Xì xui một kiếm, phô tưởng một đao, được nhiều thành tựu xuất sắc, cái này thật to ngoài Già Thiên Ma Đế ý liệu. Diệp Thần con người đông lại một cái, vô cùng nghiêm túc, nói trước không nói cái này, đi nhanh lên. Mặt đất lay động được càng ngày càng kịch liệt, Diệp Thần thật sâu cảm thấy không ổn. Lãnh Mộ Tình các người, nhìn xuống phía dưới, xem tới mặt đất từng cục nứt nẻ, cũng cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Lập tức mọi người đang Già Thiên Ma Đế dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng đi lối ra bay đi. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Thiên Võ Tiên Tôn, cũng có thoát khốn ra một ngày. Vừa lúc đó, phương xa địa mạch đột nhiên nổ, núi lửa phun ra, vạn trượng cao nham thạch nóng chảy, phóng lên cao, nhiễm đỏ nguyên phiến bầu trời, bốn phía một phiến nóng bỏng. Cuồn cuộn nham thạch nóng chảy lửa cháy mạnh bên trong, một đạo vô cùng là máu, vô cùng hung tàn bóng người, hiện ra. Thiên Võ Tiên Tôn, Thường Mạch Quân. Diệp Thần con ngươi co giúp một cái. Già Thiên Ma Đế thấy thân ảnh kia, cũng là thần sắc biến đổi, nói, đáng chết, tên này quả nhiên nhô ra. Thiên Võ Tiên Tôn, là Thiên Võ Tiên Môn trưởng giáo Tôn Hào, Thường Mạch Quân đoạt vị thất bại, nhưng không chịu tiếp nhận thực tế, từ đầu đến cuối nhận là mình mới là Tiên Tôn trưởng giáo, mà không phải là Cựu Nhật chi chủ. Lãnh Mộ Tình, Liễu Tề Minh, Hạ Huyền Thịnh các người, thấy Thường Mạch Quân xuất thế, cũng là thần sắc kinh hãi dị, chỉ cảm thấy từng cơn tàn bạo thích giết chóc hơi thở gào thét tới. Mà ở Thường Mạch Quân xuất thế sau đó, đáng sợ một màn xuất hiện, chỉ gặp từng cái màu máu bụi gai, ùn ùn kéo đến toát ra, cuốn đi bốn phía. Diệt Thần Di Hoang bên trong, còn có rất nhiều người thợ săn, phân tán ở các nơi, bọn họ gặp phải huyết sắc này cây có gai vặn cổ, lại không cách nào ngăn cản, liền một chút phản kháng cũng không làm được, tại chỗ bị bụi gai triền thân, cả người da thịt bị vặn rơi, cuối cùng chỉ còn dư lại một cái hài cốt. Từng cơn tiếng kêu thảm thiết, từ Diệt Thần Di Hoang các nơi truyền ra, còn có rất nhiều dã thú chim tiếng kêu rên, làm người ta sợ hãi. Đây là nửa đêm đã qua, Thái Dương trôi lơ lửng ở trên trời, nhưng liền bầu trời Thái Dương, đều bị vậy từng cái nhuộm máu tươi dây bụi gai củ cải, hoàn toàn trói buộc ở, Thái Dương bầy khắp bụi gai, vô cùng nguy nga. Không tốt, là kinh cức huyết kiếm, từ kinh cức phương quan bên trong diễn hóa ra giả thần thuật. Các người đi mau, ta tới ngăn lại hắn. Già Thiên Ma Đế thấy đầy trời màu máu bụi gai phô tán cảnh tượng, liền biết tình hình nghiêm trọng, vội vàng lớn tiếng hò hét, thúc giục Diệp Thần các người rời đi, hắn muốn lưu lại cản ở phía sau. Tử Triệu Ma Nhãn, mở. Già Thiên Ma Đế ngưỡng mặt thét dài, Tử Triệu Ma Nhãn mở, trong hư không hiện ra một viên to lớn con ngươi, vậy con ngươi hiện đầy tia máu, chừng chuyển động, giống như là cái có sinh mệnh vậy, tràn đầy đáng sợ tử khí. Nhưng cái này Tử Triệu Ma Nhãn mới vừa mở, lập tức bị ùn ùn kéo đến màu máu bụi gai cuốn lấy, tình huống rõ ràng không ổn. Kinh cức huyết kiếm, giả thần thuật. Diệp Thần con người có giúp một cái, vậy bắt được thiên cơ. Kinh cức huyết kiếm, chính là từ kinh cức phương quan bên trong, diễn hóa ra tới giả thần thuật. Mà kinh cức phương quan, chính là cửu thiên thần thuật một trong, hơn nữa còn là cửu thiên thần thuật bên trong, đặc thù nhất tồn tại. Cái này kinh cức phương quan, là đỉnh đầu bụi gai bện thành vương miện, vật liệu xuất xứ từ Hồng Mông Thái Sơ, Hồng Hoang hỗn độn thời đại. Truyền thuyết bên trong, ai có thể đeo lên kinh cức phương quan, ai liền có thể chấp chưởng bụi gai sát phạt lực lượng, lấy vô tận bụi gai, vặn cổ hết thảy. Bất quá, cái này kinh cức phương quan ở huyền hải, thế gian cũng không người có thể bắt được. Mà kinh cức huyết kiếm, chính là xuất xứ từ kinh cức phương quan giả thần thuật. Nhưng gặp Thường Mạch Quân trong tay, bụi gai quấn quanh hội tụ, cuối cùng hóa thành một chuôi màu thanh lục bụi gai trường kiếm kia trên mang nồng nặc máu tươi,
nhìn thấy mà đau lòng. Các ngươi không cần đi, đều được là ta tế kiếm tế phẩm đi. Thường Mạch Quân liếm môi một cái, xa xa thấy được Diệp Thần các người, phá không bạo giết tới, đầy trời bụi gai như màu xanh lá cây hãn biển vậy phun trào, ùn ùn kéo đến, hóa thành một tầng to lớn bụi gai kết giới, đem Diệp Thần các người hoàn toàn bao phủ ở. Diệp Thần thần sắc biến đổi, nhưng thấy chung quanh mỗi một cái bụi gai, đều mang vô cùng nồng nặc huyết khí, làm người ta nghẹt thở. Thường Mạch Quân bàn tay, đang không ngừng giọt máu, hắn chấp trưởng bụi gai kiếm, tự thân cũng bị bụi gai gây thương tích. Cái này kinh cước thuật pháp, vô luận là giả thần thuật, còn là chân chánh cửu thiên thần thuật, đều là giết địch 1000, tự tổn 800. Muốn chấp bụi gai, tất thừa hắn gai. Muốn chấp trưởng bụi gai sát phạt, tuyệt không phải chuyện dễ. Cửu thiên thần thuật bên trong, mỗi một môn đều là bác đại tinh thâm, muốn luyện thành, khó hơn lên trời. Mà Thường Mạch Quân, nhưng tựa như không có cảm giác đau vậy, mặt đầy dữ tợn thích xiết chóc vẻ. Diệp Thần cảm ứng một tí Thường Mạch Quân hơi thở, quả nhiên là bách gia cảnh 5 tầng trời, lớn mạnh như vậy tồn tại, trừ phi hắn bùng nổ luân hồi huyết mạch, hoặc là thi triển si xui kiếm đạo, lấy giá cực lớn, thậm chí có thể mình gần chết, nếu không không thể nào chiến thắng. Cũng cho ta chết. Thường Mạch Quân con ngươi nổ lên màu máu sát khí, trong tay bụi gai trường kiếm cua múa, chém thẳng Diệp Thần. Đồng thời, từng cái dây bụi gai củ cải, vậy nhanh mạnh bạo giết ra, hướng Giả Thiên Ma Đế, Liễu Tề Minh, Lãnh Mộ Tình, Hạ Huyền Thịnh các người cuộn sạch đi. Diệp Thần thần sắc chợt biến, Thường Mạch Quân cái này tiến công một chút, lại là chủ yếu hướng về phía hắn tới. Thường Mạch Quân cũng không phát hiện Diệp Thần thân phận, nhưng từ võ giả trực giác, hắn cảm thấy Diệp Thần vô cùng nguy hiểm, phải đầu tiên chu diệt. Chú ý! Giả Thiên Ma Đế cả người ma khí nổ tung, thúc giục Tử Triệu Ma Nhãn, cưỡng ép nổ lên đầy trời cây có gai trói buộc, hạ xuống đến Diệp Thần trước mặt. Đốt! Thường Mạch Quân một kiếm giết tới, đánh vào viên kia to lớn con ngươi trên, phát ra một tiếng thanh lượng kêu vang. Kiếm hắn tuy là bụi gai bện thành, nhưng ở là huyết minh công dưới sự thúc giục, sắc bén vô cùng, có thể so với kim thiết. Lại có từng tầng một xanh biếc bụi gai vần quanh, bề ngoài 10 phần lộng lẫy. Giả Thiên Ma Đế tu vi là bách gia cảnh 3 tầng thiên, cùng Thường Mạch Quân kém 2 tầng, cái này một tí ngăn cản, chỉ cảm thấy bụi gai kiếm khí mãnh giết tới, hắn cặp mắt một hồi kịch liệt đau nhói, cơ hồ phải bị liên lụy bị đâm rách. Người này điên cuồng thích giết chóc, giao cho ma tổ vô thiên xử lý, chúng ta đi. Giả Thiên Ma Đế nhanh chóng phán đoán rõ ràng tình thế, biết chiến đấu tiếp, nhất định bất lợi. Lúc này sử dụng pháp bảo thất sát vạn nha bình, ngàn vạn chỉ quả đen bay dọn ra, đi bốn phía đạp chết đi, muốn vỡ ra bụi gai kết giới bao phủ. Chung quanh ùn ùn kéo đến, toàn bộ là chi chít nhuốm máu bụi gai, từng tầng một không gian cũng bị phong tỏa. Giả Thiên Ma Đế muốn biến dạng thoát ra khỏi, thế nhưng từng tầng một bụi gai, vô cùng bền bỉ, hơn nữa miễn cưỡng không ngừng, một cái bụi gai bị xé chặn, lại có mới dây bụi gai củ cải mọc ra, đơn giản là vô cùng vô tận. Ha ha ha, trên trời dưới đất, không người có thể cứu được các ngươi. Thường Mạch Quân liều lĩnh cười to, tựa hồ là nắm vững thắng lợi. Giả Thiên Ma Đế thần sắc biến đổi, cái này kinh cức huyết kiếm thuật pháp, chỉ là giả thần thuật, đều như vậy lợi hại, muốn là chân chánh kinh cức phương quan, vậy còn có. Khó trách ma tổ vô thiên những năm gần đây, nằm mộng cũng nhớ bước vào huyền hải, thu lấy vậy kinh cức phương quan cơ duyên. Lúc đầu cái này bụi gai sát phạt thần thông, đích xác là vô cùng cường hãn. Diệp công tử, ta trước đây chém chết 6 thần thú, linh khí đã lớn lớn dây dưa kiệt, không có sức tái chiến, ngươi nhưng có thoát thân phương pháp. Hạ Huyền Thịnh bay đến Diệp Thần bên người, sắc mặt ngưng trọng nói. Trước mắt hắn trạng thái cũng không tốt, nếu như là đối phó Liễu Lộ Ngư như vậy cấp bậc kẻ địch, vô tưởng một đao, dư sức có thừa. Nhưng, Thường Mạch Quân quá mức cường hãn. Tu vi ước chừng đạt tới bách gia cảnh 5 tầng trời, hắn coi như là khỏe hẳn trạng thái, cũng chưa chắc có thể chiến thắng, huống chi hiện tại khí lực dây dưa kiệt. Diệp Thần lắc đầu một cái, yên lặng không nói. Hạ Huyền Thịnh thấy vậy, nhất thời tim căng thẳng, Diệp Thần trạng thái, rõ ràng cũng không thật là khéo. Lãnh Mộ Tình bay tới, nắm Diệp Thần cánh tay, nói chúng ta là phải chết ở chỗ này sao? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hắn rất cần thời gian nghỉ ngơi. Nhưng hiện ở cái tình huống này, căn bản không thể nào thoát đi ra ngoài. Mà cửu U Tà Quân hơi thở, vậy còn không khôi phục, không thể mượn lực cho Diệp Thần. Diệp Thần tình cảnh,
nhất thời vô cùng nguy hiểm. Đám người trố mắt nhìn nhau, đều cảm thấy cục diện khó giải quyết. Thường Mạch Quân mắt lạnh quét nhìn toàn trường, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lãnh Mộ Tình thân thể mềm mại trên. Lãnh Mộ Tình là toàn bộ trận duy nhất người phụ nữ, trực tiếp đưa tới hắn chú ý. Hi hi, nhắc tới, ta đường đường thiên võ tiên tôn, bị trấn áp tại lòng đất, không biết bao lâu không hưởng qua phụ nữ, ngày hôm nay liền cầm ngươi cô nàng này sung sướng một chút. Thường Mạch Quân trong mắt lướt qua một chút tà khí hung mang, bàn tay huy động, từng cái bụi gai giống như xúc tu vậy, tia chớp phóng tới, quấn lấy Lãnh Mộ Tình thân thể. Lãnh Mộ Tình nhai yêu một tiếng gọi, đầy đặn thân thể mềm mại bị quấn quanh ở, từng cái dây bụi gai củ cải, không ngừng co rúc lại, buộc vòng quanh nàng thướt tha thủ đoạn. Vậy cây có gai nhọn gai, thậm chí đem nàng quần áo cũng đâm rách, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Thường Mạch Quân tay một chiêu, liền muốn đem Lãnh Mộ Tình lôi kéo trở về. Ngươi dám! Diệp Thần ánh mắt bữa giận, lập tức bắt Lãnh Mộ Tình cánh tay, phải đem nàng kéo trở về. Lãnh Mộ Tình trên cánh tay, cũng bị mấy cái bụi gai cuốn lấy, Diệp Thần đụng phải bụi gai, bàn tay đều bị đổ gai châm thủng. Hắn thân xác hạng cường hãn, nhưng cái này bụi gai, lại có thể ung dung đâm hư bàn tay hắn, có thể tưởng tượng được có lợi hại dường nào. Diệp Thần gắng sức lôi kéo, muốn đem Lãnh Mộ Tình kéo trở về, nhưng Thường Mạch Quân bên kia, vậy đang cực lực lôi kéo. Lãnh Mộ Tình bị hai người lôi kéo, chỉ cảm thấy thân thể đều phải rạn nứt, đau đớn khó chịu, thiếu chút nữa muốn khóc lên. Thiên ma khói báo động nhận, giết. Già Thiên Ma Đế trong mắt run lên, thừa dịp hai người lôi kéo tới giữa, đột nhiên đánh lén, một cái khói báo động ma đao, chém về phía Thường Mạch Quân cổ. Hi hi, bằng ngươi vậy muốn đánh lén ta. Thường Mạch Quân cười lạnh một tiếng, nhưng là đặc biệt nhạy bén, tay trái lộn một cái, thúc dục là huyết minh công, một món tiêm máu chấp động, chặn lại Già Thiên Ma Đế tập sát. Già Thiên Ma Đế sắc mặt trầm xuống, liền đánh lén đều không cách nào giải quyết, cái này Thường Mạch Quân mạnh mẽ, ra hắn ý liệu. Chẳng lẽ cục diện hôm nay, là cục hẳn phải chết? Ở nơi này thời khắc nguy cơ, Già Thiên Ma Đế chợt phát hiện, Diệp Thần trên mình bạo dũng ra một cổ cường đại lực lượng, đó là không gian phép tắc lực lượng. Cái này cổ không gian quy luật, dị thường cường hãn, hóa thành một thanh trường đao, lách cách một tiếng, chặt đứt Lãnh Mộ Tình trên mình dây bụi gai củ cải. Lãnh Mộ Tình phát ra một tiếng kinh sợ gọi, rốt cuộc thoát khỏi trói buộc, mềm mềm thân thể ở quán tính dưới, rót vào Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần thuận tay ôm eo của nàng, nhưng là ngẩn ngơ. Bởi vì lúc này, Diệp Thần phát hiện, hoa hạ khối kia luân hồi huyền bi, cũng chính là nắm trong tay không gian hư bia, bia linh linh mà đã thức tỉnh. Vậy hư bia bộc phát ra lực lượng cường hãn, trợ giúp Diệp Thần, đối kháng Thường Mạch Quân. Ồ, đây là cái gì? Thường Mạch Quân cả kinh, chỉ cảm thấy Diệp Thần trên mình đột nhiên có dị biến, bất quá hư bia hình thể không có nổi lên, hắn cũng không biết lai lịch. Linh Nhi, người tỉnh. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, trong lòng cùng hư bia trao đổi. Vậy hoa hạ luân hồi huyền bi bia Linh, Linh Nhi đã tỉnh lại, vươn vai một cái, nói, Diệp Thần, ta là tỉnh, nhưng còn không chân chính khôi phục, nơi này rất nguy hiểm, ta trước mang các ngươi rời đi. Linh Nhi nhìn chung quanh. Chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm thấy vậy Thường Mạch Quân đáng sợ, ước chừng bách ra cảnh 5 tầng thiên tu vi, thổi một hơi đều có thể nghiền diệt tinh tháng, hơn nữa còn chấp trưởng kinh cức huyết kiếm, quả thực khó đối phó. Lập tức, Linh Nhi tóe ra từng cơn không gian chi lực, chung quanh từng cái dây bụi gai củ cải, nhất thời vết nứt, toàn bộ bụi gai kết giới, đều bị xé ra, vô số vết nứt không gian nổi lên. Luân hồi huyền bi bên trong hư bia năng lực, chính là cùng không gian quy luật có liên quan. Cái này một tí, Linh Nhi thúc giục hư bia, để cho được chung quanh không gian, đều là tuyên cáo nghiền. Cái gì, lại có thể phá ra ta kết giới? Thường Mạch Quân thấy vậy, nhất thời thất kinh. Mà Già Thiên Ma Đế, Lãnh Mộ Tình các người, cũng là lớn kinh. Bọn họ còn lấy là, Diệp Thần đã không có sức tái chiến, nào nghĩ tới lại còn có lá bài tẩy. Chúng ta đi. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, lập tức biến dạng hư không. Mang Lãnh Mộ Tình, Già Thiên Ma Đế, Liễu Tề Minh, Hạ Huyền Thịnh các người, trực tiếp rời đi. Đáng chết! Thường Mạch Quân muốn cản đường, nhưng hư bia lực lượng, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Ở hư bia cường đại không gian chi lực hạ, Diệp Thần các người đều bị truyền đưa đi. Ở một hồi trời đất quay cuồng sau đó,
chung quanh không gian khí lưu thở bình thường lại, Diệp Thần mở mắt ra, nhưng phát hiện tự mình tới đến nơi để, chung quanh tựa hồ là một tòa địa cung, thật nhiều xiềng xích, những cái kia xiềng xích mới vừa bị đứt đoạn, dấu vết đặc biệt là mới. Trên mặt đất, còn tới chỗ tán lạc có vết nứt khô héo bụi gai. Nơi này là, Thường Mạch Quân đất phong ấn. Diệp Thần ngẩn người, nhìn khắp bốn phía, nhất thời bắt được một món thiên cơ, xác nhận không có lầm, chính là Thường Mạch Quân đất phong ấn. Không phải ngươi dẫn chúng ta tới sao? Lãnh Mộ Tình còn dựa vào ở Diệp Thần trong ngực, nói. Diệp Thần lúc này mới phát giác, mình còn ôm trước Lãnh Mộ Tình eo thon, vội vàng buông tay, âm thầm hướng Linh Nhi hỏi nói, Linh Nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn còn lấy là, Linh Nhi có thể đem hắn mang tới ngoại giới đi, nào nghĩ tới lại có thể truyền đến Diệp Thần Di Hoang Địa Cung. Linh Nhi hơi có điểm ủy khuất nói, ta hơi thở chưa hoàn toàn khôi phục, cái này mảnh di tích quy luật quá vững chắc, ta cũng truyền tống không được bao xa, chỉ có thể tới trước tới đất để. Diệp Thần, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ngươi trạng thái thật giống như không tốt lắm, chờ ngươi điều chỉnh xong, vậy cái gì Thường Mạch Quân, khẳng định không phải ngươi địch thủ. Đối với Diệp Thần thực lực, Linh Nhi có thể nói là tương đối có lòng tin. Diệp Thần trong lòng động một cái, nơi này là địa cung, Thường Mạch Quân đã từng bị phong ấn ở này, cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất, chính là an toàn nhất. Thường Mạch Quân khẳng định sẽ không nghĩ tới, Diệp Thần là truyền đến nơi này. Diệp Thần nhìn xem Già Thiên Ma Đế cùng Hạ Huyền Thịnh, nói chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ ta trạng thái khôi phục, có lẽ có thể kháng nhận định Thường Mạch Quân. Già Thiên Ma Đế gật đầu một cái, hắn biết Diệp Thần lợi hại, nếu như Diệp Thần thuận lợi khôi phục, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Hạ Huyền Thịnh cũng là gật đầu một cái, hắn vậy cần nghỉ ngơi. Cùng hắn khôi phục, hắn thi chìa vô tưởng một đao, cùng Diệp Thần phối hợp, có lẽ có thể đối kháng Thường Mạch Quân. Lập tức đám người liền phân tán nghỉ ngơi, mỗi người điều dưỡng. Diệp Thần ngồi xếp bằng, yên lặng vận chuyển linh khí, điều chỉnh tinh thần cùng thân thể. Vậy xì xui một kiếm, kiếm đạo cắn trả tuy lớn, nhưng Diệp Thần thể chất cực kỳ cường hãn, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn có lòng tin khôi phục viên mãn. Đang điều tức tới giữa, Diệp Thần bỗng nhiên cảm giác được, có một hồi cô gái thơm dịu, truyền vào chóp mũi. Hắn mở mắt vừa thấy, nhưng gặp Lãnh Mộ Tình lặng lẽ leo qua tới, đến gần đến hắn bên người, lỗ mũi cơ hồ đụng phải hắn lỗ mũi, môi vậy cơ hồ đụng phải môi của hắn, coi như Diệp Thần mang mặt nạ, đều có loại vô cùng là cảm giác ấm áp. Lãnh Mộ Tình gò má ửng đỏ, hô hấp dồn dập, nói, này, người nguyên khí hao tổn không nhẹ, cần ta giúp một tay sao? Diệp Thần nói, người muốn làm cái gì? Lãnh Mộ Tình hàm răng cắn môi đỏ mọng một cái, thấp giọng nói, người cố ý đùa bỡn ta, biết còn hỏi. Diệp Thần nhìn gặp nàng mắc cỡ đỏ bừng gương mặt, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu Lãnh Mộ Tình lại muốn chủ động hiến thân, bồi bổ Diệp Thần. Ách, ngươi! Diệp Thần nhất thời im miệng, cũng không nghĩ tới Lãnh Mộ Tình chủ động như vậy. Phải biết, ban đầu nàng ở địa ngục thực tập bên trong, nhưng mà giết người không nháy mắt tồn tại, kiếm pháp vô cùng lạnh lùng, nhưng hiện tại đối đãi Diệp Thần, nhưng lại có thể như thế chủ động, đơn giản là lấy lại. Diệp Thần trong đầu nghĩ, đây đại khái là luân hồi huyết mạch ảnh hưởng. Luân hồi huyết mạch, có cực lớn mị lực, bất kỳ người phụ nữ chỉ cần cùng Diệp Thần sống chung lâu, cũng sẽ bị hấp dẫn. Chỉ là, Diệp Thần không nghĩ tới, Lãnh Mộ Tình lại có thể ngắn như vậy thời gian, thì có lấy lại ý tưởng, cái này thật to ra hắn ý liệu, hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Lãnh Mộ Tình thấy Diệp Thần do dự, sắc mặt lại là mắc cỡ đỏ bừng, cắn răng nói, ngươi chẳng muốn cũng được đi. Vừa nói tức giận xoay người rời đi. Mà vừa rời đi Diệp Thần sau đó, nàng tỉnh táo lại, một hồi ngạc nhiên, trong đầu nghĩ, ta làm sao sẽ như vậy nhẹ hạ thấp mình. Nghĩ đến cuối cùng vẫn là không thể cùng Diệp Thần chung một chỗ, trong lòng lại một trận hối hận phiền não. Diệp Thần nhưng là bật cười khanh khách, cũng không để ý Lãnh Mộ Tình, tự mình tu luyện điều tức. Hắn thể chất cực tốt, coi như không có người phụ nữ lò tư bổ, dựa hết vào tự thân điều dưỡng, vậy đủ để khôi phục. Như vậy qua được một ngày, Diệp Thần thương thế, rốt cuộc hoàn toàn hết bệnh. Không cách nào thì mang cho hắn cắn trả, vậy hoàn toàn tan rã. Hắn trạng thái, khôi phục được đỉnh cấp. Mộ chủ đại nhân, người khôi phục điều dưỡng tốc độ, không khỏi quá biến thái điểm. Luân hồi mộ địa bên trong, cửu U tà quân không khỏi khen ngợi,
mà đi qua một ngày điều dưỡng, hắn hơi thở vậy khôi phục, bây giờ có thể đến giúp Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng mừng rỡ, nói tiền bối, người ta liên thủ, cũng có thể tru diệt vậy Thường Mạch Quân liền chứ. Cửu U Tà Quân trầm giọng nói, làm sao có thể. Sự việc không như vậy dễ dàng, ta trừ phi là dây dưa hết mình thần hồn lực lượng, nếu không không thể nào giết chết vậy Thường Mạch Quân, tối đa đánh bại, hắn đã luyện thành kinh cức huyết kiếm, hơn nữa dùng là huyết minh công thúc dục, dù là hôm nay là yếu nhất trạng thái, cũng là cường hãn dị thường, nơi nào có như thế dễ dàng đối phó. Là huyết minh công, là thiên võ tiên môn bên trong cấm pháp, máu tươi thích giết chóc. Dùng môn công pháp này, đi thúc dục kinh cức huyết kiếm lực sát thương, có thể bùng nổ đến mức tận cùng, uy lực mạnh, thậm chí thắng được Diệp Thần nhỏ trọng lâu trường, đã không thể đơn thuần dùng giả thần thuật tới hình dạng. Nơi đây không thích hợp ở lâu, địa cung này cuối cùng là Thường Mạch Quân địa bàn, phong thủy địa mạch đối với hắn có lợi, nếu như ở chỗ này tác chiến, chúng ta thất bại không thể nghi ngờ. Cửu U Tà Quân nhắc nhở. Diệp Thần trong lòng rét một cái, đúng là, Thường Mạch Quân bị phong ấn ở này, không biết nhiều ít vạn năm, hơi thở sớm cùng địa mạch tương dung. Địa cung này, ngang hàng hắn đạo tràng, thiên thời địa lợi chiếm hết ưu thế. Nếu như ở bên ngoài chiến đấu, Diệp Thần cùng Cửu U Tà Quân liên hiệp, ít nhất có 60% cơ hội, có thể chiến thắng Thường Mạch Quân, coi như giết không chết, vậy đủ để đánh bại, chỉ là phải bỏ ra điểm giá phải trả. Nhưng ở địa cung khai chiến, vậy cục diện phải bị nghịch chuyển, phần thắng không tới ba thành. Đây chính là thiên thời địa lợi, địa mạch khí vận, phong thủy thiên cơ vân. Vân ảnh hưởng, cái này phương diện tác chiến, những yếu tố này cũng phải cân nhắc, không thể một nhìn bề ngoài thực lực, thực thì chênh lệch cực lớn. Các vị, chúng ta phải đi. Diệp Thần đứng dậy, đảo mắt nhìn toàn trường một mắt, nói. Già Thiên Ma Đế trầm giọng nói, phải đi nơi nào? Diệp Thần suy nghĩ một chút, cũng không xác định nên đi kia, chỉ có thể nói, rời khỏi nơi này trước nói sau. Già Thiên Ma Đế lắc đầu một cái, nói chỉ sợ không được. Diệp Thần ngạc nhiên, nói tại sao? Già Thiên Ma Đế nói, bên ngoài ùn ùn kéo đến, toàn bộ là bụi gai sát phạt, Thường Mạch Quân phong tỏa toàn bộ Diệt Thần Di Hoang, đi ra ngoài liền là chịu chết. Diệp Thần cười nói, không sao, ta có thể phá giải. Ở bên ngoài tác chiến, Diệp Thần trạng thái đỉnh cấp, mượn nữa dùng Cửu U Tà Quân lực lượng, hắn có lòng tin phá hỏng Thường Mạch Quân bụi gai phong tỏa. Ngươi có biện pháp, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, vẫn là cùng Cựu Nhật Minh Cường giả tới cứu viện cho thỏa đáng. Già Thiên Ma Đế nhìn Diệp Thần tự tin hình dáng, nhất thời ngẩn người. Hắn tuy biết Diệp Thần cường hãn, nhưng cũng không nghĩ tới lại cường hãn đến tình cảnh này. Phải biết. Thường Mạch Quân nhưng mà bách ra cảnh 5 tầng thiên siêu cấp cao thủ, chẳng lẽ Diệp Thần thật sự có biện pháp đối phó? Diệp Thần nhìn xem Già Thiên Ma Đế, lại nhìn xem Hạ Huyền Thịnh các người, nghĩ thầm coi như Cửu U Tà Quân không đủ, hơn nữa Già Thiên Ma Đế cùng Hạ Huyền Thịnh, vô luận như thế nào cũng đủ. Không cần, liên hiệp chúng ta nơi này thực lực, đủ đối kháng vậy Thường Mạch Quân. Diệp Thần nắm quyền một cái, giọng mang tự tin, cuối cùng ánh mắt là rơi vào Hạ Huyền Thịnh trên mình. Hỏi, ngươi trạng thái khôi phục sao? Hạ Huyền Thịnh chắp tay nói, Diệp công tử, ta đã khôi phục đỉnh cấp, ngươi si xui một kiếm, lại phối hợp ta vô tưởng một đao, đao kiếm hợp bích, bách ra cảnh trung kỳ bên trong, không người có thể ngăn cản. Diệp Thần không biết làm sao cười một tiếng, hắn tự nhiên biết, đao kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ, thế nhưng si xui kiếm đạo, cắn trả thực sự quá lớn, không không thời không quy luật, nơi nào có như thế dễ dàng nắm giữ. Ta kiếm pháp kia, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể khinh thường dùng, chúng ta đi ra ngoài hãy nói. Diệp Thần nói. Hạ Huyền Thịnh sửng sốt một chút, chợt nói, hết thảy đều nghe Diệp công tử. Nói tới chỗ này, dừng lại một tí, lại nhìn hướng Già Thiên Ma Đế nói. Và Ma Đế phân phó của đại nhân. Diệp Thần gật đầu một cái, liền chuẩn bị cùng Ma Đế các người rời đi. Lãnh Mộ Tình đi lên, xít sao khoác ở Diệp Thần cánh tay. Vậy to lớn đầy đặn, lại là không cố kỵ chút nào dán vào Diệp Thần trên cánh tay, nói, giờ đến phiên người bảo vệ ta. Diệp Thần chỉ cười cười không nói lời nào, mà mọi người ở đây chuẩn bị rời đi để gặp, địa cung bỗng nhiên chấn động đứng lên, một mặt mặt vách tường tan vỡ, từng cái nhuốn máu dây bụi gai củ cải, như rắn độc vậy bạo giết ra tới. Thấy vậy vô số điều mang gai nhuốn máu bụi gai, Diệp Thần thần sắc nhất thời đại biến,
ôm Lãnh Mộ Tình rút người ra bay ngược. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được các ngươi. Không nghĩ tới à, các ngươi lại dám chạy đến ta địa cung. Thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhưng tới, cái này không phải là tìm chết sao? Một đạo liều lĩnh thích xiết chóc cười tiếng vang lên. Nhưng gặp tầng tầng bụi gai tách thả ra lúc đó, một đạo màu máu bóng người nổi lên, chính là Thường Mạch Quân. Lúc đầu ngày hôm qua, Thường Mạch Quân trên mặt đất tìm kiếm cả ngày, không gặp Diệp Thần các người, bỗng nhiên lúc này phúc tới tâm linh, liền trở lại địa cung, quả nhiên phát hiện Diệp Thần đám người tồn tại. Tựa hồ trong sâu thẳm, nhất định phải để cho hắn cùng Diệp Thần các người, ở chỗ này đánh một trận. Diệp Thần, Già Thiên Ma Đế, Hạ Huyền Thịnh các người, thấy Thường Mạch Quân xuất hiện, đều là thần sắc biến đổi. Tử Triệu Ma Nhãn, mở. Già Thiên Ma Đế phản ứng nhanh nhất, lập tức mở Tử Triệu Ma Nhãn, một cổ tuyệt đối hư vô hơi thở, từ viên kia con ngươi tràn ngập ra, tỏa ra Thường Mạch Quân, phải đem hắn kéo nhập hư không vực sâu bên trong. Ngươi tu vi còn chưa đủ. Thường Mạch Quân khinh thường hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào, là huyết minh công thúc dục, điều điều bụi gai nổ lên huyết khí, xen lẫn thành một phiến, chặn lại Già Thiên Ma Đế chết triệu ma quang xuyên qua. Sau đó, Thường Mạch Quân thân thể đột nhiên một cái bạo tránh, đi vòng qua Già Thiên Ma Đế sau lưng, bụi gai hóa kiếm, muốn một kiếm đem ma đế thân thể đâm thủng. Chú ý! Diệp Thần thấy vậy, lập tức câu thông luân hồi mộ địa. Tiền bối, mượn ta lực lượng. Oanh! Mà theo Diệp Thần tâm niệm rơi xuống, cửu U Tà Quân lực lượng, cũng là đột nhiên bơm vào đến hắn bên trong thân thể. Diệp Thần tu vi hơi thở, ổn định leo lên, mà lại ở hô hấp tới giữa, đạt tới bách gia cảnh 4 tầng thiên. Rắc rắc sát! Cường đại lực lượng, mang đến cường đại lột xác. Diệp Thần cả người xương cốt, cũng phát ra thanh thúy như bạo đậu tử vậy tiếng vang. Thoải mái! Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người thông thái, không nói ra được sảng khoái thoải mái, cái này cổ gông xiềng chặt đứt cảm giác, chân thực quá mức thống khoái, đáng tiếc không phải hắn tự thân tu vi. Nếu như chính hắn, cũng có thể chém ra đột phá, vậy cũng tốt. Bất quá, bây giờ Diệp Thần, cách đột phá gông xiềng, còn có chênh lệch không nhỏ. Ở mượn cửu U Tà Quân lực lượng sau đó, Diệp Thần sử dụng mậu thổ nguyên phù, chín cầm mậu thổ phi kiếm ngưng tụ ra, cơ hồ là ở ngay chớp mắt, cách không chém tới sát Thường Mạch Quân trước mặt. Cái gì? Thường Mạch Quân nhất thời kinh hãi dị, quay đầu vừa thấy, nhưng gặp Diệp Thần hơi thở, lại có thể ngắn ngủi tiêu thăng đến bách gia cảnh 4 tầng thiên, đây quả thực là ngoại hạng. Cửu U Tà Quân Thạch Kình Thiên, là ngươi. Mắt gặp vậy mậu thổ phi kiếm giết tới, Thường Mạch Quân vội vàng né tránh. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, mơ hồ tới giữa, bắt được cửu U Tà Quân Thạch Kình Thiên hơi thở. Giờ khắc này, Thường Mạch Quân chỉ lấy là, Diệp Thần chính là cửu U Tà Quân, cửu U Tà Quân chính là Diệp Thần. Hắn cùng cửu U Tà Quân sư xuất đồng môn, vô cùng tự nhiên quen thuộc cửu U Tà Quân hơi thở, không nghĩ tới năm tháng bể dâu, hôm nay lại có thể gặp lại. Hừ! Bất quá, ở luân hồi mộ địa bên trong, cửu U Tà Quân nhưng là hừ lạnh một tiếng, cũng không có gì tự cựu ý. Năm đó, Thường Mạch Quân vì cướp đoạt trưởng môn ngôi, âm thầm tu luyện cấm pháp là huyết minh công, đã phạm xuống ngút trời tội nghiệt. Cho nên, đối với Thường Mạch Quân, cửu U Tà Quân không có một chút xíu hảo cảm. Huống chi, Thường Mạch Quân đã sớm tẩu hỏa nhập ma, hiện tại chính là một cái hoàn toàn thích giết chóc người điên. Cửu U Đế Kinh, U Huyền Kiếm Mang. Diệp Thần trong tay cầm kiếm, thi triển cửu U Đế Kinh, một món sâu thẳm kiếm mang, từ hắn trên thân kiếm bạo chém ra, thẳng giết Thường Mạch Quân. Thường Mạch Quân nghiêng người tránh qua, lật tay huy động kinh cức huyết kiếm, giết ngược Diệp Thần. Diệp Thần chỉ cảm thấy một hồi ác liệt hơi thở tấn công tới, thậm chí mang theo địa mạch đại thế, cũng không dám đón đỡ, vội vàng lui về phía sau tránh. Thạch Kình Thiên, ngươi tự tìm đường chết, tới địa bàn ta cùng ta đánh, ngươi thật lấy vì ngươi có thể ngất trời. Thường Mạch Quân trong mắt sát khí dâng trào, ngược lại là nhanh chóng phán đoán rõ ràng thế cục. Ở trong địa cung, hắn chiếm hết thiên thời địa mạch ưu thế, phần thắng lớn vô cùng, hoàn toàn không sợ Diệp Thần. Mà mượn địa mạch gia trì, Thường Mạch Quân khí thế, xa so ở bên ngoài cường hãn, thậm chí làm người ta nghẹt thở. Hồng hoang sát phạt, cổ xưa bụi gai, nghe theo ta kêu gọi, đúc thành vương miện, là ta lễ đăng cơ. Thường Mạch Quân hai tay giơ lên thật cao, phát ra vang dội ngâm sướng. Từng cái bụi gai,
qua lại chuyển động lực, không ngừng cô đọng hội tụ, ở một cổ thần bí hồng hoang sức mạnh to lớn hạ, bắt đầu lần lượt thay nhau, bền. Diệp Thần trợn to hai mắt, nhưng gặp vậy từng cái dây bụi gai củ cải, không ngừng bền dưới, cuối cùng lại có thể trở thành một tòa vương miện. Chỗ tòa này vương miện, toàn thân xanh biếc, nhưng nhỏ máu tươi, nhìn thấy mà đau lòng. Từng luồng mênh mông, cổ xưa, hồng hoang, khí tức thần bí, không ngừng từ vậy vương miện trên tràn ngập ra, còn có từng trận quân lâm thiên hạ thở mạnh thế, gào thét chấn động. Tựa như đeo lên cái này đỉnh vương miện, liền có thể quân lâm thiên hạ, hiệu lệnh bát hoang, nào dám không theo. Thường Mạch Quân, người cái này người điên, lại có thể mưu toan đúc kinh cước phương quan. Người đây là độc thần, bốc lên độc hồng quân lão tổ uy nghiêm. Cửu U Tà Quân thấy một màn này, vô cùng chấn động tức giận, mượn Diệp Thần thân thể, gầm hét lên, hoàn toàn không dám tin tưởng. Giờ khắc này, Thường Mạch Quân lại có thể mưu toan chế tạo kinh cước phương quan. Phải biết, kinh cước phương quan nhưng mà Hồng Quân lão tổ tự tay chế tạo, có quân lâm thiên hạ uy năng. Thường Mạch Quân trong tay bụi gai, chỉ là kinh cước huyết kiếm thôi, là từ vương miện trên đánh mất ra một cái bụi gai đoạn chi, sinh sôi mà thành, cây bản không phải chân tránh vương miện. Nhưng hiện tại, Thường Mạch Quân ý nghĩ hảo huyền, điên như điên, lại muốn chế tạo chân chính kinh cước phương quan. Đây là độc thần, ngang hàng xúc phạm Hồng Quân lão tổ. Liền liền Vũ Hoàng cổ đế, mà tổ vô thiên các người, đều không dám làm như vậy. Ha ha ha, Hồng Quân lão tổ nhằm nhò gì? Hắn chết vậy không biết đã bao nhiêu năm, hắn đã sớm bị không không lúc nào không cắn nuốt, ta còn sợ hắn. Thường Mạch Quân khinh thường châm chọc đứng lên, miệng ra cuồng ngôn. Cửu U Tà Quân, Già Thiên Ma Đế, Hạ Huyền Thính các người, còn có Diệp Thần, nghe được Thường Mạch Quân lời nói này, đều bị rung động được không nói ra lời. Rất rõ ràng, Thường Mạch Quân đã hoàn toàn điên rồi. Bởi vì phàm là đầu óc bình thường một chút người, cũng không dám ngay trước mọi người nhục mạ Hồng Quân lão tổ, đó là chân tránh khinh nhờn, phải bị trời phạt. Bất quá hoặc giả là Thường Mạch Quân quá điên cuồng, cả thiên địa không không cũng lười được quản hắn, hắn vậy đại nghịch bất đạo lời nói rơi xuống, ngược lại không có đưa tới cái gì thay đổi. Ở hắn bệnh hạ, vậy đỉnh kinh cước phương quan, chính thức ra đời. Cái này đỉnh kinh cước phương quan, mặc dù không phải là Hồng Quân lão tổ chân chính tự tay chế tạo vương miện, nhưng bề ngoài vậy đặc biệt tương tự, tôn quý mà uy nghiêm, mang theo quân lâm thiên hạ đại khí phách, là thế gian bất kỳ vương miện đều không có thể sánh được. Cái này vương miện, là bụi gai đúc thành. Bụi gai, đại biểu sát phạt, chiến huân, tranh đấu, ác liệt. Kinh cước phương quan võ đạo ý vận, chính là muốn ở máu và lửa bên trong, thành lập đạo của mình thống cùng nghiệp bá. Quân lâm thiên hạ, uy chấn bát hoang. Thường Mạch Quân hai tay dương ra, một cổ lực lượng vô hình, nâng kinh cước phương quan, sau đó đeo lên đỉnh đầu hắn trên. Giờ khắc này, hắn tựa như vương giả lễ đăng cơ, cả người toát ra vạn trượng kim quang, sáng chói lóa mắt. Ha ha ha, rất tốt, ngày hôm nay ta vương miện lễ đăng cơ, chấp trưởng bụi gai sát phạt, các ngươi ai là ta địch thủ. Thường Mạch Quân điên cuồng cười to, cả người là đã điên rồi. Con người hiện đầy tia máu. Bởi vì hắn đúc vương miện cử động, xúc phạm Hồng Quân lão tổ, chân thực quá mức điên cuồng, Diệp Thần các người tất cả đều thấy đờ ra, lại không người ra tay ngăn cản. Cái này một tí, Thường Mạch Quân hoàn thành lễ đăng cơ, tu vi hơi thở tại chỗ bạo tăng, lại ngắn ngủi tiêu thăng đến bách gia cảnh 6 tầng thiên. Bách gia cảnh này cùng cảnh giới, tấn thăng một tầng đều là nghịch thiên, hắn lập tức đột phá, đơn giản là vô địch. Không tốt. Cửu U Tà Quân kêu lên không ổn, nếu như Thường Mạch Quân là bách gia cảnh 5 tầng trời, vậy lấy đám người lực, còn có đối kháng có thể. Nhưng, 6 tầng thiên mà nói, chênh lệch quá xa, khác biệt một trời, cơ hồ không thể nào chiến thắng. Hi hi, cô nàng, ta hôm nay lễ đăng cơ là vương, người đi theo ta, người chính là vương hậu. Thường Mạch Quân ánh mắt tràn đầy tà khí, nhìn từ trên xuống dưới lãnh mộ tình, hắn mang vương miệt. Nhưng cả người không có chút nào vương giả khí phách, chỉ có thích giết chóc cùng hung ác. Lãnh mộ tình mấy ngày này thời gian, tâm tư toàn ở Diệp Thần trên mình, mềm tơ ngàn chuyển, cho nên dáng vẻ, dung mạo ra, khắp nơi cũng lộ ra trái đào vậy ngọt ngàn ấm áp hơi thở, càng làm cho động lòng người. Thường Mạch Quân bàn tay huy động, cách không hướng lãnh mộ tình ngực bắt đi, phải đem nàng thu phục tù binh. Ngươi dám! Diệp Thần nhất thời giận dữ. Đưa tay đem lãnh mộ tình kéo trở lại, đồng thời hung hăng một trường,
như muốn băng thiên, hướng Thường Mạch Quân vỗ tới. Chút tài mọn. Thường Mạch Quân không sợ chút nào, một trưởng cùng Diệp Thần va chạm. Phịch. Một hồi động trời chấn động vang lớn, Diệp Thần tại chỗ bị đẩy lui, mà Thường Mạch Quân thân thể nhưng sừng sững không nhúc nhích. Cái này người điên, Vương Miện Lễ đăng cơ, quả thực khó đối phó. Cửu U Tà Quân than thở một tiếng, hắn thời kỳ tột cùng, là thiên quân cấp cường giả khác, nhưng trước kia mệnh đồ lận đận, trước mắt tu vi đã rơi vào bách gia cảnh 4 tầng thiên. Mà Thường Mạch Quân, ngụy tạo kinh cức phương quan, lễ đăng cơ sau đó, tu vi đã tăng vọt đến bách gia cảnh 6 tầng thiên. Cửu U Tà Quân cùng hắn tới giữa, ước chừng kém 2 tầng, tự nhiên không phải địch thủ. Tiền bối, không có chuyện gì, chờ ta cứu ra ngươi chân thân, ngươi là được khôi phục. Diệp Thần an ủi Cửu U Tà Quân một câu, tự nhiên cũng không có trách cứ hắn. Dẫu sao, bây giờ Cửu U Tà Quân, chỉ còn lại một món tàn hồn mà thôi. Cửu U Tà Quân gật đầu một cái, lực lượng từ Diệp Thần trên mình thối lui, trở lại luân hồi mộ địa bên trong. Thạch Kình Thiên, ngươi hơi thở làm sao một tí rớt xuống. Lại trở lại còn thật cảnh, có thể không cần cười ngạo người. Ngươi cái phế vật này, ta ngày hôm nay ngay tại ngươi trước mặt, xâm phạm phụ nữ của ngươi, ngươi chờ xem kịch vui đi. Thường Mạch Quân thấy Diệp Thần hơi thở lui trở về đến hoàn chân cảnh 7 tầng thiên, nhất thời châm chọc chào cười lên, nói chuyện vô cùng khó nghe, ánh mắt lại tham lam thèm thuồng nhìn về Lãnh Mộ Tình. À, nếu như bị Cựu Nhật Chi chủ biết, mình năm đó đối thủ cạnh tranh, biến thành bộ dáng này, không biết hắn làm cảm tưởng gì. Cửu U Tà Quân than thở một tiếng, nghe Thường Mạch Quân ô ngôn uế ngữ, ngược lại cũng không tức giận, chỉ cảm thấy hắn 10 phần đáng thương. Ngày xưa Thường Mạch Quân, cùng Cựu Nhật Chi chủ tranh phong, coi như thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng vậy duy trì phong phạm cao thủ, tuyệt đối sẽ không giống ngày hôm nay cái này như người điên hình dáng. Diệp Thần mắt gặp Thường Mạch Quân muốn nổi điên, vội vàng mang Lãnh Mộ Tình lui về phía sau. Thường Mạch Quân điên rồi vậy truy đuổi đoạn, nhưng lúc này, Già Thiên Ma Đế cùng Hạ Huyền Thịnh cũng chạy tới, hai người liên thủ chống lại Thường Mạch Quân. Nhưng, Thường Mạch Quân tu vi, đã đến bách gia cảnh 6 tầng thiên, thật là có chút ngoại hạng. Muốn đối kháng hắn, lại nói dễ vậy sao? Vô luận là Già Thiên Ma Đế, vẫn là Hạ Huyền Thịnh, tình cảnh đều vô cùng không ổn. Mà ở thời khắc nguy cấp này, Cửu U Tà Quân lại tựa hồ như nghĩ đến cái gì, hướng Diệp Thần nói, mộ chủ đại nhân, ngươi có phải hay không có một khối trấn tà bàn? Hắn cùng Diệp Thần một thể, tự nhiên biết rất nhiều bí mật cùng nhân quả. Diệp Thần hơi ngẩn ra, nhưng vẫn là nói, ưng. Cửu U Tà Quân nói, cái này trấn tà bàn, là trấn áp tà ma vật, bản thân có cực mạnh trấn áp thần uy, nếu như đem hiến tế, có lẽ có thể đánh chết vậy người điên. Diệp Thần cả kinh nói, muốn hiến tế trấn tà bàn sao? Trấn tà bàn bên trong, trấn áp tà kiếm. Nếu như, trấn tà bàn bị hiến tế hết mà nói, vậy tà kiếm thì phải xuất thế. Tà kiếm xuất thế, tạo thành nguy hại, nặng nhẹ khó liệu, có thể phải so Thường Mạch Quân còn nguy hiểm hơn. Cửu U Tà Quân nói, hôm nay chỉ có biện pháp này, Thường Mạch Quân cái này người điên, nếu như không giải quyết, người ta ngày hôm nay hẳn phải chết. Diệp Thần trong lòng run lên, nhìn về Thường Mạch Quân, nhưng gặp Thường Mạch Quân hình dạng như bị điên, không ngừng cười to hô to, mặc dù mang vương miện, nhưng không có chút nào đế vương tư thái, ra tay cũng là điên điên khùng khùng, hoàn toàn là dựa vào tu vi lợi hại, rất miễn cưỡng chế trụ hắn cùng Già Thiên Ma Đế các người. Ha ha ha. Các ngươi một đám phế vật, liền ta một nửa công lực cũng không ngăn nổi, còn sống lại có ý gì? Thường Mạch Quân con ngươi đỏ tươi, nhìn chăm chú về phía Lãnh Mộ Tình. Hắn nhớ không quên, từ đầu đến cuối còn muốn ngay trước mọi người xâm phạm Lãnh Mộ Tình, tốt cho Diệp Thần một cái dạy bảo, hoàn toàn làm nhục. Suy, Thường Mạch Quân thân thể chớp mắt, như nhanh như tia chớp, thoát khỏi Già Thiên Ma Đế cùng Hạ Huyền Thịnh chiến đấu, bàn tay hướng Lãnh Mộ Tình bắt đi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, động thân bay đến Lãnh Mộ Tình trước mặt, vung ra một trường, cùng Thường Mạch Quân va chạm. Phịch! Một trường này, nhưng đánh gãy Diệp Thần mấy cây xương sườn, hắn chỉ cảm thấy cổ họng một ngọt, thiếu chút nữa muốn hộc máu. Hiện tại không có Cửu U Tà Quân lực lượng, hắn lấy chính là hoàn chân cảnh 7 tầng thiên thân, đối kháng Thường Mạch Quân, vậy cơ hồ là không có phần thắng chút nào. Coi như thi triển si xui kiếm đạo, mượn dùng không không thời không lực lượng, cũng khó mà chiến thắng. Dẫu sao, lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, có thể mượn dùng không không hơi thở,
nhưng thật ra là đặc biệt yếu kém, đặc biệt nhỏ xíu một chút. Cái này một chút không không hơi thở, ở bỏ ra to lớn cắn trả giá cao điều kiện tiên quyết, đủ để cho hắn chém chết bách gia cảnh 5 tầng thiên cường giả, nhưng đối mặt bách gia cảnh 6 tầng thiên, nhưng là có chút không đủ xem. Bởi vì cảnh giới chênh lệch, đã lớn đến ngoại hạng. Tuy nói kiếm đạo hết sức, si xui đoạn bộc, có thể nghịch chuyển thiên địa đại thế, coi thường cảnh giới chênh lệch, lấy con kiến hôi khu đánh giết thiên thần, nhưng cái này chỉ là trong truyền thuyết tầng thứ, liền võ tổ cũng không làm được, Diệp Thần hiện tại càng không thể nào làm được, vẫn là phải bị thực tế phép tắc ràng buộc. Ngươi không có sao chứ? Lãnh Mộ Tình đỡ ở Diệp Thần, ánh mắt tràn đầy lo âu. Không có sao. Diệp Thần mang nàng liên tiếp lui về phía sau, né tránh Thường Mạch Quân đuổi giết. Hiện tại Thường Mạch Quân hơi thở, chân thực thật đáng sợ, không chỉ là bách gia cảnh 6 tầng thiên, hơn nữa ở chỗ này chiến đấu, hắn còn có thể chiếm cứ địa mạch phong thủy ưu thế, càng thêm cường hãn. Cửu U Tà Quân quát lên, không thể đợi thêm nữa, lập tức hiến tế trấn tà bàn. Đây là duy nhất phương pháp phá cuộc. Thường Mạch Quân quá mức cường hãn, muốn giết chết hắn, chỉ có hiến tế trấn tà bàn, lợi dụng trấn tà mâm áp chế lực, đem hắn giết chết. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này sử dụng trấn tà bàn. Một cái vòng tròn pháp bảo, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, tản mát ra từng luồng mờ mịt hơi thở. Mà ở trấn tà bàn bên trong, phù tổ nhận ra được Diệp Thần muốn hiến tế ý niệm, nhất thời giận dữ, tức miệng mắng to, thằng nhóc, người muốn làm gì, người muốn hiến tế trấn tà bàn. Người dám. Nếu như trấn tà bàn bị hiến tế mà nói, hắn vậy muốn đi theo cùng chết. Vậy thì đồng nghĩa với chết, vĩnh viễn biến mất ở nơi này thế gian, phù tổ dự kỳ đến nơi này cái đáng sợ vận mệnh, thân thể run lẩy bẩy. Diệp Thần nghe được phù tổ thanh âm tức giận, nhưng là không có trả lời. Hôm nay cục diện này, nếu như không hiến tế trấn tà bàn mà nói, hắn chỉ sợ liền còn sống đi ra ngoài cũng thành vấn đề. Còn như vu tổ, chết thì chết, hắn không quan tâm. Ồ, Thường Mạch Quân thấy trấn tà bàn xuất hiện, hơi kinh dị một tiếng, bắt được một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Cái này trấn tà bàn, nếu như hiến tế bùng nổ nói, sợ rằng đủ để đem hắn mai táng. Thừa dịp Thường Mạch Quân kinh dị thất thần để gặp, Diệp Thần viễn chạy trốn xa mở. Cùng Thường Mạch Quân kéo ra khoảng cách. Ma đế tiền bối, Hạ Huyền Thịnh, ta chuẩn bị hiến tế pháp bảo này, cần 10 tức thời gian, xin phiền các ngươi thay ta kéo. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, trấn tà bàn pháp bảo này, nội tình năng lượng cực kỳ minh mông, nếu như muốn hiến tế mà nói, cho dù là Diệp Thần, cũng cần tiêu phí 10 tức thời gian. Hiện tại, hắn chỉ có thể yêu cầu Già Thiên Ma Đế, còn có Hạ Huyền Thịnh, thay hắn kéo. Già Thiên Ma Đế cùng Hạ Huyền Thịnh nhìn nhau, hai người đều là gật đầu. Còn muốn trì hoãn thời gian, làm ta không tồn tại sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thường Mạch Quân cười lạnh một tiếng, kinh cức vương quan bung ra đỏ thắm tia máu, từng cái bụi gai xanh dây leo, giống như ác ma quái vật vậy, từ lòng đất bạo giết ra, hướng Diệp Thần quấn quanh đi. Chó điên, người đối thủ là ta. Hạ Huyền Thịnh ánh mắt như điện. Dẫn đầu xuất thủ, rút ra sau lưng lưng đeo chiến đao, ánh mắt vào giờ khắc này đổi được lẫm liệt, có nhất trọng trọng quang vòng tách thả ra. Lại có thể hiện ra trọng đồng dị tượng. Trừng tầng 5 quang vòng, ở Hạ Huyền Thịnh trong con người tách thả ra ra, hình thành trọng đồng dị tướng, đặc biệt nguy nga. Trọng đồng dị tướng, đây là thiên quân đại khí vận dấu hiệu. Ở hiển hóa ra trọng đồng dị tướng sau đó, Hạ Huyền Thịnh khí thế tăng lên gấp bội, hoành đao nơi tay. Ngay tức thì tiến vào cảnh giới vong ngã. Vô tư vô niệm, vô ngã vô sanh, vô tưởng một đao, phá. Hạ Huyền Thịnh trong miệng ngâm sướng, hai tay cầm đao chém chết ra. Cái này một đao, gần như hư không, ánh đao là hỗn độn vũ trụ vậy màu sắc, đen nhánh mà lóe sáng, đao pháp quý tích căn bản không thể nào bắt, bởi vì đây là vô tưởng một đao, vô tư vô niệm, cơ hồ không có thực tế dấu vết. Già Thiên Ma Đế thấy Hạ Huyền Thịnh ra đao. Chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, lại có thể không thấy rõ Hạ Huyền Thịnh đao pháp. Một đao này tốc độ, chân thực quá nhanh, bởi vì cơ hồ không có thực tế dấu vết, cho nên không có phát hiện thật gánh vác, nhẹ linh tới cực điểm, gần như là không khí vậy nhẹ bóng, nhưng đao khí sát phạt, lại là nhanh như tia chớp ác liệt. Đây là, vô tưởng một đao, Hồng Quân lão kia tạp mao đao pháp. Thường Mạch Quân thấy một đao này hơi thở, nhất thời kinh hãi cùng tức giận.
lấy hắn tu vi, lại có thể không thấy rõ đao pháp tình thế. Đây là vô tưởng một đao, căn bản không có bất kỳ quỹ tích có thể nói, đã đến gần không không, cơ hồ không tồn tại thực tế dấu vết, cho nên cực kỳ quỷ dị, không cách nào bắt bất kỳ bóng dáng. Phốc xích. Ngay tức thì, Thường Mạch Quân chỉ cảm thấy đầu vai đau nhức, đã bị một đao. Thật ra thì cái này một đao, là chém về phía đầu hắn. Bất quá, hắn đặc biệt bén nhạy, ở ánh đao rơi xuống thời điểm, rốt cuộc bắt được đao khí quỹ tích, ở 0,1% nháy mắt trong thời gian, nghiêng người tránh. Sâu đậm vết đao, xuất hiện ở Thường Mạch Quân trên đầu vai, máu tươi chảy ròng. Rất tốt, thằng nhóc, ngươi lại có thể gây tổn thương cho đến ta, không hổ là vô tưởng một đao, đáng tiếc ngươi tu vi quá kém, ngươi muốn giết ta, đó là kiến càng hám cây lớn, chuồn chuồn đong đưa thiết trụ, tuyệt đối không thể nào. Thường Mạch Quân cười lạnh một tiếng, trở tay bắt Hạ Huyền Thịnh thân đao, ca băng một tiếng, trực tiếp bóp vỡ, đem thân đao mảnh vỡ toàn bộ đi Hạ Huyền Thịnh mặt cửa ném đi. Đáng tiếc, Hạ Huyền Thịnh nội tâm bên trong, vô cùng thương tiếc, hắn cuối cùng chỉ có nửa bước bách ra cảnh, và Thường Mạch Quân tới giữa, cảnh giới chênh lệch chân thực lớn được ngoại hạng. Coi như lĩnh ngộ vô tưởng một đao, hắn cũng không phải Thường Mạch Quân địch thủ. Thậm chí, nếu như không phải là dựa vào đao pháp tuyệt diệu, hắn ở Thường Mạch Quân trước mặt, chính là con kiến hôi, một chút xíu phản kháng có thể cũng sẽ không có. Mắt gặp vậy từng cục đoạn đao mảnh vỡ ném tới, Hạ Huyền Thịnh vội vàng lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm một ít, có mấy khối dao lam, bắn trúng mặt hắn bàng, thật sâu khảm nạm vào xương tủy đi, cơ hồ đem mặt hắn hoa nát vụn, máu tươi bắn ra lưu, nhìn thấy mà đau lòng. Ta kéo lại năm tức thời gian, tiếp theo xem ngươi, ma đế đại nhân. Hạ Huyền Thịnh hồn như vô sự, thương thế đã là rất nặng, nhưng hắn hoàn toàn bỏ mặc, ánh mắt như cũ cương nghị trầm ổn, nhìn về phía Giả Thiên Ma Đế. Hắn đem hết toàn lực, là Diệp Thần kéo lại năm tức thời gian. Thường Mạch Quân biết rõ vậy trấn tà mâm lợi hại, ở đánh lui Hạ Huyền Thịnh sau đó, lật đật hướng Diệp Thần liều chết xung phong đi. Còn có ta, ngươi muốn đi nơi nào? Giả Thiên Ma Đế ánh mắt run lên. Tử Triệu Ma Nhãn đỉnh cấp mở, hóa ra một mảnh hư vô vòng xoáy kia ùng ùng chấn động, nước chảy xiết trào đáng, tại chỗ đem Thường Mạch Quân vây lại. Cái này Tử Triệu Ma Nhãn, chính là ngày xưa Hồng Quân tọa hạ, bốn đại thú vương một trong, tên là Hư Vô Chi Vương. Hư Vô Chi Vương, truyền thuyết là từ không không lúc nào không đản sanh ra dị thú, không thuộc về cái thế giới này. Viên này Tử Triệu Ma Nhãn, trình độ cao nhất bùng nổ sau đó. Có thể diễn hóa ra một phiến mảnh hư vô vòng xoáy, đem người cuốn vào trong đó, vạn kiếp bất phục. Cường hãn nhất tầng thứ, thậm chí có thể tái diễn không không, sáng lập không không vòng xoáy, đem kẻ địch đánh vào không không lúc nào không bên trong đi. Thế giới hiện thật người, là không thể ở không không sinh tồn, ai đi vào người đó chết, sở dĩ năm đó liền võ tổ đều có kiêng kỵ, rõ ràng có chứng đạo không không tư cách, lại không có đột phá thực tế. Lấy Giả Thiên Ma Đế thực lực trước mắt, còn chưa tới sáng lập không không bước, đó là siêu phàm nhập thánh cảnh giới, ở bước vào vô lượng cảnh trước, hắn dĩ nhiên là không làm được. Bất quá, hiện tại hắn sáng lập ra hư không vòng xoáy, sát phạt cũng vô cùng cường hãn, đủ để đem người cắn nuốt hết, đánh vào hư không đen nhánh trong thế giới đi. Thường Mạch Quân bị tầng tầng vòng xoáy nước chảy xiết bao vây, chỉ cảm thấy phía dưới có một cổ đáng sợ hấp lực, phải đem hắn cắn nuốt hết. Hư. Chút tài mọn, người đế không tạo ra không không vòng xoáy, chỉ chút này thần thông, cũng muốn cản ta. Thường Mạch Quân hừ một tiếng, nhìn hờ hững, bách ra cảnh 6 tầng thiên thực lực cường hãn bùng nổ, hắn thân thể liền như Thái Sơn vậy vững chắc. Tử Triệu Ma Nhãn diễn hóa ra vòng xoáy nước chảy xiết, hoàn toàn làm sao hắn không được. Hắn tránh thoát vòng xoáy, liền muốn hướng Diệp Thần lướt đi. Vậy trấn tà bàn, đã sắp hiến tế thành công. Từng tầng một xám quang kịch liệt chấn động, làm người ta nhìn một cái, thì có dũng khí muốn xóa nhòa ảo giác, đặc biệt khủng bố. Thường Mạch Quân trong lòng chỉ có một cái ý niệm, đó chính là, tuyệt đối không thể để cho Diệp Thần hiến tế thành công. Vạn nha múa lên, chết chịu hơi thở. Già Thiên Ma Đế mắt gặp Thường Mạch Quân muốn đi, nhưng là thong thả, tay một nặn quyết, vậy Tử Triệu Ma Nhãn phía trên, đột nhiên bay ra ngàn vạn chỉ quả đen. Đầy trời quả đen rát rát tiếng kêu quái dị, ngay tức thì vây Thường Mạch Quân, chi chít. Mỗi một chỉ quả đen trên mình, cũng mang theo Tử Triệu Ma Nhãn khí tức quỷ dị, dường như muốn đem người chiếm đoạt vậy.
Ma đế đại nhân, thật là cường hãn thần thông. Một bên Hạ Huyền Thịnh, không khỏi khen ngợi. Già thiên ma đế lại đem tự thân pháp bảo, thất sát vạn nha bình, cùng tử triệu ma nhãn hơi thở dung hợp. Cái này thật ra thì tương đương với sửa đổi tử triệu ma nhãn, sửa đổi hồng quân truyền xuống quy luật, cần bốc lên nguy hiểm cực lớn. Một cái sơ sẩy, chính là thường mạch quân như vậy, độc thần bốc lên trời, sẽ dính cực lớn kết cục thảm hại. Mà già thiên ma đế, hiển nhiên là dung hợp thành công, tử triệu ma nhãn nơi lao ra quả đen, khí tượng phá lệ hung hãn, mỗi một chỉ quả đen ánh mắt đều là máu đỏ màu sắc, dị thường ác liệt. Cái gì? Thường mạch quân thần sắc đại biến, bị ngàn vạn chỉ quả đen cuốn lấy, trong chốc lát nhưng không cách nào thoát thân. Đáng chết, phá cho ta. Thường mạch quân rất tức giận, trong tay bụi gai hoa kiếm, nhuốm máu bụi gai trường kiếm vung lên, kiếm quang như muốn lóng lánh ngàn dặm, khoảnh khắc tới giữa, liền đem tất cả quả đen khốn khổ, toàn bộ chém hết. Nhưng, thoát khỏi quả đen trói buộc, thường mạch quân nhưng không có một chút biểu tình mừng rỡ. Bởi vì, mười hơi thở thời gian, đã hoàn toàn đi qua. Già thiên ma đế chỉ hoãn, thuận lợi thành công. Rào, từng luồng kinh khủng tà khí, từ chấn tà bàn lý bộc phát ra. Cái này tà khí, so với vạn ác cửa hơi thở, còn đáng sợ hơn rất nhiều, đơn giản là ùn ùn kéo đến, làm người ta nghẹt thở. Vạn ác cửa, là hồng hoang trong thời kỳ pháp bảo, năm tháng quá rất xưa, đã sớm mài mòn. Nhưng, chấn tà bàn, nhưng là không một chút mài mòn, pháp bảo chấn áp uy năng, cường hãn dị thường. Chấn tà bàn, cho ta chấn áp. Diệp thần thành công hiến tế chấn tà bàn, chỉ cảm thấy từng cơn thiên địa đại thế, gào thét tới, để cho hắn có dũng khí cảm giác hít thở không thông, thân thể cùng kinh mạch áp lực đều vô cùng lớn. Ở diệp thần trên đỉnh đầu, đi theo hắn đã lâu chấn tà bàn, bắt đầu hòa tan làm tan rã. Diệp thần, người dám hiến tế chấn tà bàn, người chết không được tử tế. Chấn tà bàn bị hiến tế, phong ấn ở bên trong tà kiếm, cũng biết bay cởi ra. Tà kiếm xuất thế, đó đúng là trong thiên địa tai nạn. Ta xem ngươi như thế nào thu thập. Phu tổ tức giận gầm hét lên, cũng không lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn chấn tà bàn hòa tan. Mà theo chấn tà bàn hòa tan, phu tổ thân thể, vậy đang nhanh chóng băng diệt tán loạn. Hận, vô biên hận. Phu tổ nội tâm bên trong, hận không được đem Diệp thần bằng thây vạn đoạn. Nhưng, hắn căn bản không cách nào phản kháng. Bây giờ Diệp thần thực lực quá mạnh mẽ. Diệp thần muốn hiến tế chấn tà bàn, căn bản không phải vu tổ có thể ngăn cản. Khoảnh khắc tới giữa, vu tổ thân thể tan thành mây khói, hoàn toàn từ nơi này thế gian biến mất. Suy, mà chấn tà bàn bị hiến tế hòa tan, đầu tiên có một cái tà khí nghiêm ngặt trường kiếm, từ bên trong bay thoát ra khỏi tới, lại có thể ngay tức thì xuyên qua hàng tỷ thời không, không biết bay về phía chỗ nào. Cái này trường kiếm, dĩ nhiên chính là tà kiếm. Bất quá, Thường Mạch Quân, Già Thiên Ma Đế, Hạ Huyền Thịnh, Liễu Tề Minh, Lãnh Mộ Tình các người, cũng không có chú ý tới tà kiếm tồn tại. Bọn họ ánh mắt, hoàn toàn bị chấn tà bàn hấp dẫn. Chấn tà bàn hiến tế sau khi hòa tan, ở Diệp Thần đỉnh đầu, hóa ra một đoàn đen nhánh u tối tà lệ năng lượng. Cổ năng lượng này, thần bí, mênh mông, mạnh mẽ, khoáng đạt vô địch, tà ác xâm nghiêm, so vạn ác cửa hơi thở, còn kinh khủng hơn 10 lần vượt quá. Nhìn cổ năng lượng này, Thường Mạch Quân trong ánh mắt, lần đầu tiên toát ra vẻ mặt sợ hãi. Chết đi! Diệp thần vung tay lên, vậy đoàn tà lệ khí, chính là thao thao bất tuyệt, hướng Thường Mạch Quân chấn giết đi. Thường Mạch Quân con người co rúc lại, hắn tu vi ước chừng đạt tới bách gia cảnh 6 tầng thiên, nhưng đối mặt cái này đoàn tà lệ hơi thở, lại có loại đứng ở vũ trụ tinh hà cạnh ảo giác, tựa như tự thân nhỏ bé, phải bị chiếm đoạt. Đáng ghét! Ta là kinh cức vương quan lễ đăng cơ người, ai có thể tổn thương ta? Thường Mạch Quân không dám tin tưởng, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng, vậy chấn tà bàn hiến tế năng lượng, sát phạt tốc độ quá nhanh, trong phút chốc đại họa ập lên đầu, hạ xuống đến hắn trên đầu. À! Thường Mạch Quân nhọn tiếng kêu thảm thiết, cả người bị một cổ đáng sợ tà khí bọc lại, giống như gặp phải cổ xưa nguyền rủa vậy, da bắt đầu biến thành màu đen, mục nát, thối rữa. Lộ ra vệt trắng xương. Thạch Kình Thiên, người chết không được tử tế. Người dám mạo hiểm phạm ta vương giả thiên uy, ta sớm muộn phải đem bằng thây ngươi vạn đoạn. Thường Mạch Quân khàn cả giọng gầm thét, ở chấn tà bàn hiến tế năng lượng khỏa cuốn hạ, hắn cả người da thịt cơ hồ toàn bộ thối rữa,
chỉ còn lại một bộ giày đặc xương trắng. Mà cho dù gặp đáng sợ như vậy nguyền rủa, Thường Mạch Quân lại còn vững vàng mang kinh cức vương quan. Hắn hai tay từ đầu đến cuối đỡ Vương Miện, không để cho Vương Miện đánh mất. Mặc dù cái này đỉnh Vương Miện là hắn ngụy tạo. Nhưng, đây đã là hắn toàn bộ gửi nhờ. Cái này đỉnh ngụy tạo Vương Miện, tựa hồ vậy có một chút ban phúc lực. Chí ít, Thường Mạch Quân cả người ra thịt thối giữa, đỡ Vương Miện hai tay, nhưng là hoàn hảo. Thương thế hắn rất nặng, lảo đảo chạy ra ngoài. Già Thiên Ma Đế muốn truy kích, nhưng Thường Mạch Quân một cái bụi gai độn thuật, thân thể cùng bốn phía bụi gai dung hợp vào một chỗ, sau đó hoàn toàn bỏ chạy không thấy. Đáng tiếc, bị hắn chạy. Già Thiên Ma Đế thấy Thường Mạch Quân chạy trốn, vẻ mặt hơi đổi. Thường Mạch Quân nhưng mà bách ra cảnh 6 tầng thiên cường giả, một khi bị hắn khôi phục, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bách ra cảnh 6 tầng thiên, sinh mệnh lực quả nhiên ương ngạnh. Diệp Thần cũng là cắn răng, vốn là hiến tế trấn tà bàn, hắn lấy là có thể giết chết Thường Mạch Quân, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị hắn chạy mất. Mặc dù Thường Mạch Quân thân gặp tổn thương nặng, nhưng dẫu sao còn chưa có chết, giữ lại hậu hoạn, chỉ sợ không ổn. Diệp Thần cuối cùng là thấy được, bách gia cảnh 6 tầng thiên cường giả lợi hại, như vậy tuyệt cảnh cũng có thể không chết. Cái này phải là chân chánh thiên quân cường giả, cũng hoặc là vô lượng cảnh cường giả, chỉ sợ càng khó hơn giết chết. Đại chiến hạ màn, tất cả mọi người giác 10 phần mệt mỏi, liền ở nghỉ ngơi tại chỗ. Diệp Thần hiến tế hết trấn tà bàn, tự thân vậy nhận chịu không nhỏ gánh vác, thật may hắn thể chất cường hãn, sinh mệnh lực khủng bố, lại có linh bia, hết thảy các thứ này vậy đủ để chịu đựng, liền yên lặng nghỉ ngơi. Cảm ơn ngươi, Diệp Thí Thiên. Lãnh Mộ Tình dựa vào ở Diệp Thần trên đầu vai, nhẹ giọng dù gì nói. Nếu như mới vừa, không phải Diệp Thần nhiều lần bảo vệ nàng, nàng rất có thể đã bị Thường Mạch Quân bắt, hết sức làm nhục hành hạ. Không có sao. Diệp Thần hít sâu một hơi, thoáng điều thuận khí tức, suy nghĩ sau này đường đi. Như vậy lại qua một ngày, Diệp Thần các người khôi phục như cũ, mà bên ngoài vậy có một từng đạo khí tức cường đại truyền tới. Cựu Nhật Minh người tới. Già Thiên Ma Đế ánh mắt híp lại, bắt được Ma Tổ Vô Thiên, còn có một chút Cựu Nhật Minh hộ pháp hơi thở. Lãnh Mộ Tình bĩu môi, nói tối như vậy mới đến, thay chúng ta nhặt xác sao. Diệp Thần gõ một tí đầu nàng, nói chớ nói bậy bạ. Ma Tổ Vô Thiên lâu như vậy mới dẫn người tới, rõ ràng cho thấy muốn khảo nghiệm Già Thiên Ma Đế cùng Diệp Thần. Già Thiên Ma Đế là hắn tương lai đồ đựng, mà Diệp Thần cũng là hắn nhìn chúng người, tương lai vậy truyền thừa hắn y bát. Lần này Thường Mạch Quân xuất thế, làm hại làm loạn, dĩ nhiên là cao nhất khảo nghiệm thời cơ. Mà Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế, đều là thuận lợi vượt qua, đủ để chứng minh bọn họ thực lực cùng thủ đoạn. Mọi người đang Già Thiên Ma Đế dưới sự hướng dẫn, rời đi địa cung, hồi đi ra bên ngoài. Nhưng khách khí mặt, Diệt Thần Di Hoang thế giới, đã là một phiến xanh sẫm phế tích. Vô số tàn lụi dây bụi gai củ cải, khắp nơi đều là, một mảnh hỗn độn. Mà ở nơi này bừa bãi phế tích bên trong, Ma Tổ Vô Thiên mang mấy cái Cựu Nhật Minh hộ pháp, yên lặng đứng. Vậy mấy cái Cựu Nhật Minh hộ pháp, là Ngọc Thiềm Tiên Tử, Bát Kỳ Rắn Lớn, Bắc Phong Lang các người. Bái kiến lão tổ. Già Thiên Ma Đế hướng Ma Tổ Vô Thiên chắp tay thi lễ. Gặp qua Vô Thiên tiền bối. Mang mặt nạ Diệp Thần cũng là khom người thi lễ. Còn như Lãnh Mộ Tình, Liễu Tề Minh, Hạ Huyền Thịnh các người, chính là quỳ xuống thi lễ. Ma Tổ Vô Thiên địa vị cực cao, người bất kỳ thấy hắn, đều phải quỳ bái, đây là quy củ, nếu không thì là đại bất kính. Lần này đi săn đại hội, bởi vì Thường Mạch Quân xuất thế, đưa đến toàn trường người thợ săn chết thảm, đều bị Thường Mạch Quân giết chết. Cuối cùng còn sống sót, chỉ có 5 cái người, chính là Diệp Thần, Già Thiên Ma Đế, Lãnh Mộ Tình, Liễu Tề Minh, Hạ Huyền Thịnh 5 người. 100 người sống sót 5 cái, đây cũng là triều đại tới nay, thảm thiết nhất một lần săn thú. Ma Đế, người nói thế nào Thường Mạch Quân xuất thế làm loạn, sự việc đều giải quyết sao? Ma Tổ Vô Thiên đứng chắp tay, ngưng mắt nhìn Già Thiên Ma Đế nói. Già Thiên Ma Đế nói, miễn cưỡng coi như là giải quyết, nhưng chỉ đem vậy Thường Mạch Quân đánh trọng thương, không có thể giết chết hắn, cuối cùng hay là để cho hắn chạy. Ma Tổ Vô Thiên nói, không sao, lấy các ngươi thực lực, có thể đánh lui Thường Mạch Quân cái này chó điên, vậy là đặc biệt khó khăn được.
Bàn tay hắn rút lại tay áo bảo bên trong, rõ ràng cho thấy đang không ngừng suy diễn thiên cơ, bắt nơi này phát sinh qua sự việc. Già Thiên Ma Đế nói, lão tổ, hôm nay nên làm như thế nào? Ma Tổ Vô Thiên nói, không cần phải để ý đến vậy Thường Mạch Quân, hắn là cựu Nhật thời đại người, ở nơi này thời đại mới, không có thân thể mới, hắn lật trời không được. Già Thiên Ma Đế trong bụng rét một cái, vô hình dùng cả mình. Sớm muộn có một ngày, hắn phải đối mặt Ma Tổ Vô Thiên đoạt xác, đến lúc đó, ai thắng ai bại, vậy còn rất khó nói. Ma Tổ Vô Thiên nói tiếp, huống chi, Thường Mạch Quân vậy chó điên, ngụy tạo kinh cức phương quan, đại nghịch bất đạo, hắn sớm muộn phải bị trời phạt, chúng ta chờ xem kịch vui là được, không cần tận lực đi tìm hắn. Già Thiên Ma Đế nói, ừ. Ma Tổ Vô Thiên híp mắt, nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp Thí Thiên, người lĩnh ngộ tột cùng nhất kiếm đạo nghĩa sâu xa, thật đáng mừng, coi như là ta, cũng không thể dẫn động không không thời không quy luật, ngươi nhưng làm được, nếu là ngươi tu vi mạnh hơn đi nữa, chỉ sợ thật có thể nghiền nát hết thảy thực tế quy luật, muốn giết chết ta cũng là dễ dàng. Diệp Thần vội vàng nói, Vô Thiên tiền bối nói đùa. Ma Tổ Vô Thiên nói, có thể tháo xuống ngươi mặt nạ sao? Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, sư phụ ta nói, ở ta còn không chém ra đột phá trước, tốt nhất khiêm tốn làm người. Ma Tổ Vô Thiên gật đầu một cái, vậy không truy đến cùng, cửu u tà quân tính cách một mực cổ quái, vậy coi là bình thường, sau đó liền nói, rất tốt, ngươi có ngươi quy tắc làm việc, ta không miễn cưỡng ngươi, chúc mừng ngươi đoạt lấy lần này đi săn đại hội hạng nhất, trang này Thiên Võ Ngọa Long Kinh, là ban cho ngươi khen thưởng. Vừa nói, Ma Tổ Vô Thiên sử dụng một trang kinh thư. Trang này kinh thư, bao phủ một tầng hắc khí, tầng này hắc khí, nhìn kỹ lại, nguyên lai là từng cái thật nhỏ cấm chế xiềng xích. Những cấm chế này xiềng xích, phong khóa lại kinh thư, để cho người không thấy rõ trang sách nội dung. Trang này kinh thư, chính là Thiên Võ Ngọa Long Kinh. Ma Tổ không ngây thơ cầm ra Thiên Võ Ngọa Long Kinh, làm là đi săn đại hội phần thưởng. Diệp Thần một hồi kích động cùng hưng phấn, liền thân thể đều có điểm run rẩy, lật đật nhận lấy kinh thư, nói, đa tạ Vô Thiên tiền bối ban thưởng. Ma Tổ Vô Thiên cười nói, người đạt được Thiên Võ Ngọa Long Kinh, cực kỳ lĩnh ngộ, sau này muốn trọng trấn ta Thiên Võ Tiên Môn ngày cũ đạo thống, ta bận bịu xử lý cựu Nhật Minh sự nghiệp, là không thể phân thân. Diệp Thần suy tư một hồi, nói, vậy Thiên Võ Tiên Môn, chính là võ tổ sáng lập môn phái, Diệp Thần cùng võ tổ nhân quả không cạn, nếu như có thể trấn hưng Thiên Võ Tiên Môn mà nói, tự nhiên cũng coi là một kiện công đức. Còn như Thiên Võ Tiên Môn trấn hưng sau đó, cùng cựu Nhật Minh, Ma Tổ Vô Thiên quan hệ, là địch hay bạn, vậy thì rất khó nói. Ma Tổ Vô Thiên mở cờ trong bụng, đầy mặt nụ cười, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thí Thiên chính là Diệp Thần. Hắn chỉ lấy là Diệp Thí Thiên, là Thiên Võ Tiên Môn ngày cũ đệ tử, là hắn sư chất, hắn sủng ái đào tạo, đó là một chút sai cũng không có, sau này có thể trấn hưng môn phái. Cựu Nhật Minh người mới lúc báo danh lúc đó, là ở một tháng sau, người nhớ muốn tới. Ma Tổ Vô Thiên lại nói, hiện tại Diệp Thần thông qua đi săn đại hội, dựa theo lẽ thường, vậy nên đi cựu Nhật Minh báo cáo. Diệp Thần trong lòng rét một cái, hắn có thể không có gia nhập cựu Nhật Minh ý, mắt thấy Ma Tổ Vô Thiên chân thành ánh mắt, hắn trong lòng thoáng qua vô số ý niệm. Cuối cùng, Diệp Thần chắp tay nói, Vô Thiên tiền bối, ta không chuẩn bị gia nhập cựu Nhật Minh. Ma Tổ Vô Thiên thần sắc đại biến, nói, ngươi nói gì sao? Diệp Thần nói, sư phụ ta cửu u tà quân, hắn chỉ còn dư lại một món tàn hồn, chân thân bị một người phụ nữ khốn khóa, ta phải đi cứu, ở cứu ra sư phụ ta trước, ta chẳng muốn bị bất kỳ trói buộc nào. Ma Tổ Vô Thiên nói, à, thạch sư đệ chân thân, bị người khốn khóa, là người nào, ngươi lại nói cho ta vì ngươi ra mặt, thiên hạ này tới giữa, trừ vũ hoàng cổ đế cùng đảm nhiệm thiên nữ, không người có thể không vâng lời ta uy nghiêm. Cửu u tà quân chân thân, bị Huyền Cơ Nguyệt nhốt, chuyện này Ma Tổ Vô Thiên cũng không biết. Bởi vì năm đó, Huyền Cơ Nguyệt cùng rất nhiều luân hồi đại năng ân oán, đặc biệt bí mật, người ngoài cũng không biết. Hơn nữa, Ma Tổ Vô Thiên lại làm sao sẽ nghĩ đến, cửu u tà quân cường giả như vậy, cuối cùng lại có thể luân lạc tới vực ngoại, bị vực ngoại người khốn khóa. Diệp Thần nói, đa tạ Vô Thiên tiền bối chịu giúp ta, nhưng cái này là ta làm người đệ tử nhân quả. Ta không thể tay giả người ngoài, chờ ta cứu ra sư phụ ta sau đó, ta nhất định sẽ lại tới thăm tiền bối.
Ma tổ Vô Thiên vẻ mặt rất là phức tạp, hắn nhìn chúng Diệp Thí Thiên, muốn đem Diệp Thí Thiên thu về dưới quyền, đoàn tụ ngày cũ, nhưng cái này cái Diệp Thí Thiên, lại không chịu gia nhập Cựu Nhật Minh, để cho hắn rất là khó làm. Được, ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi cứu ra sư phụ ngươi sau đó, ngươi nhất định phải tới Cựu Nhật Minh. Cuối cùng, Ma tổ Vô Thiên vẫn là đáp ứng. Dẫu sao từ Cựu Nhật thời đại, đến ngày hôm nay, hắn đã chờ đợi vô cùng rất dài năm tháng, cũng không kém lại chờ lâu mấy năm, để cho Diệp Thí Thiên đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm cũng tốt. Diệp thần vui vẻ nói, đa tạ Vô Thiên tiền bối. Ma tổ Vô Thiên gật đầu một cái, lại khuyên bảo, ngươi phải nhớ được, không nên đắc tội Vạn Khư, càng không nên đắc tội Vũ Hoàng Cổ Đế, ngươi là ta thiên võ tiên môn người, ta khí vận sẽ che chở ngươi, nhưng cái này tầng che chở, không ngăn được Vạn Khư sát phạt, ngươi ngàn vạn lần muốn chú ý. Diệp thần nói, ta biết, mời tiền bối yên tâm. Ma tổ Vô Thiên ừ một tiếng, rất là hài lòng, lại sử dụng một khối ấn tỷ, giao cho Diệp thần, nói. Cái này tôn phiên thiên ấn, chính là Hồng Quân thất bảo một trong, Bắc Mãng thị trấn tộc chi bảo, ta bắt Bắc Mãng tiêu sau đó, thu được đến pháp bảo này, hiện tại vậy cùng nhau đưa cho ngươi. Diệp thần kinh hãi, lại cảm thấy Hoàng Tuyền đồ bên trong, tiểu hoàng phụ tử cũng tức giận vô cùng. Cái này phiên thiên ấn, vốn chính là tiểu hoàng gia tộc pháp bảo, hiện tại Ma tổ Vô Thiên theo cho mình dùng, còn mượn hoa hiến Phật, làm lễ vật đưa cho Diệp thần. Diệp thần tỉnh bơ, làm bộ như một bộ cảm kích rơi nước mắt hình dáng, nói, đa tạ tiền bối tặng bảo. Ma tổ Vô Thiên cười nói, ngươi không nên kêu ta tiền bối như thế khách khí, sau này gọi ta sư bá đi. Diệp thần do dự một tí, suy nghĩ kỹ một chút, Ma tổ Vô Thiên thật đúng là hắn sư bá. Liền nói Vô Thiên sư bá. Một tiếng này sư bá kêu lên, Ma tổ Vô Thiên mặt mày hớn hở, trước đó chưa từng có vui mừng. Sau lưng hắn mấy cái Cựu Nhật Minh hộ pháp, thấy Ma tổ Vô Thiên cái này vui mừng hình dáng, cũng là vui vẻ yên tâm cùng bất ngờ. Từ thiên võ tiên môn tiêu diệt sau đó, Ma tổ Vô Thiên thủy chung là âm trầm ít nói, cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay cao hứng như thế qua. Xem ra tìm được ngày cũ cố thổ hậu nhân. Hắn là phát ra từ nội tâm cao hứng. Hiện tại Ma tổ Vô Thiên đối với Diệp thần ân sủng, thậm chí so Già Thiên Ma Đế còn muốn long trọng. Già Thiên Ma Đế dẫu sao là đồ đựng, sau này muốn chiếm thân xác giết chết, mà Diệp thần, ở Ma tổ Vô Thiên trong mắt, nhưng là truyền nhân y bát, hoàn toàn khác nhau. Diệp thần trong lòng đang suy nghĩ, nếu như mình tháo xuống mặt nạ, bộc lộ ra thân phận chân thật, Ma tổ Vô Thiên biết hay không tan vỡ. Nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm, Ma tổ Vô Thiên vỡ không tan vỡ không biết, dù sao nếu như hắn bại lộ, Ma tổ Vô Thiên nhất định là muốn điên, phải không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn cùng Già Thiên Ma Đế phát tiết, hậu quả kia quá nghiêm trọng. Thật ra thì Ma tổ Vô Thiên muốn xuyên thấu mặt nạ, phá vỡ hết thảy, thấy rõ Diệp thần vậy có thể làm được. Nhưng hắn niệm vô cùng Cựu Nhật thời đại nhân quả, cũng biết võ giả tới giữa có mình bí mật. Cho nên hắn sẽ không chủ động thấy rõ Diệp Thí Thiên thân phận chân thật. Ma tổ Vô Thiên ánh mắt lại nhìn hướng Hạ Huyền Thịnh, Lãnh Mộ Tình, Liễu Tề Minh ba người, hắn đi qua suy diễn, trước đây lại yên lặng rình rập, đã biết Hạ Huyền Thịnh nắm giữ Vô Tưởng một đao, hơn nữa còn chủ động cùng Diệp Thần giao dịch, đem hạng nhất chắp tay nhường nhịn. Hạ Huyền Thịnh, người làm rất khá, khiêm tốn cung thuận, liên quan toàn quân đều bỏ được nhường nhịn, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi cả tháng sau đó tới Cựu Nhật Minh đưa tin, ta tự có ban thưởng. Hạ Huyền Thịnh cùng Diệp thần giao dịch, lại có thể chỉ cần một quả phá chỉ vòng. Ma tổ Vô Thiên chỉ lấy là, Hạ Huyền Thịnh là thức thân thể to lớn, biết làm người, biết Diệp thần thân phận tôn quý, cho nên dứt khoát đem hạng nhất nhường ra đi, làm một ân tình. Hắn lại không nghĩ rằng, sau lưng thật ra thì có Âm Dương Thần Điện nhân quả. Hạ Huyền Thịnh quỳ nói cảm ơn, đa tạ Vô Thiên lão tổ. Diệp thần thấy Hạ Huyền Thịnh quỳ bái hình dáng, gương mặt trầm mặc, trong lòng mặc dù có rất nhiều suy đoán, nhưng cuối cùng không thể hoàn toàn xác định. Hạ Huyền Thịnh muốn bái nhập Cựu Nhật Minh, rốt cuộc là vì cái gì? Lãnh Mộ Tình. Lão tổ, tiểu nữ ở. Lãnh Mộ Tình cung kính quỳ, đợi nghe Ma tổ Vô Thiên chỉ thị. Nàng đối với Ma tổ Vô Thiên, là thật cung kính. Bởi vì, nàng từ nhỏ liền cuộc sống ở Hắc Ám Cấm Hải bên trong. Từ nhỏ đến lớn cũng sống ở Ma tổ Vô Thiên dưới ảnh hưởng, cũng là Ma tổ Vô Thiên, bảo vệ Hắc Ám Cấm Hải an toàn, tránh gặp thái thượng thế giới sát phạt. Cho nên,
nàng nội tâm bên trong, đối với ma tổ vô thiên đúng vậy xác thực cung kính ngưỡng mộ. Ngươi thích Diệp Thí Thiên sao? Ma tổ vô thiên đột nhiên hỏi. Lãnh Mộ Tình nhất thời ngạc nhiên, sau đó gò má một hồi đỏ ửng. Ma tổ vô thiên cười nói, ngươi cũng đã thông qua khảo hạch, một tháng sau nhớ báo lại nói, sau này ngươi và ta sư chất, sẽ có rất nhiều phát triển cơ hội. Lãnh Mộ Tình đầy mặt mắc cỡ đỏ bừng, thấp giọng kêu, ừ. Diệp Thần ho khan hai tiếng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Trên người hắn hoa đào nghiệt nợ, đã quá nhiều, cũng không muốn kêu thêm chọc cái gì. Ma tổ vô thiên vừa nhìn về phía Liễu Tề Minh, trấn an mấy câu. Liễu Tề Minh tạ ơn, sau này tự nhiên cũng phải cần gia nhập Cựu Nhật Minh. Hết thảy phân phó xong, ma tổ vô thiên mỉm cười nói, như vậy, lần này đi săn đại hội, đến chỗ này kết thúc mỹ mãn. Đi săn đại hội, lúc này kết thúc. Mặc dù lần này đại hội, chết cực kỳ thảm trọng, phá hoại cực kỳ to lớn, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng, nói tóm lại, ma tổ vô thiên rất hài lòng. Bởi vì, Diệp Thần các người cũng còn sống. Hơn nữa, Diệp Thần là hạng nhất, hắn thiên võ ngọa long kinh, có thể yên tâm truyền thừa tiếp. Ngoài ra, Hạ Huyền Thịnh xuất hiện, cũng để cho ma tổ vô thiên khá là ngạc nhiên mừng rỡ. Sau này Si Xui một kiếm, Phổ Tưởng một đao, cái này đao kiếm trình độ cao nhất, cũng hội tụ ở Cựu Nhật Minh, hắn du ngoạn vô lượng cảnh đỉnh cấp, thậm chí dòm ngó gặp không không, trong tầm tay. Diệt thần di hoang chỗ này, coi như là hoàn toàn phá hủy, bất quá ma tổ vô thiên vậy không quan tâm, trước mắt kết cục hắn vậy coi là hài lòng. Dĩ nhiên, cái này hài lòng, là bởi vì là hắn không biết chân tướng. Nếu như bị hắn biết, Diệp Thí Thiên lại chính là Diệp Thần, hắn có thể sẽ tức hộc máu. Diệp Thần chỉ sợ chậm thì sanh biến, lập tức cáo từ rời đi. Hắn bay ra Diệt Thần Di Hoang sau đó, nội tâm thật to thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng lỏng xuống. Tiếp theo, về trước Bắc Mãng Tổ Điện nói sau. Diệp Thần tính toán, tiểu hoàng phụ thân bị thương, cần chữa trị. Hơn nữa, hắn lấy được rồi mới thiên võ ngọa long kinh, cũng cần luyện hóa. Như mũi tên phóng về nhà dưới, Diệp Thần chuẩn bị biến dạng hư không rời đi. Này, Diệp Thí Thiên, chờ một chút. Vừa lúc đó, phía sau nhưng truyền tới một đạo thanh thúy dễ nghe giọng cô gái. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, nhưng thấy là Lãnh Mộ Tình. Có chuyện gì không? Diệp Thần hỏi. Lãnh Mộ Tình ngự gió bay lên, gò má hơi ửng đỏ, nói chúng ta lúc nào có thể tạm biệt. Diệp Thần cười một cái, nói không biết, nhưng nếu có duyên, sau này luôn có tạm biệt cơ hội. Dứt lời. Diệp Thần cũng không lưu lại, trực tiếp xoay người biến dạng hư không đi. Lãnh Mộ Tình nhìn Diệp Thần hình bóng, nhưng là buồn bã mất mát. Rất nhanh, Diệp Thần biến dạng hư không, trở lại Bắc Mãng Tổ Địa bên trong. Bảo vệ tổ địa cường giả, rối rít truyền đạt. Chỉ chốc lát sau, kiếm vô danh cùng Bắc Mãng Tĩnh ra nghênh tiếp, sau lưng đi theo mười mấy vương tộc cao tầng trưởng lão. Kiếm vô danh hơi vui mừng, nói, Diệp đại nhân, người trở về. Diệp Thần gật đầu một cái, nói ác mộng ma tộc bên kia không gây chuyện chứ. Kiếm vô danh nói, không có, bọn họ kiêng kỵ luân hồi uy danh, không dám làm loạn. Diệp Thần lo lắng nhất, chính là ma tộc làm loạn, bây giờ nghe hết thảy bình an, nhất thời yên tâm, nói, như vậy cũng tốt. Bắc Mãng Tĩnh nói, Diệp công tử, tiểu hoàng và hắn phụ thân. Diệp Thần nhìn chung quanh một chút, trầm giọng nói, chúng ta đi vào nói sau. Lập tức Diệp Thần cùng Bắc Mãng Tĩnh, Kiếm Vô Danh cùng nhau, đi tới tổ địa sau núi, một nơi tĩnh lặng nghỉ ngơi chi địa bên trong. Diệp Thần bình lui cỡ đó, chỉ để lại Bắc Mãng Tĩnh cùng Kiếm Vô Danh hai người, e sợ cho tiết lộ tin tức. Ta đã đem Bắc Mãng Tiêu tiền bối khoác cứu ra, nhưng ngoài mặt, ta ngụy trang thành giết chết hắn hình dáng. Cho nên, bây giờ ở bên ngoài, người khác cũng lấy là Tiêu tiền bối bị ta giết chết. Thật ra thì, Tiêu tiền bối còn sống. Diệp Thần mở ra hoàng tuyển đồ, đem tiểu hoàng cùng Bắc Mãng Tiêu thả ra. Bắc Mãng Tiêu vết thương chồng chất, nhưng thật may không đau đến mạch máu, Diệp Thần lập tức thi triển bát quái thiên đan thuật, thay hắn chữa trị hết bệnh. Phu quân, Bắc Mãng Tĩnh thấy trượng phu trở về, nhất thời đại hỉ rơi lệ. Luân hồi chi chủ, đa tạ cứu giúp. Bắc Mãng Tiêu khôi phục như cũ, thở dài hướng Diệp Thần nói cảm ơn. Nếu như không có Diệp Thần mà nói. Hắn lần này đi săn đại hội, nhất định là chết.
tùy tiện một cái người thợ săn, Thiên Thánh Viêm, Liễu Lộ Ngư, Hạ Huyền Thịnh, Lãnh Mộ Tình các người, đều có thể ung dung giết chết hắn. Dẫu sao, hắn bị nhốt tống giam dưới, đã mất đi sức chiến đấu, hoàn toàn không thể phản kháng. Diệp Thần nói, Tiêu tiền bối, người hiện tại cảm giác như thế nào? Bắc Mãng Tiêu nói, ta thương thế đã không còn đáng ngại, nhưng sau này có thể phải quy ẩn. Tiểu Hoàng nói, cha, người phải thuộc về ẩn sao? Bắc Mãng Tiêu cười khổ một tí, nói, mặc dù ta còn muốn vì gia tộc làm chút chuyện, nhưng hiện tại ta vẫn là quy ẩn cho thỏa đáng. Dẫu sao, ở bên ngoài, liền liền ma tổ vô thiên, cũng lấy là ta bị giết chết. Vừa nói nhìn Diệp Thần một mắt. Diệp Thần nói, tiền bối, cái này tôn phiên thiên ấn, là các ngươi Bắc Mãng thị pháp bảo, ta còn đưa ngươi. Nói xong, Diệp Thần liền móc ra phiên thiên ấn, giao trả lại. Bắc Mãng Tiêu gật đầu một cái, nhưng đem cái này tôn phiên thiên ấn, giao cho Tiểu Hoàng, nói, cái này phiên thiên ấn, là ta Bắc Mãng thị chí bảo, hài nhi. Ta hôm nay quy ẩn, cái này phiên thiên ấn liền truyền cho ngươi, ngươi thân cái tổ vương huyết mạch, sau này thì đến phiên ngươi chấp trưởng Bắc Mãng đạo thống. Tiểu Hoàng ngẩn ngơ, nói, muốn ta chấp trưởng Bắc Mãng đạo thống sao? Hắn rất rõ ràng, Bắc Mãng đạo thống phần cơ nghiệp này, tuyệt đối không dễ dàng nắm giữ. Bắc Mãng thì tổ tiên, chính là Mộng Yểm Chi Vương, Hồng Quân tòa hạ bốn thú vương một trong, chấp trưởng Bắc Mãng đạo thống. Thì phải đảm đương nổi trọng trấn tổ tiên vinh quang trách nhiệm. Mà trước mắt, Tiểu Hoàng tổ vương huyết mạch còn không hoàn toàn tỉnh lại, cái này Bắc Mãng đạo thống đối với hắn mà nói vẫn là nặng nặng nề một chút. Bắc Mãng Tiêu nói, người chấp trưởng Bắc Mãng đạo thống sau đó, tổ trong đất tài nguyên có thể tùy ý điều động, đối với ngươi tu vi rất có ích lợi, hơn nữa truyền thuyết chúng ta tổ địa chỗ sâu cất giấu một tấm bản đồ kia ghi lại tiến vào huyền hải biện pháp. Nếu như ngươi có thể tìm được, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Tiến vào huyền hải. Nghe nói như vậy, Tiểu Hoàng cùng Diệp Thần đều là một hồi chấn động. Huyền hải là hắc ám cấm hải bên trong địa phương thần bí nhất, truyền thuyết nơi đó cất giấu hai môn cửu thiên thần thuật, chính là vạn vật mẫu kiếm quyết cùng kinh cức phương quan. Cửu thiên thần thuật bên trong, Diệp Thần đã gặp qua năm môn, theo thứ tự là Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, Phạm Thiên Thần Công, Hy Hoàng Lôi Ấn, Long Thần Phá Thiên Quyết. Thần Diệt Thiên Chiếu Công. Ngoài ra còn có Mạn Châu Sa Hoa Kinh, ở Đế Thích Gia Tổ Tiên, Đế Thích Vạn Lá trên tay. Còn có một môn Cửu Thiên Bão Pháp Quyết, do Thái Thượng Thiên Nữ chấp trưởng. Cuối cùng hai môn, chính là cái này Vạn Vật Mẫu Kiếm Quyết cùng Kinh Cức Phương Quan, cũng núp ở huyền hải, đặc biệt thần bí, Diệp Thần biết không nhiều. Hắn chỉ biết là, coi như là ma tổ vô thiên, cũng không có so khát vọng, muốn tiến vào huyền hải. Thu lấy vậy vậy hai môn cửu thiên thần thuật cơ duyên. Cửu thiên thần thuật, tổng cộng cũng chỉ có cửu môn, đương kim thế gian, chỉ còn lại vậy vạn vật mẫu kiếm quyết và kinh cức phương quan không có chủ nhân, người người cũng nghĩ ra được, đáng tiếc cũng không người nào biết tiến vào huyền hải biện pháp. Hiện tại, Bắc Mãng Tiêu lại nói, Bắc Mãng tổ địa bên trong có một tấm bản đồ, ghi lại bước vào huyền hải biện pháp duy nhất. Bắc Mãng Tiêu nói, dĩ nhiên, bản đồ này, chỉ là truyền thuyết. Nghe nói là tổ tiên Bắc Mãng Thái Hạo lưu lại, nhưng người nào cũng không có gặp qua, ta cho tới bây giờ không gặp qua, cho nên ma tổ vô thiên hỏi ta nhập biển phương pháp, ta là thật không biết.